Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 1611 một không cần mọi chuyện đều hơn người. Những người công tác bên cạnh đều cho rằng vương tử quân là người anh minh quả cảm, nhiều chuyện bị nhiều người phản đối, thế nhưng chỉ cần vương tử quân nhìn chuẩn, tất cả đều được thực hiện có kết quả tốt đẹp. Trong quá trình phát triển của hắn căn bản đều chú ý đến thực tiễn, phát tùy tính sáng tạo vô cùng tinh tế nhưng ở chuyện tập đoàn thần phương thì vương tử quân căn bản là chậm chạp không có chủ ý. Lúc này nếu động vào căn bản là bước dây động rừng, cắt xương nối gân, hiện tại tình thế mật đông có chút ổn định, thế nhưng hắn còn chưa vững vàng nhét vị trí của mình vào túi. Nếu như 3-4 tháng sau thì căn bản không có sự việc gì làm khó được vương tử quân, hắn có thể dễ dàng cho ra quyết đoán. Nhưng tình thế bây giờ hắn ra tay lại sợ ném chuột vỡ bình, băn khoăn nặng nề nhưng sợ cái gì có cái gì mà sợ khi vương tử quân kết thúc nói chuyện điện thoại với sầm vật gương trương tề bảo lại gọi điện thoại đến nói rằng các ngân hàng trong tỉnh rất phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh nhưng khi nghe nói cho tập đoàn thần phương vay cả đám người này đều lắc đầu không thôi không nói năm nay đã cho vay giàn trải cũng nhắc đến số tiền tập đoàn thần phương mượn trước đó là nợ xấu khó đòi vương tử quân cũng không quá ngạc nhiên về vấn đề này dù sao thì số tiền mà tập đoàn thần phương nợ ngân hàng trong những năm qua cũng đã quá lớn căn bản có thể làm cho tập đoàn phá sản ngay lập tức nếu như bây giờ ngân hàng còn thành thật cho tập đoàn thần phương mượn tiền đây rõ ràng là không chịu trách nhiệm với công tác của mình anh có nói với ngân hàng bên kia ý kiến của tôi không vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi khẽ hỏi trương tề bảo trương tề bảo có chút do so dự sau đó mới khẽ nói chủ tịch phương tôi đã truyền đạt ý chỉ của ngài cho bọn họ. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi nói với Trương Tề Bảo, anh tiếp tục thực hiện công tác, đồng thời tôi sẽ nghĩ biện pháp khác. Vương tử quân đặt điện thoại xuống rồi nâng ly lên uống một ngụm. Trước kia vương tử quân từng mượn tiền ngân hàng để đảm bảo giải quyết tình hình cuộc sống của công nhân viên chức lao động, khi ở La Nam hắn chỉ cần đưa một ngón tay ra là có thể cơ bản giải quyết được tình huống này. Lúc này biểu hiện của tất cả các ngân hàng có nguyên nhân đến vấn đề của tập đoàn Thần Phương, thế ninh cũng có liên quan đến phương diện uy tín của Vương Tử Quân ở tỉnh Mật Đông. Lần này Vương Tử Quân muốn giải quyết khó khăn cơ bản trong cuộc sống của công nhân lao động, số tiền này đối với ngân hàng cũng không phải là con số lớn. Nếu như uy vọng của hắn có đầy đủ, căn bản không xuất hiện cuộc diện khó xử như thế này. Vương Tử Quân không phải không quen biết giới tài chính, những ngân hàng ở nam giang có quan hệ không tệ với hắn hắn cảm thấy mình chỉ cần gọi một cuộc điện thoại người ta nhất định sẽ nể mặt mình nhưng vương tử quân suy nghĩ giây lát lại đặt điện thoại xuống khi hắn đang suy xét nên tìm phòng tài chính để giải quyết vấn đề lúc này trương tề bảo lại gọi điện thoại đến phải nói trương tề bảo đem đến cho vương tử quân một tin tức tốt dù sao thì sự việc đã giải quyết rồi vấn đề quan trọng hiện tại là gọi điện thoại cho sầm vật cương có được sự giúp đỡ của phía ngân hàng thì xem như sự việc đã được giải quyết sơ bộ, dù sao thì cuộc sống của công nhân cũng được đảm bảo. Nhưng có được số tiền kia là nhờ Sầm Vật Cương lên tiếng giúp đỡ, điều này càng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy áp lực đang kéo đến. Vương Tử Quân anh không phải nói đang muốn tìm ngân hàng giúp đỡ cho cuộc sống hiện tại của công nhân viên trước tập đoàn Thần Phương sao? Sầm Vật Cương tôi đã giúp đỡ anh giải quyết vấn đề này, anh còn muốn gì nữa? tôi có thể làm cho anh mọi thứ, nếu như anh không giải quyết được vấn đề, như vậy anh không còn gì để nói cả. Bóng đêm như mực, Vương Tử Quân về nhà mang theo chút cảm giác say. Tuy sự việc của tập đoàn Thần Phương rất quan trọng thế nhưng công việc hàng ngày của hắn cũng không phải chỉ liên quan đến tập đoàn Thần Phương, hắn là chủ tịch tỉnh, mỗi ngày còn rất nhiều chuyện cần quan tâm. Ví dụ như hôm nay, một tổ công tác của Bộ Tài chính đến kiểm tra nghiên cứu. Tuy cấp bậc của tổ công tác này không quá cao, thế nhưng lại có lực ảnh hưởng đến bố cục kinh tế của địa phương, Vương Tử Quân là lãnh đạo địa phương, hắn không thể không đưa mặt ra tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Mật Đông. Lúc này trong nhà rất ấm áp, Mạc Tiểu Bắc đang dạy tiểu Bảo Nhi viết chữ, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì đặt quyển vở trong tay xuống nói: "Hôm nay em có nấu cháo cho tiểu Bảo Nhi, bây giờ cũng đã ăn được, em lấy cho anh một chén." Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Hắn ngồi xuống đối diện với Tiểu Bảo Nhi, nhìn con trai viết chữ, sau đó cười nói, "Tiểu Bảo Nhi, giáo viên bắt đầu ra bài tập cho các con về nhà làm rồi sao?" "Không phải, con muốn luyện chữ ấy chứ." Tiểu Bảo Nhi giống như thật sự rất có tâm tư luyện chữ, nó cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng viết chữ trang nghiêm của con trai, hắn có chút buồn cười, "Thế nào, Tiểu Bảo Nhi nhà ta muốn làm nhà thư pháp sao?" Tiểu Bảo Nhi căn bản không có phản ứng với lời trêu chọc của Vương Tử Quân, nó tiếp tục cúi đầu luyện chữ. Khi hắn đang định hỏi vì sao con mình lại có hứng thú như vậy, chợt nghe Mạc Tiểu Bắc cười nói, con của anh hôm nay bị đả kích, nó nó lý nghiêm kha viết chữ đẹp hơn mình, nó muốn đuổi kịp người ta, hoặc là vượt người ta. Vương Tử Quân chợt sững sờ, không ngờ Tiểu Bảo Nhi lại có lòng tự trọng lớn như vậy. Hắn nhìn bộ dạng chăm chú của con, hắn không nhịn được sờ đầu con rồi nói, con trai, mỗi người có sở trường của riêng mình, không cần mọi chuyện đều phải mạnh hơn người ta, chỉ cần cố gắng là được. Vương tử quân nói xong câu này mà có chút hoảng hốt, nếu như không phải nói ra những lời này thì hắn đã quên, kiếp trước hắn cũng nói với con trai của mình với Liêu An như những câu tương tự. Nhưng thế gian biến đổi khôn lường, tất cả bây giờ không còn giống xưa. Khi Vương Tử Quân đang hoảng hốt thì tiếng bước chân của Mạc Tiểu Bắc vang lên bên tai, hắn bừng tỉnh trong cơn trầm tư. Hắn nhìn nụ cười của Mạc Tiểu Bắc, lại thấy Tiểu Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn mình, hắn không khỏi cố gắng ép mình ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi. Tiểu Bảo Nhi vẫn chăm chú luyện chữ, Mạc Tiểu Bắc thì khẽ nói với Vương Tử Quân, "Hôm nay là binh đến nhà ta, nói là chúc mừng anh thăng quan, tặng cho anh một bộ tranh chữ." Một bộ tranh chữ? Vương tử quân nhìn vẻ mặt thản nhiên của Mạc Tiểu Bắc, hắn không hiểu vợ mình sao lại thu những thứ đó. Mạc Tiểu Bắc có chút buồn bực, nàng nói tiếp, em đã cho người ta mang về, em nói ông nội đã viết cho anh một bộ thư pháp, bây giờ đang gửi đến, ngày mai sẽ đến. Mạc Tiểu Bắc nói rồi trừng mắt nghịch ngợm với Vương Tử Quân. Trường 1611 hai không cần mọi chuyện đều hơn người. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đắc ý của Mạc Tiểu Bắc, Hắn không khỏi lên tiếng khích lệ, phu nhân đã cầu tiến rất nhiều, anh còn tưởng rằng em trực tiếp đuổi người ta đi. Mạc Tiểu Bắc cười cười nói, là binh là người không có chuyện không đến cầu cạch, tuy em cũng thích tranh chữ, thế nhưng nhìn thoáng qua thì biết đó là thư pháp của Kinh Long Tiên Sinh. Nghe nói vài ngày trước đó ông ta bán một bức thư pháp với giá một triệu. Vương Tử Quân cũng đã kính ngưỡng thư pháp của Kinh Long Tiên Sinh, hắn cười nói, xem ra người ta đã ra tay khá mạnh đáng tiếc là anh không tiêu thụ được. Nhưng là bình này cũng có chút tác dụng. Mặc tiểu bác nhận được lời khích lệ của vương tử quân thì gương mặt càng có nụ cười vui vẻ. Nàng khẽ cười nói, anh ta đến tặng tranh chữ lại cho em một nhắc nhở. Đó là tiểu bảo nhi thích viết chữ, sao chúng ta không bồi dưỡng nó một chút? Vừa rồi em đã gọi điện thoại cho lão gia tử, muốn ông nói chuyện với kinh long tiên sinh một chút, để cho tiểu bảo nhi luyện chữ với kinh long tiên sinh. Ông nói mình và Kinh Long Tiên Sinh là bạn bè, chỉ cần ông lên tiếng thì Kinh Long Tiên Sinh sẽ không chối từ. Vương Tử Quân lúc này chợt trầm mặc, là binh bên kia vì nịnh bợ mình mà đến tặng thư pháp, cũng không biết đối phương dùng con đường nào để mua được tranh chữ của Kinh Long Tiên Sinh. Bây giờ không ngờ Mạc Tiểu Bắc lại muốn Kinh Long Tiên Sinh làm thầy dạy thư pháp của Tiểu Bảo Nhi. Sao em không nói như vậy với La Binh, như vậy sẽ tốt hơn dùng chữ của ông cụ để từ chối chữ của Kinh Long Tiên Sinh. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc rồi dùng giọng vui đùa nói. Mạc Tiểu Bắc nhíu mũi, lúc đó em không nhớ ra điều này. Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì sờ đầu tiểu bảo nhi, con của em làm học trò của ai thì người đấy phải cảm thấy rất vinh dự mới đúng. Vương Tử Quân đối mặt với sự tự tin của Mạc Tiểu Bắc thì chỉ có thể cười ha hả, nhưng tâm tư tối đen của hắn đã tươi sáng hơn. Xưa nay có câu chủ nhục thì người hầu nhục theo, làm thư ký thì phải luôn chú ý đến tâm tình lãnh đạo của mình. Thế nên khi mà kiếp sống thư ký của Triệu Hiểu Bạch càng thêm phong phú, hắn càng quan tâm đến tâm tình của Vương Tử Quân. Những ngày nay nhìn qua thì thấy Chủ tịch Vương Tử Quân rất bình thản, bộ dạng mỉm cười như chóc. Thế nhưng Triệu Hiểu Bạch cũng hiểu gần đây Chủ tịch Vương căn bản là có chút sốt ruột nôn nóng, thậm chí còn có vài phần không nhịn được phải nổi giận. Có vài lần hắn cảm thấy chủ tịch Vương sắp phát giận nhưng cuối cùng lại nhịn được. Triệu Hiểu Bạch biết rõ Vương Tử Quân không thoải mái vì chuyện của tập đoàn Thần Phương, thế nhưng chuyện liên quan đến tập đoàn Thần Phương không phải là vấn đề mà một thư ký như hắn có thể nhúng tay vào. Trong sự kiện này hắn từng tìm thời gian hỏi thăm dưỡng Kim Chính Thiện của mình, thế nhưng Kim Chính Thiện cũng chỉ có những suy đoán hàm hồ ở phương diện này, chỉ là nhắc nhở hắn bảng quan, cũng không cần quản, không cần nói ra điều gì trong mắt triệu hiểu bạch thì kim chính thiện giống như một người thầy chỉ cần hắn có điều gì khó hiểu thì kim chính thiện trên cơ bản chưa từng cho hắn thất vọng thế nhưng lúc này kim chính thiện căn bản là không nói gì có ý nghĩa thực chất có đôi khi không nói cũng là biểu hiện một loại thái độ khi triệu hiểu bạch không có ở bên cạnh vương tử quân hắn căn bản không tin những lời này nhưng bây giờ hắn đã có thời gian ngắn học tập ở bên cạnh chủ tịch vương hắn càng hiểu rõ ý nghĩa của câu nói kia chủ tịch vương Vừa rồi trưởng phòng dân chính gọi điện thoại đến, nói là thượng cấp phái một vị phó chủ nhiệm đến kiểm tra công tác, muốn mời ngài tối hôm nay biểu hiện sự coi trọng với công tác dân chính trong tỉnh. Triệu Hiểu Bạch khẽ đi đến trước bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi mỉm cười báo cáo. Triệu Hiểu Bạch thấy hai ngày qua chủ tịch Vương giống như không có chuyện gì thì đều tiếp nhận những lời mời như vậy. Dù sao chuyện này cũng có nhiều lợi ích, có thể tranh thủ cho tỉnh vài hạng mục hữu ích chỉ là hôm nay Vương Tử Quân ngẩng đầu lên lại trầm giọng nói, "Hiểu Bạch, cậu gọi điện thoại cho trưởng phòng Lý, nói là hôm nay tôi có việc, bảo anh ấy mời vị lãnh đạo khác tham gia." Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng, hắn định lui ra thì Vương Tử Quân chợt nói, "Tối nay cậu có hẹn ước với ai không?" Tuy Triệu Hiểu Bạch căn bản rất quen thuộc Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân mở miệng hỏi một câu riêng tư không khỏi làm cho hắn có chút sững sốt hắn trầm ngâm dây lát rồi lên tiếng chủ tịch phương tối nay tôi không có chuyện gì tốt lắm lát nữa hai người chúng ta ra ngoài dùng cơm vương tử quân lên tiếng sắp xếp với triệu hiểu bạch sau đó tiếp tục ghi chép văn kiện đi ra ngoài dùng cơm với chủ tịch phương điều này không khỏi làm cho triệu hiểu bạch sinh ra những ý nghĩ miên man bất định có thể được dùng cơm cùng chủ tịch phương đây căn bản là một đãi ngộ mà biết bao nhiêu người ở tỉnh mật đông đang thiết tha mơ ước Triệu Hiểu Bạch mặc dù là thư ký của Vương Tử Quân, cũng không ít lần dùng cơm với Chủ tịch Vương, thế nhưng phần lớn chỉ là dùng cơm công tác, đây căn bản là lần đầu tiên hai người dùng cơm với nhau. Triệu Hiểu Bạch không biết vì sao lại nghĩ đến chuyện dùng cơm xong rồi chặt đầu thời cổ đại, bây giờ Chủ tịch Vương mời mình dùng cơm, không phải mình làm sai chuyện gì để cho Chủ tịch Vương bây giờ đang chuẩn bị. Khi Triệu Hiểu Bạch đang suy nghĩ miên man thì Vương Tử Quân chêm thêm một câu, cậu nói cho tiểu lý một tiếng, để cho cậu ấy đi trước, hai chúng ta ngồi xe của cậu đi theo sau. Triệu Hiểu Bạch mặc dù đa số là ngồi trên xe Audi của Vương Tử Quân, thế nhưng vì chưa kết hôn và vì là thư ký của Vương Tử Quân, thế nên cũng bỏ tiền ra mua một chiếc xe nhỏ. Tuy xe rất bình thường nhưng lại được Triệu Hiểu Bạch rất yêu quý. Sau khi nghe nói Vương Tử Quân không yêu cầu mang theo xe thì Triệu Hiểu Bạch mới có chút yên tâm. 10 phút sau khi tan tầm thì Vương Tử Quân ngồi ở vị trí tay lái phụ, triệu hiểu bạch lái chiếc xe của mình. Trước kia hắn chạy xe của mình cực kỳ thoải mái tự nhiên, thế nhưng lúc này có Vương Tử Quân ở trên xe, hắn càng cảm thấy căng thẳng hơn khi ngồi trên chiếc Audi của lãnh đạo. "Chủ tịch Vương, chúng ta đi đâu dùng cơm đây?" Triệu Hiểu Bạch hỏi rất khẽ, Vương Tử Quân cũng không trả lời ngay, hắn cười nói, "Đây là xe tùng thử, xem ra còn thoải mái hơn dòng xe trước đó rất nhiều." Chủ tịch Vương, ngài cũng từng ngồi xe này rồi sao? Triệu Hiểu Bạch căn bản cũng không suy nghĩ nhiều mà hỏi Vương Tử Quân. Hắn vừa mở miệng thì đã hối hận, hắn không phải không biết kinh nghiệm công tác của Vương Tử Quân ở Nam Giang, bây giờ hỏi như vậy căn bản không phải là tốt. Cũng may Vương Tử Quân không nổi giận vì câu hỏi của hắn mà cười nói, "Tất nhiên tôi từng ngồi chiếc xe này, nói ra thì tôi cũng là người đầu tiên được ngồi dòng xe này của nhà máy bọn họ." chương 1612, một tính tỏa trong phố phường nghe tiếng dân. Nếu như là một người xảo quyệt thì bây giờ phải mở miệng nịnh hót vương tử quân, dù sao đây cũng là một cơ hội khó có được. Nhưng Triệu Hiểu Bạch không phải là hạng người như vậy, tuy hắn cũng hiểu thế nhưng nói ra lại rất khó. Khi Triệu Hiểu Bạch đang xấu hổ không biết phải làm sao, hắn chợt nghe Vương Tử Quân nói, đi qua con phố bên kia. Nhị đạo là một con đường nhỏ của thành phố rừng mật, Thế nhưng nơi đây lại là khu dân cư của công nhân viên trước tập đoàn Thần Phương. Sau khi nghe sắp xếp của Vương Tử Quân thì Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng nhấn chân ga chạy đến. Đường nhị đạo không lớn, đường chỉ cho hai làn xe chạy song song, trên đường thỉnh thoảng vang lên tiếng còi xe chói tai. Nơi đây giống như một khu chợ, tiếng người huyên náo cực kỳ ầm ĩ. Triệu Hiểu Bạch lái xe cũng không quá tốt, lúc này không khỏi có chút căng thẳng. Lúc này trong xe không phải chỉ có bản thân hắn, còn có chủ tịch Vương, nếu như có chuyện gì xảy ra thì hắn căn bản là khó thể nào chịu nổi. Vương Tử Quân ngồi trên xe cũng không chú ý đến gương mặt căng thẳng của Triệu Hiểu Bạch, hắn nhìn đám người ở hai bên đường, sau đó cười nói, "Hiểu Bạch, chút nữa tìm một cửa hàng, chúng ta đi dùng cơm." Lúc này Vương Tử Quân đã đeo một cặp kính không độ, tuy ngụy trang như vậy căn bản không đề cao được thị lực thế nhưng ít nhất cũng có thể che giấu đi khí chất của mình. Triệu Hiểu Bạch nghe Vương Tử Quân nói dùng cơm ở nơi này thì nhíu mày. Dù nơi này có khá nhiều cửa hàng buôn bán, thế nhưng hắn nhìn qua và cảm thấy không phù hợp cho Vương Tử Quân dùng cơm. Chưa nói đến chủ tịch Vương, chính hắn cũng không muốn dùng cơm ở đây. "Chủ tịch Vương, chúng ta có nên tìm nơi khác hay không? Tôi thấy phía trước có một quán ăn, nếu không chúng ta đến đó dùng cơm cũng được." Vương tử quân khoát tay áo nói, tôi đến đường nhị đạo chủ yếu là muốn nhìn xem cuộc sống của công nhân tập đoàn thần phương, muốn tìm hiểu một chút về tình hình hiện tại, nếu đi quá xa thì căn bản là khó tiếp cận được. Audio điện tử võ tấn bền Vương tử quân nói rồi chỉ vào một cửa hàng cơm liên tục có người ra vào rồi nói, hôm nay chúng ta dùng cơm ở đây. Tuy triệu hiểu bạch còn có chút ý kiến thế nhưng vương tử quân nói như vậy thì cũng không phản đối, hắn nhanh chóng chạy xe đến quán cơm ven đường ở bên kia. Triệu Hiểu Bạch nhìn mặt bàn đầy mỡ mà không khỏi nhíu mày, thế nhưng hắn còn chưa lên tiếng thì thấy Vương Tử Quân cũng không cần lau chùi mặt ghế, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bàn, sau đó lớn tiếng nói, bà chủ, cho hai suất cơm. Vương Tử Quân lên tiếng thì một người phụ nữ trung niên béo tốt đi đến, nàng vừa đi vừa nở nụ cười tươi giói trên gương mặt như một cái bánh bao, anh bạn, các anh muốn ăn gì? quán chỉ có món gì ngon không? Vương tử quân nhìn bà chủ quán rồi nở nụ cười, sau đó lớn tiếng nói, hôm nay chúng tôi cũng chưa ăn gì, chỉ cứ sắp xếp là được. Chỗ này của chúng tôi có món sườn chua ngọt và thịt xào rất ngon, nếu như hai anh thích, tôi sẽ nói anh nhà làm ngay. Tuy vương tử quân lúc này cố gắng ra vẻ là một người bình thường, thế nhưng khí thế nhiều năm lại làm cho người ta không dám xem thường. Bà chủ là một người buôn bán bên đường hơn 20 năm, căn bản cũng có chút sợ hãi trước những người khách như Vương Tử Quân, thế nên bây giờ mở miệng cũng không lợi hại như ngày thường. Vậy thì cho hai phần, chị đưa ra cho chúng tôi một dĩa lạc luộc với chút nước chấm đậu tương. Vương Tử Quân sảng khoái vung tay lên với bà chủ quán, sau đó hắn cười nói với Triệu Hiểu Bạch, "Hiểu Bạch, hai người chúng ta chút nữa uống một chút bia, chút nữa tìm người khác lái xe là được." Tuy Vương Tử Quân nói câu trưng cầu ý kiến của Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng Triệu Hiểu Bạch là thư ký, hắn căn bản cũng không dám cho ra ý kiến, Vương Tử Quân nói gì thì hắn căn bản là nghe nấy. Chủ, Chủ tịch, Vương, Triệu Hiểu Bạch đã quen thuộc cách xưng hô chức vụ với Vương Tử Quân, bây giờ không biết nên gọi sao cho tốt. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng căng thẳng của Triệu Hiểu Bạch, hắn khoát tay áo nói, cậu cứ gọi tôi là trưởng phòng Vương là được. Trưởng phòng Vương, thật sự là tranh lệch trời đất, nhưng Triệu Hiểu Bạch căn bản không có lựa chọn nào khác, hắn đành dùng giọng thành thật gọi trưởng phòng Vương. Cửa hàng này có quy mô không lớn, khi nhóm người Vương Tử Quân đi vào thì trong quán đã có vài khách hàng. Những người khác này gọi ít thức ăn hơn Vương Tử Quân, chỉ là một món mặn mà một bát canh mà thôi. Tuy những người kia ăn không nhiều thế nhưng lại giống như rất quen mặt lẫn nhau, bọn họ đi vào cười ha hả trò chuyện với người bàn bên cạnh, lại có người mời những người bên cạnh đến cùng ăn với mình. Ôi, anh Lý, anh có chuyện gì vậy? Có phải là tối qua không làm cho chị nhà thỏa mãn hay không? Tôi nói với anh rồi, tôi không giúp được anh ở phương diện này, nhưng nếu anh muốn thì có thể mở miệng chào hỏi, anh em chúng tôi cũng mạnh mẽ về phương diện này. Anh Tôn, anh đi chết đi, anh thì cái gì cũng được thế nhưng miệng lưới quá chua ngoa, coi chừng biết tay tôi. Tôi nói cho anh biết, nếu anh cứ tiếp tục nói bậy bạ, cẩn thận tôi coi anh là bao cát. Anh thì nói hay lắm, thế nhưng có phải là vợ còn đang ở trong bụng mẹ không? Tìm vợ làm gì, bây giờ tôi no cả nhà không đói, bây giờ lấy vợ không phải là ép người ta theo tôi chịu khổ sao? Những câu nói như vậy làm cho cửa hàng đầy sức sống, Vương Tử Quân vừa nghe đám người bên cạnh trò chuyện với nhau vừa mở miệng hỏi Triệu Hiểu Bạch vài câu. Triệu Hiểu Bạch lúc này cảm thấy sự việc hôm nay có chút đường đột, mặc dù là Vương Tử Quân sắp xếp Thế nhưng hôm nay mình đi theo Chủ tịch Vương đến nơi này, nếu như có chuyện gì xảy ra, chính mình phải làm thế nào? Từ sau khi hắn là thư ký của Chủ tịch Vương thì Kim Chính Thiện liên tục truyền thụ cho nhiều kinh nghiệm, một điều quan trọng đó chính là bảo đảm sự an toàn cho lãnh đạo của mình. Khi Triệu Hiểu Bạch đang định có nên gọi điện thoại đi hay không, đúng lúc này bà chủ đã dọn thức ăn lên bàn. Vương Tử Quân nghe lời khuyên của bà chủ mà gọi hai chai bia, sau đó cùng nhấm nháp với Triệu Hiểu Bạch. Mặc dù người ngoài nhìn vào thì thấy Vương Tử Quân thỉnh thoảng có trò chuyện với Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng tâm tư của hắn lại đặt hơn phân nửa lên những người bên kia. Chẳng qua đám người kia chủ yếu là nói đến chuyện gia đình, nhiều nhất cũng chỉ là chửi vài câu, căn bản không có nội dung thực tế. Tình cảnh này làm cho Vương Tử Quân có chút thất vọng, nhưng hắn cảm thấy như vậy lại là bình thường. Chính mình đi ra muốn xem cách nhìn của công nhân về tập đoàn Thần Phương. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ rằng mình vừa đi đến đã nhận được tin tức. Chương 1612, hai tính tỏa trong phố phường nghe tiếng dân. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, hắn nhìn Triệu Hiểu Bạch rồi nói, "Hiểu Bạch, cậu gọi điện thoại cho Tiểu Lý, để cậu ấy chạy xe qua đây, chúng ta uống xong hai chai bia này rồi đi." Triệu Hiểu Bạch mặc dù được Phương Tử Quân khuyên bảo đã ăn vài đúa, thế nhưng hắn thật sự nuốt không trôi lúc này nghe vương tử quân nói như vậy thì không khỏi thở dài một hơi. Khi Triệu Hiểu Bạch cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện thoại, còn chưa kịp ra cửa thì thiếu chút nữa đã va vào người ta. Người kia giữ lấy Triệu Hiểu Bạch rồi nói, anh bạn, đi đường cẩn thận một chút. Triệu Hiểu Bạch thấy đối phương là một người đàn ông trung niên hơn 40 với mái tóc muối tiêu, thế là cười nói, vừa rồi tôi có chút thất thần, mong anh bỏ quá cho khi triệu hiểu bạch quay đầu ra ngoài chuẩn bị gọi điện thoại cho xong lúc này thấy đám người đang bàn luận bên trong hầu như đã đứng lên lại có người đồng thanh chào hỏi người vừa đi vào anh lý mời anh qua bên này anh lý đã lâu rồi chúng ta chưa dùng cơm với anh mời anh đến đây uống vài ly các anh cũng đừng tranh chấp anh lý ngồi với tôi rồi hôm nay lưu nhị tôi mời khách vương tử quân vốn có chút thất lạc nhưng ngay sau đó tâm tư đã trở nên linh hoạt hơn hắn nhìn anh Lý, chợt sinh ra một cảm giác, đó là đối phương chính là một người quan trọng. Khi trong đầu vương tử quân lóe lên ý nghĩ như vậy thì anh Lý bên kia đã cười nói, cảm ơn các anh em, còn có vài người đến với tôi, thế nên mọi người cứ dùng cơm đi. Anh Lý, tuyến trên nói thế nào? Người được gọi là Lưu Nhị không chờ anh Lý nói tiếp mà hỏi một câu không đầu không đuôi. Chỉ là đám người nơi đây không ai cảm thấy câu hỏi của Lưu Nhị là đường đột, sau khi lưu nhị hỏi xong thì có người lên tiếng anh lý anh nói tình huống cho bọn họ hiểu đi đám chúng tôi chờ kết quả vài ngày qua rồi coi như là có thể nói là trước tiên sẽ phát cho chúng ta hai tháng tiền lương anh lý ngồi xuống rồi thở dài nói con bà nó chỉ hai tháng tiền lương thôi sao lưu nhị nói rồi nâng ly rượu lên uống cạn nhìn bộ dạng của hắn và đám người chung quanh thì rõ ràng là không hài lòng với kết quả này tôi đã báo cáo ý kiến của các vị cho lãnh đạo, khi đó lãnh đạo nói nhất định sẽ coi trọng ý kiến của chúng ta, nhưng tôi cảm thấy có chút không thực chất. Anh Lý uống một hớp nước rồi thản nhiên nói. Bà chủ phía bên kia xoa xoa tay nói, hai tháng tiền lương cũng còn hơn không có xu nào, ít nhất vài ngày tới mọi người không sầu khổ vì không có tiền dùng cơm. Tôn nhị nương, cô thì biết cái gì? Hai tháng tiền lương có lẽ là tiền chặt đầu, tôi nghe nói nhà máy sắp thay đổi chế độ, còn bà nó thay đổi thành họ trầm, như vậy chúng tôi còn tương lai gì nữa. Lưu Nhị là người nhanh mồm nhanh miệng, đồng thời hắn cũng là người mở miệng khá trực tiếp. Bà chủ tôn nhị nương cũng không phải hạng dễ trêu vào, lúc này nàng chỉ vào Lưu Nhị rồi nói, Lưu Lão Nhị, tôi nói cho anh biết, nếu anh không có việc gì thì về nhà giúp vợ làm việc, cũng đừng kêu gào ở đây. Nếu tôi nói cho Thúy Vân biết, như vậy thì sẽ cho anh biết tay, có người như anh vậy sao? Lưu nhị lên tiếng tuy rất lợi hại thế nhưng lúc này bị bà chủ quán mắng thì thành thật hơn một chút, đám người trong quán không khỏi cười lên. Vương tử quân cũng khẽ cười, hắn nâng ly bai lên chuẩn bị uống một ngụm thì bà chủ quán nói với anh Lý, anh Lý, tôi nghe nói chủ tịch tỉnh hiện tại là rất tốt, trước đó rất chú ý đến cuộc sống của công nhân lao động đến từ bên ngoài, tình hình rất oanh liệt. Anh xem chúng ta có nên đến tìm chủ tịch để anh ấy giải quyết dùm mình hay không? Này tôn nhị nương, không phải tôi phản bác cô thế nhưng đàn bà tóc dài não ngắn bây giờ có quan lại nào mà không bao che cho nhau người quen biết với thẩm vạn quân là rất lớn sầm vật cương thì thế nào có lợi hại hay không thế nhưng làm gì được thẩm vạn quân lưu nhị vừa bị tôn nhị nương trách móc nói không nên lời bây giờ tìm được cơ hội báo thù thế nên mở miệng cực kỳ phấn chấn tôn nhị nương muốn cãi cọ hai câu với lưu nhị thế nhưng sau khi nghe Lưu Nhị nói đến sầm vật gương thì cũng không nói thêm điều gì. lúc này anh Lý bên kia chợt nói tôi đã tìm hiểu qua kinh nghiệm công tác của Chủ tịch Phương đây là một người có gan làm việc nếu đã không làm thì thôi mà làm thì phải thực tế nếu không thì chẳng thể nào còn trẻ như vậy đã là Chủ tịch tỉnh. hừ anh Lý tôi cảm thấy anh không có cơ hội rồi anh nếu có cơ hội nhất định sẽ làm tốt hơn Chủ tịch Phương kia lưu nhị nhìn anh lý rồi dùng giọng nịnh nọt nói khi lưu nhị lên tiếng thì đúng lúc triệu hiểu bạch đi vào hắn nghe thấy người kia dám lấy anh lý ra so sánh với lãnh đạo của mình thế là có chút bực bội anh lý đưa mắt nhìn đám người lưu nhị rồi nói anh lưu cảm ơn anh đã đề cao tôi thế nhưng tôi là hạng người gì thì tự mình biết lấy nếu anh đưa tôi lên vị trí kia thật sự là giống như đưa tôi lên vỉ nướng tôi cũng không có bản lĩnh như chủ tịch phương Hi hi, anh Lý, chúng tôi cũng không muốn anh đi làm chủ tịch tỉnh, nếu anh đi làm chủ tịch tỉnh thì chỉ sợ nhà máy không còn người nào tâm phúc, mà họ trầm kia lại càng không kiêm nể gì. Một người đàn ông đang ăn mì cười ha hả nói đùa với anh Lý. Người này nói vài câu thì tôn nhị nương ở bên cạnh cũng lên tiếng, anh Trần nói ra những lời này rất đúng. Thôi bỏ đi, hôm nay anh Lý đã vất vả rồi, tôi sẽ bảo anh nhà làm vài món ngon khao mọi người. Khi anh Lý chuẩn bị lên tiếng thì một cô gái trẻ chạy vào, vừa thấy anh Lý thì giống như tìm được người tâm phúc của mình, cô gái nhanh chóng lên tiếng, "Bố." Khi thấy cô gái kia thì anh Lý nở nụ cười nói, "Tiểu Na, con không ở nhà lo học hành mà chạy đến đây làm gì?" Anh Lý còn chưa nói xong thì có vài tên thanh niên lảo đảo đi vào, vì trời nóng thế nên những người này đều cởi bỏ áo ngoài. Tuy ánh đèn trong quán có chút u ám thế nhưng vẫn có thể thấy rõ trên người đám kia đầy đủ mọi hình xăm. Em gái, các anh chỉ yêu cầu em cùng uống rượu cho vui, không ngờ em lại trực tiếp đưa các anh đến khách sạn. Có phải em đã chọn chúng anh Cường của bọn anh rồi không? Anh nói cho em biết, anh Cường là người có công phu mãnh liệt, tuyệt đối làm cho em thỏa mãn sung sướng. Một tên thanh niên tóc nhuộm vàng lên tiếng, trên lưng người này còn có một hình xăm bỏ cạp. Chương 1613, gây chuyện. Người này lên tiếng làm cho đám thanh niên đi cùng ồ lên cười khả ố. "Anh Cường, em gái này rất ngon, người ta dám yêu dám hận, không cần nói nhiều, anh nên trực tiếp làm việc là vừa." "Anh nghĩ mà xem, một người phụ nữ tốt như vậy thì tìm đâu cho ra? Chỉ sợ anh bỏ tiền cũng chưa chắc có được. Nhưng này em gái, em nghe anh nói nhé, anh Cường của bọn anh là người phúc hậu, đó chính là một mình sướng cũng không vui." mọi người cùng sướng mới vui. Chỗ này quá nhỏ nào hợp với cô em được, em nên đi theo anh Cường, chúng ta đi dùng bữa tiệc lớn. Tiếng cười khả ố lại vang lên, đám người kia giống như không nhìn thấy anh Lý đang đứng bên cạnh tiểu na. Gương mặt anh Lý có vài phần nổi giận, khi hắn chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ thì đám người lưu nhị đã đứng lên nói, đám khốn nạn kia, dám đến đây làm loạn sao. Coi chừng ông chặt chân chúng mày lưu nhị năm xưa cũng là một người nổi tiếng trong nhà máy nhưng hắn cũng chỉ chịu phục một mình anh lý lúc này thấy con gái của anh lý bị người ta ức hiếp hắn nào có thể nhịn được nhưng lúc này anh cường bên kia cũng lên tiếng anh hùng cứu mỹ nhân sao nhưng xem như là lão anh hùng anh cường vừa nói ra câu này thì đám thanh niên theo sau lại cười lên như điên vương tử quân nhìn đám côn đồ phía bên kia mà không khỏi nhíu mày hắn là người có nhiều kinh nghiệm hắn cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy tuy con gái của anh lý nhìn có vẻ xinh đẹp đáng yêu thế nhưng ánh mắt của anh cường lại chủ yếu nhìn vào anh lý ông chặt chân mày lưu nhị nói rồi nhanh chóng đứng lên bà chủ bên kia cũng lên tiếng quán chúng tôi không chào đón các cậu mời các cậu đi ra ngoài ôi bà chủ quán không phải chúng tôi muốn đánh chồng bà bà đã không nỡ như vậy rồi sao tôi nói cho bà biết tuổi tác đã lớn rồi nào còn phải thanh niên mạnh như rồng như hổ. Nếu như bà muốn các anh em đẹp trai mạnh khỏe, như vậy tối nay ném ông nhà lôi thôi bẩn thỉu của mình, sau đó đến tìm anh em chúng tôi. Đúng rồi, nhưng anh Cường của chúng tôi bây giờ đã là hoa có chủ, căn bản không thể nào quan tâm đến hoa loa kèn như bà được. Những lời nói dâm uế này không khỏi làm cho bà chủ quán nổi điên. Đám khách hàng trong quán phần lớn là nhân viên của tập đoàn Thần Phương, bây giờ thấy côn đồ đến gây sự thì đều đứng lên mời các anh đi chỗ khác nơi này không chào đón các anh anh lý nhìn thoáng qua mọi người rồi nói ơ đây là bố vợ thương con rể tương lai sao bố vợ vẫn đứng về phía anh cường thế nên mong anh cường kính bố vợ vài ly mới được cái gì là vài ly phải là đúng ba ly anh cường là người mạnh mẽ như thái sơn hôm nay động phòng hoa trúc nhất định sẽ càng thêm dũng mãnh một tên thanh niên xăm hình cọp trên tay cười hì hì nói anh lý bị đám côn đồ trêu chọc mà không khỏi nổi giận hắn siết chặt nắm đấm nhưng cuối cùng vẫn nhịn được nhưng anh lý có nhịn được thì người ta cũng không muốn buông tha anh cường bên kia cười ha hả nói ôi có phải là muốn đánh người rồi không ông cũng không có lá gan như vậy nếu như muốn đánh nhau thì mời sang bên này anh cường nói rồi kéo nắm đấm của anh lý về phía trán của mình mọi người nhìn vào tình cảnh này mà thấy rõ đó là động tác kiêu ngạo của một tên côn đồ không ngờ khi nắm đất áp sát chán của anh cường lúc này anh cường lại ngã lăn ra đất không phải là anh lý đã học được vô ảnh quyền đấy chứ đáp án tất nhiên là không phải khi mọi người đang kinh ngạc thì một tên côn đồ đứng bên cạnh anh cường đã dùng giọng như heo bị trò tiết sống lên đánh chết người đánh chết người rồi tên thanh niên kia gào giống có thể làm cho cả con đường đều nghe thấy được sau khi âm thanh gào giống vang lên, có không ít người chạy đến, trong số những người này có vài viên cảnh sát. Xảy ra chuyện gì, ai đánh chết người, một tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát lớn tiếng nói. Đồng chí cảnh sát, đám người này đang giả vờ, vừa rồi người này nói bậy bạ, anh Lý căn bản không đánh người, tên kia kéo tay anh Lý ấn lên chán mình, sau đó tự mình ngã xuống. Bà chủ quán là người đầu tiên lên tiếng. Bà chủ vừa nói xong thì một tên thanh niên bên kia đã lên tiếng, bá nói gì vậy? Đụng nhẹ lên chán anh Cường của chúng tôi sao? Như vậy làm cho anh Cường ngã gục được à? Các người đều cùng một phe, tất nhiên các người phải nói tốt cho nhau. Tên thanh niên nói rồi nhìn những người ở bên cạnh mình, các anh nói xem, có phải tên kia vừa đấm lên huyệt thái dương của anh Cường, mới làm cho anh Cường ngã xuống hay không? Đúng vậy, tôi thấy SNG này đấm anh cường một cái làm cho anh cường ngã xuống mau gọi xe cứu thương nhanh lên đúng vậy lần này tôi thấy anh cường bị đánh khá mạnh mau gọi xe cứu thương vài tên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau sau đó nói với anh lý này đồng chí mong ngài theo chúng tôi đến đồn công an một chuyến tôi cũng không đánh anh ta các anh phải tin tưởng tôi lúc này anh lý cũng có chút gấp gáp thế nên giọng điệu có chút bối rối Viên cảnh sát gật đầu nói, anh yên tâm, chúng tôi không làm oan uổng người tốt, tôi thấy anh ta bị ngất cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Khi bầu không khí chung quanh đang lộn xộn thì vương tử quân khoát tay nói với Triệu Hiểu Bạch, này đồng chí cảnh sát, tôi luôn dùng cơm ở chỗ này, tôi có thể chứng minh đồng chí này không đánh người, anh ta chỉ đụng nhẹ vào người kia mà thôi. Vài tên cảnh sát không ngờ lại xuất hiện một trình rảo kim như vương tử quân, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, Chợt nghe tên cảnh sát dẫn đầu nói, anh đã thấy được chuyện xảy ra, vậy theo tôi về đồn công an làm bản ghi chép, cũng xem như làm chứng cho anh này. Vương Tử Quân càng cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, hắn nhìn thoáng qua anh cường dưới đất, sau đó lấy điện thoại của mình ra nói, vừa rồi tôi có sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh đám người kia đi vào làm loạn, các đồng chí cảnh sát, nếu không bây giờ tôi cho anh xem tình cảnh vừa rồi. Tên cảnh sát nhìn vương tử quân lấy ra một chiếc điện thoại khá mới thì vẻ mặt chợt biến đổi. Hương do dự dây lát rồi cầm lấy điện thoại của vương tử quân, nếu có chứng cứ thì để tôi xem một chút. Tên cảnh sát nói xong thì cầm lấy điện thoại của vương tử quân. Vương tử quân cũng không phản đối, viên cảnh sát kia xem xong đoạn video thì hỏi vương tử quân, đồng chí, anh nói tôi xem chiếc điện thoại này dùng thế nào? Là thế này sao? Ôi, chuyện gì xảy ra? Sao lại xóa mất rồi? anh xem có thể khôi phục lại được không? Vương tử quân nhìn gương mặt áy náy của viên cảnh sát, gương mặt hắn lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn cũng không nói lời nào. Một tên cảnh sát đứng bên cạnh lên tiếng, các vị, chuyện này có chút khó xử, tôi thấy mọi người ở đây nên đến đồn công an một chuyến. chương 1614, một rắn chuột một ổ. Mọi người có thể nhìn ra hành động của tên cảnh sát có ý nghĩa gì, lúc này người trong quán ăn cảm thấy rất phẫn nộ, đặc biệt là đám người lưu nhị, bọn họ càng đỏ mặt tía tai. ông cố ý như vậy rõ ràng là tự tay xóa đi. lưu nhị mở miệng thì đám công nhân của tập đoàn thần phương nhanh chóng ồn ào. đúng vậy, một đoạn phim trong điện thoại thì anh nói xóa thì xóa sao? đúng là hủy diệt chứng cứ. tôi thấy đám người này cùng một ruột với đám khốn kiếp kia. hư, không thể để cho bọn họ đi được. gần đây rắn chuột cùng một ổ cùng một ruột, căn bản không làm theo pháp luật. Những âm thanh kịch liệt của đám người chung quanh làm cho tên cảnh sát xóa đoạn phim có chút xấu hổ, không biết nói gì cho phải. Đúng lúc này tên cảnh sát đứng bên cạnh chợt lớn tiếng nói các người muốn làm gì. Nghị luận lung tung sao? Ai không có lúc lỡ tay? Đội trưởng của chúng tôi đã nhận sai, các người còn muốn thế nào, cũng đừng ép người quá đáng. Lưu nhị, có phải anh có bản lĩnh không? anh sợ đến đồn công an sao? Thế nào? Lưu nhị tuy cực kỳ khí thế với đám côn đồ, thế nhưng đối mặt với đám cảnh sát với gương mặt nghiêm túc, khí thế chợt giảm xuống vài phần. Lưu nhị cho ra bộ dạng như vậy không khỏi làm cho những người chung quanh sinh ra cảm giác nửa đường muốn bỏ cuộc. Anh Lý thấy tình cảnh này thì trầm giọng nói, nếu như vậy thì chúng ta đến đồn công an một chuyến, tôi tin tưởng đúng là đúng mà sai là sai, sự việc gì cũng có lý lẽ của nó đúng vậy anh này căn bản là người có kiến thức rộng rãi mong các vị tin tưởng chúng tôi nhất định sẽ phá án công bằng tên cảnh sát vừa rồi xóa đoạn phim thấy anh lý nói như vậy thì tranh thủ thời gian lên tiếng khi tên cảnh sát này nói xong thì tiếng còi xe cứu thương vang lên xe cứu thương đến nhanh lên mau đưa đại ca lên xe tên đàn ông xăm bò cạp trên lưng lớn tiếng nói với đồng bọn bên cạnh Đám côn đồ nghe đang vây quanh anh Cường nghe thấy tên kia nói như vậy thì nhanh chóng hành động. Khi đám người bên kia chuẩn bị nhấc anh Cường lên, Vương Tử Quân đã đứng lên nói: "Các vị chờ chút, tôi đã khôi phục được đoạn phim vừa rồi, bây giờ mời các vị cảnh sát xem qua." "Đã khôi phục lại đoạn phim vừa rồi sao?" Lúc này hầu như mọi người đều nhìn về phía Vương Tử Quân, Vương Tử Quân cầm điện thoại lên lắc qua lắc lại: "Điện thoại của tôi có chức năng khôi phục những gì vừa xóa." Vương Tử Quân nói rồi mở đoạn video lên, tên đội trưởng đội cảnh sát nhìn vào hình ảnh, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Vương Cường, anh đã diễn trò đủ chưa? Anh đúng là có bản lĩnh rất lớn, lại học trò mèo này, còn không mau cút đi. Khi tên đội trưởng lớn tiếng la hét thì Vương Cường trực tiếp đứng lên, hắn đi đến bên cạnh viên đội trưởng đội cảnh sát rồi khẽ nói, đội trưởng chi, tôi cũng không phải cố ý, các anh em làm vậy chủ yếu kiếm miếng cơm mà thôi. Hừ, có gan giả vờ thì phải theo chúng tôi một chuyến, không giam các anh hai ngày là không được. Đội trưởng chỉ nói rồi quay sang nhóm người vương tử quân, à, cảm ơn anh đã cung cấp chứng cứ chính xác, nếu không chúng tôi còn phải mất nhiều thời gian hơn. Tên cảnh sát nói xong cũng không chờ vương tử quân lên tiếng mà đưa nhóm người vương cường đi ra ngoài. Xe cảnh sát bỏ đi, xe cứu thương cũng chạy đi, bầu không khí trong quán cơm lại khôi phục như thường. Anh Lý dùng giọng cảm kích nói với Vương Tử Quân: "Cảm ơn cậu, hôm nay thật sự cảm ơn cậu, nếu không thì lần này tôi sẽ mất rất nhiều thời gian ở đồn công an." Triệu Hiểu Bạch nghe thấy anh Lý bên kia gọi chủ tịch Vương là cậu em thì không nhịn được phải cười thầm. Nếu một vị chủ tịch tỉnh ngồi nơi đây, anh còn dám xưng anh gọi em, như vậy có phải là hơi quá hay không? Khi Triệu Hiểu Bạch đang suy nghĩ miên man thì Vương Tử Quân khoát tay nói: "Chỉ là tiện tay mà thôi." hơn nữa tôi cũng nói rõ tình huống thực tế cũng không làm gì khác ha 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 tuy cậu nói rõ tình hình thực tế nhưng một chiêu này căn bản làm cho anh lý đỡ phiền toái hôm nay xem như tôi tính khoản tiền cơm cho cậu sau này cậu có muốn dùng cơm thì cứ đến tiệm chúng tôi bà chủ tôn nhị nương chẳng những mạnh mẽ mà phương diện hào sảng cũng không kém bao nhiêu vương tử quân cười nói như vậy sau này dùng cơm sẽ làm phiền bà chủ vương tử quân biết rất rõ cách liên hệ với quần chúng mọi người thường coi trọng thể diện chính mình nếu từ chối thì rõ ràng là không nể mặt bọn họ thế nên không bằng thành thật đồng ý dù sao thì vương tử quân cũng không định đến nơi này dùng cơm mỗi ngày anh lý nói vài câu cảm ơn vương tử quân thì quay sang hỏi tiểu na tiểu na rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vì sao tên vương cường kia lại quấn lấy con như vậy bố con cũng không biết khi con tan học thì có một nhóm người chờ sẵn bên ngoài, tên Vương Cường kia liên tục mở miệng quấy rối trước kia con căn bản không biết bọn họ. Tiểu Na lúc này tỏ ra cực kỳ uất ức, nàng mở miệng mà nước mắt muốn chảy xuống. Vương Tử Quân thấy anh Lý hỏi Tiểu Na thì khẽ nói, anh Lý, đây là có người cố ý gây chuyện, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói sự việc không đơn giản thì vẻ mặt anh Lý chợt biến đổi, đúng lúc này bên ngoài chợt vang lên âm thanh khá lớn. Đám người trong quán nghe thấy âm thanh như vậy thì chạy ra ngoài, Vương Tử Quân và Triệu Hiểu Bạch cũng nhanh chóng đi ra. Là xe của ai vậy? Lưu Nhị là người đi ra nhìn đầu tiên, hắn không khỏi lớn tiếng hỏi người bốn phía. Anh Lý nhìn đèn của chiếc xe hơi bị đánh vỡ nát, hắn cũng có chút cảm khái, xe của ai thế này? Dường đây cũng không gây ảnh hưởng đến ai vương tử quân nhìn chiếc xe có bộ dạng biến đổi mà gương mặt trở nên cực kỳ khó coi nhưng hắn cũng không phải là người đau lòng nhất đau lòng nhất là triệu hiểu bạch hắn nhìn chiếc xe mình yêu quý bị biến dạng mà không khỏi muốn sinh ra cảm giác bộc phát nhưng triệu hiểu bạch dù có đau lòng vẫn cố gắng che giấu hắn càng phải quan tâm đến vẻ mặt của vương tử quân vương tử quân nhìn chiếc xe hắn trầm ngâm dây lát rồi nói với triệu hiểu bạch hiểu bạch cậu gọi điện thoại cho cục công an nói xe của mình bị đập triệu hiểu bạch đồng ý một tiếng bắt đầu đi gọi điện thoại những người bên kia lúc này mới kịp phản ứng không ngờ là xe của nhóm vương tử quân thế là ai cũng mở miệng an ủi cậu em tôi thấy xe này cũng không có vấn đề gì quá lớn chỉ cần thay đèn là được con bà nó tôi đoán chắc là do đám côn đồ vừa rồi gây ra bọn họ đang trả đũa vì vừa rồi anh đứng ra bảo vệ cho anh lý đám người kia không phải bị người của cục công an đưa đi rồi sao? Thế nào lại có thể đập vỡ đèn xe của cậu em này được? Anh cũng không biết bọn họ cùng một ruột với nhau sao? Biết đâu đám người kia là do tên họ thẩm sai đến quấy rối chúng ta. chương 1614, 2, rắn chuột một ổ. Anh Lý chợt lên tiếng, cậu em, xe của cậu bị đập, tất cả là vì giúp đỡ tôi, xảy ra chuyện này tôi không thể không quản được. Anh Lý nói rồi lấy bóp của mình ra, hắn cố gắng lục lọi nhưng cũng chỉ lấy ra được 100 đồng mà thôi. Chị Tôn, làm phiền chị cho tôi mượn 1 ngàn, ngày mai tôi trả. Được, tôi sẽ đi lấy cho anh. Tôn Nhị Nương là người có tính tình hào sảng, nàng định xoay người đi vào trong quán. Vương Tử Quân thấy Tôn Nhị Nương xoay người rời đi thì chặn lại, anh Lý, không cần, xe của tôi có bảo hiểm, dù xảy ra chuyện gì thì cũng có công ty bảo hiểm chi trả. Vương Tử Quân nếu nói khác đi cũng không có vấn đề, thế nhưng lại mất công giải thích, thế là hắn trực tiếp đưa công ty bảo hiểm ra, làm cho anh Lý không tiếp tục đưa tiền sửa chữa xe. Triệu Hiểu Bạch vừa mới đi gọi điện thoại quay về, sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy, hắn cũng không biết công ty bảo hiểm có chi trả hay không, thế nhưng cũng không thể làm cho chủ tịch Vương xấu hổ, thế là nói theo, đúng vậy, tất cả có công ty bảo hiểm, không có vấn đề gì đâu. Sau khi nghe hai người vương tử quân nói như vậy thì tôn nhị nương dừng lại, nàng dùng giọng chờ mong hỏi, thật sự là công ty bảo hiểm sẽ chi trả sao? Lúc này vương tử quân hoàn toàn hiểu rõ câu nói chờ mong của bà chủ quán là gì. Dù sao thì người ta cũng cùng nhau chung sống nhiều năm, dù là ở phương diện tâm lý hay gì khác cũng thường hướng về phía nhau. Hơn nữa đối với công nhân của tập đoàn thần phương thì số tiền một ngàn cũng không phải nhỏ. Tất nhiên là có thể, Bây giờ nghề bảo hiểm rất phát đạt, hơn nữa xe của hiểu Bạch mua bảo hiểm toàn diện, đừng nói là bể một cái đèn xe, dù bị trộm thì công ty bảo hiểm cũng phải dựa theo niên hạn chiếc xe này để bồi thường chiếc xe khác. Vương Tử Quân nói làm cho đám người nơi đây vui vẻ ra mặt, lại có người cười nói, thì ra là như vậy, hai ngày trước tôi có một người bạn đi làm bảo hiểm, khi đó anh ấy cũng nói như vậy nhưng tôi không tin, nếu biết là như vậy thì tôi nhất định sẽ mua bảo hiểm xe của anh ấy. Cậu em nếu không thì tôi để lại cho cậu số điện thoại liên lạc, nếu như công ty bảo hiểm không chi trả, cậu cứ tìm đến tôi. Anh Lý lúc này cũng có 7 phần tin tưởng vào Vương Tử Quân, nhà hắn cũng không có nhiều tiền, lúc này nghe thấy mình không cần phải bỏ tiền thì thật sự vui mừng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cần số điện thoại của anh Lý, cũng không cần người này bồi thường cho mình. Anh Lý là đại biểu của công nhân ở tập đoàn Thần Phương, nếu như hắn xử lý vấn đề của tập đoàn này tất nhiên cần phải bắt tay với anh Lý. Khi mọi người trò chuyện với nhau thì Triệu Hiểu Bạch bên kia khẽ nhíu mày, hắn đã gọi điện thoại hơn 10 phút, lại không có viên cảnh sát này đi đến. Phải biết rằng yêu cầu trong tỉnh Mật Đông là cảnh sát phải xuất hiện sau 5 phút kể từ khi quần chúng gọi điện thoại phản ánh vấn đề. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến hành vi của Triệu Hiểu Bạch, hắn cười nói với anh Lý, anh Lý, tuy tôi chỉ là một người ngoài, có câu thân thiết với người mới quen là tối kỵ, thế nhưng hai bên chúng ta có duyên gặp mặt, tôi cảm thấy có vài lời nên nói thẳng với anh, đó là những người kia tuy đến tiếp cận cháu nhà anh. Tiểu Na luôn cú đầu sang lưng bố mình, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân gọi mình là cháu thì vẻ mặt có chút trầm xuống, lại có chút không cam lòng. Nàng thấy người đàn ông kia không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, thế mà dám gọi mình là cháu, đúng là... Vương tử quân lúc này đang trò chuyện với anh Lý cũng không quan tâm đến biểu hiện của cô cháu hờ kia, Chợt nghe thấy hắn nói tiếp, nhưng tôi cảm thấy thực tế là bọn họ đi về phía anh, sau này anh nên chú ý một chút. Cảm ơn lời khuyên của cậu Vương, sau này tôi nhất định sẽ chú ý. Tuy anh Lý mở miệng tiếp nhận lời nói của Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân cảm thấy anh Lý cũng chẳng mấy quan tâm đến lời khuyên của mình. Hai bên vốn là người xa lạ, bây giờ tuy có chút liên quan nhưng không còn có nhiều chủ đề để lên tiếng. Tuy Vương Tử Quân có tính toán tiếp cận những người này, thế nhưng thân thiết với người mới quen là cố kỵ, vì vậy căn bản không tìm ra được chủ đề để liên kết mọi người lại với nhau, làm cho bầu không khí có chút trầm mặc. Vương tử quân thấy bầu không khí trầm mặc thế này có chút xấu hổ, hắn quay sang nói với Triệu Hiểu Bạch, Hiểu Bạch, cậu gọi điện thoại xem khi nào thì bọn họ mới đi đến. Triệu Hiểu Bạch lại đồng ý một tiếng, sau đó hắn tiếp tục gọi đi, nhưng vài phút trôi qua mà không có ai đến khi vương tử quân chuẩn bị yêu cầu triệu hiểu bạch gọi điện thoại thêm một lần nữa, lúc này có một chiếc xe cảnh sát chậm rãi đi đến. Có hai tên cảnh sát xuống xe, bọn họ nhìn thoáng qua xe của triệu hiểu bạch rồi hỏi ai là chủ của chiếc xe này. Là tôi, triệu hiểu bạch nhanh chóng đi đến bên cạnh viên cảnh sát rồi lớn tiếng nói, tôi dừng xe ở đây để cùng vào quán dùng cơm với một người bạn, khi đó chúng tôi nghe thấy một tiếng ẩm vang lên, chạy ra thì thấy xe của tôi bị người ta đập phá thế này rồi. Tên cảnh sát cao gầy dẫn đầu đưa mắt nhìn Triệu Hiểu Bạch, sau đó lớn tiếng nói, nhất định là anh đắc tội với ai đó mới sinh ra như vậy. Tôi thấy hay là thế này, anh viết cho chúng tôi một biên bản tường trình, sau đó chúng tôi sẽ quản chế khu vực này, nếu bắt được kẻ tình nghi sẽ gọi điện thoại cho anh. Người này lên tiếng rõ ràng là muốn thoái thác không quan tâm, Triệu Hiểu Bạch không nói gì nhưng anh Lý đã nói, hai vị đồng chí cảnh sát, sự việc là thế này có vài tên lưu manh định chơi trò tống tiền chúng tôi, lại bị hai anh bạn này làm chứng vạch trần sự thật. Kết quả là vừa rồi nhóm người kia bị đội trưởng chỉ đồn công an khu vực chúng tôi đưa đi. Bây giờ có người đập phá xe của anh bạn này, tôi nghi ngờ là đồng lõa của đám lưu manh kia. Nhất định là bọn họ ra tay, nếu không phải thì ai có thể làm ra chuyện thiếu đạo đức thế này? Hừ, thiếu đạo đức là tán thưởng chúng nó, phải nói là loại người không não. Các anh nói gì vậy? Các anh nói người nào đập phá xe? Tôi nói cho các anh biết, tất cả phải nói dựa trên chứng cứ, nếu các anh không biết rõ tình huống thì đừng ồn ào, đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tên cảnh sát trẻ tuổi đứng bên cạnh viên cảnh sát cao gầy lớn tiếng quát. Triệu Hiểu Bạch có tâm tình không vui vì xe bị người ta đập phá, ý nghĩ của hắn tương đồng với nhóm người lưu nhị. Bây giờ nghe thấy tên cảnh sát nói ra những lời như vậy thì cũng không quan tâm lên tiếng. Nếu nói đến phương diện chứng cứ, vậy thì chúng tôi cảm thấy nên đối chất với đám lưu manh kia. Mặc dù tôi có vài người quan hệ không tốt, thế nhưng bọn họ cũng không dùng thủ đoạn hạ lưu đập bể xe của tôi. Tôi cảm thấy chính là đám lưu manh kia ra tay. Đồng thời tôi cảm thấy các ngài chấp pháp có vấn đề, tôi đã báo cảnh sát được hơn nửa giờ, sao các anh lại đến muộn như vậy? Chương 1615, một nghe thấy âm thanh khó khăn của dân gian. Triệu Hiểu Bạch vừa hỏi xong một câu giọng điệu chất vấn thì giống như chọc vào tổ ong vò vẻ. Tên cảnh sát trẻ tuổi vốn bị Triệu Hiểu Bạch mắng cho một chặp cảm thấy không thoải mái. Bây giờ nghe thấy Triệu Hiểu Bạch nghi vấn với công tác của mình thì nổi nóng. Nếu anh nghi vấn công tác của chúng tôi, có thể gọi điện thoại trách móc. Thế nhưng tôi nói cho anh biết, anh trách móc hay sao cũng vô dụng. Bây giờ còn nhiều vụ án lớn đè nặng lên vai. Lúc này người của Cục Công an sẽ nhanh chóng chạy đến xử lý những chuyện nhỏ nhặt thế này cho anh sao? Vương tử quân khoát tay áo với triệu hiểu bạch, khi hắn đang định lên tiếng thì một tên thanh niên chạy đến như người điên, khi đến bên cạnh nhóm người anh Lý thì người này lớn tiếng nói, chú Lý, không hay rồi, bố cháu bị đánh. Mọi người vốn đang ồn vào vì chuyện xe của triệu hiểu bạch bị đập, bây giờ nhanh chóng trở nên yên lặng. Anh Lý chợt vọt đến trước mặt tên thanh niên kia rồi lớn tiếng nói, nhị hoa tử, xảy ra chuyện gì? Chú Lý, vừa rồi cháu và bố đi ra ngoài, có vài người chặn đường cầm gậy gỗ đánh bố cháu. Lúc này bố cháu đang nằm ở ngoài cổng, chú Lý, chú mau đến cứu bố cháu. Nhị Hoa Tử nói rồi khóc giống lên. Lúc vừa rồi còn chưa kịp nhìn kỹ tên thanh niên này, bây giờ nhìn qua thì thấy trên người có vài vết thương, thậm chí trên đầu còn chảy máu. Đi, chúng ta qua xem thế nào. Chú Lý kéo tay Nhị Hoa Tử chạy đi, đám người chung quanh cũng đuổi theo. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua hai viên cảnh sát giao thông rồi trầm giọng nói: "Hai vị đồng chí, phía trước xảy ra chuyện, hay là chúng ta cùng qua xem thế nào?" "Chúng tôi cũng muốn đi qua, thế nhưng phân công bất đồng, chúng tôi đi sang cũng không có tác dụng." "Hơn nữa cậu thanh niên kia xem như đã báo án, lát nữa sẽ có người của đồn công an đi sang. Chúng tôi xử lý chuyện xe cộ này cái đã." Tên cảnh sát cao gầy chợt có thái độ tốt đẹp với Vương Tử Quân hơn vài phần. Vương Tử Quân nghe thấy người kia nói như vậy thì không khỏi nhíu mày, hắn gật đầu nói với Triệu Hiểu Bạch, cậu lái xe đi qua. Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng, hắn lấy chìa khóa định chạy sang, thế nhưng lúc này tên cảnh sát trẻ tuổi lại nói, "Bây giờ anh đi đâu vậy? Ở lại làm bản ghi chép." "Tôi không có thời gian." Triệu Hiểu Bạch nhìn gương mặt âm trầm của Vương Tử Quân, hắn trầm giọng nói một câu, sau đó nhanh chóng khởi động xe tên cảnh sát trẻ giống như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại bị tên cảnh sát cao gầy giữ lại. Triệu Hiểu Bạch biết Phương Tử Quân đang nóng vội, thế cho nên lái xe rất nhanh, chỉ một phút sau đã đuổi kịp đám người anh Lý. Địa điểm gặp chuyện không may cách không quá xa quán cơm của Tôn Nhị Nương, khi đám người chạy đến nơi thì bốn phía đã có không ít người. Khi thấy tên thanh niên đi đến thì chợt nghe thấy có người lên tiếng, đại thuận tử, bố của cậu bị đánh chảy máu đầu, chúng tôi đã gọi điện thoại cho bệnh viện, cậu may về nhà lấy quần áo cho bố đi. Cậu kéo mẹ ra, đừng để cho cô ấy khóc nữa, mẹ cậu sức khỏe vốn kém, nếu như có chuyện gì thì không hay. Vương tử quân đi vào trong đám người và thấy một người đàn ông nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, từng giọt máu liên tục chảy xuống từ cánh tay và trên đỉnh đầu, bốn phía người đàn ông này có rất nhiều người đang dùng khăn mặt cầm máu. Trời ơi, ông còn có để cho tôi sống nữa không? tôi đã nói với ông ấy bao nhiêu lần rồi không nên đi gây huyên náo với đám người thẩm vạn quân các anh đấu không lại hắn ta sao các anh không nghe lời tôi tôi biết rõ các anh không phục nhưng người ta tài lực mạnh mẽ chúng ta sao đấu lại người ta bây giờ chồng tôi bị đánh thế này chúng tôi mất đi sức lao động chính trong nhà bây giờ tôi sống thế nào đây người phụ nữ dùng giọng điệu đầy thương tâm lớn tiếng nói lúc này anh lý cũng đã bình tĩnh lại hắn tiến lên nói chị trương chị nên giữ gìn sức khỏe lúc này điều quan trọng nhất chính là đưa hổ tử đến bệnh viện đúng đúng vậy đưa đến bệnh viện chúng tôi đã gọi điện thoại cho xe cứu thương sao còn chưa đến thế nào còn chưa đến người phụ nữ nghe thấy anh lý nói như vậy thì vẻ mặt có chút hoảng hốt vương tử quân lẳng lặng nhìn tất cả hắn mím chặt môi lúc này trong lòng giống như bão tố cực kỳ khó chịu với trí thông minh của hắn nào không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào người chủ mưu của những trò này là ai hắn có thể đoán được kết quả rõ ràng lúc này vương tử quân cảm thấy rất áy náy hắn là chủ tịch tỉnh sự việc xảy ra sờ sờ trước mặt điều này không khỏi làm hắn cảm thấy nóng mặt hiểu bạch lái xe đưa anh ấy đến bệnh viện vương tử quân hít vào một hơi rồi áp chế cảm xúc trầm giọng nói với triệu hiểu bạch vâng trước khi làm thư ký cho vương tử quân thì triệu hiểu bạch là một thanh niên đầy chính nghĩa nửa năm qua hắn lại học được khá nhiều điều thế nhưng bản chất lại không thay đổi quá lớn nhưng sau khi đỡ người lên xe thì triệu hiểu bạch phát hiện vương tử quân vẫn đứng ven đường phát hiện này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi thiếu chút nữa hắn lại đi xuống xe nhưng lý trí yêu cầu hắn hạ cửa sổ xe nói trưởng phòng vương còn ngài thì sao tôi ở lại đây một chút cậu yên tâm Lát nữa tôi sẽ quay về." Vương Tử Quân nói rồi khoát tay với Triệu Hiểu Bạch, cậu nhanh chóng đưa anh ấy đến bệnh viện, lúc cần thiết thì yêu cầu bệnh viện toàn lực trợ giúp. Xe chạy đi như bay, đám người vây quanh cũng không tản đi. Đủ mọi tiếng nghị luận vang lên, có những ông cụ hơn 70 vung vẩy quải trượng trong tay nói những lời nghiệp chướng này nọ. "Anh bạn, xe của anh cũng không thể quay về ngay được, nếu không thì đến nhà tôi nghỉ ngơi uống nước một chút." một người công nhân hơn 40 tuổi đi đến dùng giọng nhiệt tình nói. Vương tử quân yêu cầu triệu hiểu bạch lái xe đưa người bị thương đi bệnh viện, người chỗ này ai cũng thấy rõ ràng. Sau khi người đàn ông kia cho ra lời mời, những người bên cạnh cũng nhiệt tình nói, anh Trình nói đúng, này đồng chí, ngài đi đến nhà anh ấy nghỉ ngơi một chút, nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện. Vương tử quân do dự dây lát rồi cười nói với anh Trình, vậy làm phiền anh rồi nhà của anh Trình cũng không cách quá xa, đi 20 mét đã đến. Sau khi vương tử quân vào trong nhà thì vợ của anh Trình nhanh chóng pha trà, cũng lấy kẹo bánh ra đãi khách. Có vài người đi vào theo vương tử quân, nhìn qua đều là người đã có tuổi. Có lẽ những người này đều có uy vọng cao ở khu dân cư này. Anh kia có phải đắc tội với người nào không? Vương tử quân ngồi xuống uống một hớp nước rồi hỏi anh Trình. Chương 1615. 2, nghe thấy âm thanh khó khăn của dân gian. Anh Trình còn chưa lên tiếng thì một người ngồi bên cạnh đã lớn tiếng nói, có gì mà đắc tội với người nào, chính là đắc tội một tên súc sinh mà thôi, là tên súc sinh Thẩm Vạn Quân. Nếu sớm biết hắn ta là người như vậy, ông sẽ thẳng thừng cắt bỏ, không đề cử hắn lên làm chủ nhiệm xưởng. Anh Lý, năm xưa đề cử Thẩm Vạn Quân lên làm chủ nhiệm xưởng cũng không phải là lỗi của anh vì khi đó thẩm vạn quân làm việc thành thật cần lao, ai có thể nghĩ hắn phát triển đến tình trạng như lúc này. Những lời khuyên nhủ liên tục vang lên, anh Lý mới không tiếp tục tự trách mình, hắn uống ngụm nước rồi nói với vương tử quân, đồng chí, chúng tôi cũng không sợ ngài chê cười, có lẽ ngài cũng không biết rõ tình huống về tập đoàn thần phương. Hôm nay Trương Hồ Tử sở dĩ bị đánh là vì chúng tôi đi đến phản ánh vấn đề với lãnh đạo thượng cấp. Hư! tất cả những tình huống nước phản ánh đều là sự thật, thế nhưng đám quan lại kia lại không quan tâm. Anh Trình uống một ngụm nước rồi dùng giọng hung hăng nói, lần này anh Lý và Trương Hổ Tử đều gặp chuyện không may, nếu không có người ra tay thì tôi cũng không tin. Bầu không khí trong phòng càng thêm kích động sau lời nói của anh Trình, chợt có một người thanh niên lên tiếng, con bà nó, tên họ thẩm kia nếu muốn ép chúng ta, ông sẽ liều mạng với hắn thanh niên thường là nông nổi và tràn đầy nhiệt huyết như vậy, tên thanh niên này vừa lên tiếng thì đã có người hưởng ứng, sau u khi nghe vài âm thanh lộn xộn vang lên, vài viên công nhân lớn tuổi đưa mắt nhìn nhau, sau đó một người đen nhẻm gõ tay xuống bản rối lớn tiếng nói, các anh làm gì vậy? Tôi nói cho các anh biết, các anh nói những lời này cũng không có tác dụng, họ thẩm kia có nhiều tiền thì tính mạng sắp không xong rồi, chúng ta không đáng đi liều mạng với hắn. Các anh nên tin tưởng chính quyền, chỉ cần chúng ta phản ánh ở cấp lãnh đạo cao hơn, tôi không tin họ thẩm kia lại tiếp tục được làm bậy. Tuy gương mặt tên thanh niên vẫn cực kỳ không phục thế nhưng uy vọng của những người lớn tuổi vẫn làm cho hắn áp chế bản thân. Vương tử quân nhìn gương mặt đám người tràn đầy căm phẫn trước mặt, tâm tình của hắn càng thêm phức tạp. Hắn cắn môi trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói, tôi tin chính quyền sẽ nhất định xử lý tốt vụ này, sẽ cho các vị một câu trả lời rõ ràng. Vương tử quân ngồi lại 20 phút trong nhà anh Trình, mặc dù là vô tình nhưng hắn vẫn nghe được khá nhiều chuyện liên quan đến tập đoàn thần phương. Ví dụ như việc mua hàng giả, nghiệm thu hai lần rồi chia tiền cho nhau. Thẩm vạn quân không những mua biệt thự cao sang, còn bao hẳn hai sinh viên làm tình nhân. Dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, thế nên đám người dần dần rời khỏi nhà anh Trình. Vương tử quân cũng nói lời cáo từ, dù sao thì lúc này cũng không còn sớm anh trình mời vương tử quân ở lại uống vài ly thế nhưng hắn từ chối lúc này không phải là thời điểm uống rượu vương tử quân đi ra khỏi nhà trình ra với gương mặt cực kỳ ngưng trọng tất cả sự việc hôm nay làm cho lòng hắn trở nên nặng nề hắn đi về phía trước chợt thấy con đường u ám màn đêm nặng nề khi triệu hiểu bạch tìm được vương tử quân lúc này vương tử quân đang lẳng lặng ngồi ở hàng ghế bên quảng trường ánh đèn u ám, không khí có chút cô quạnh. Triệu Hiểu Bạch nhìn Vương Tử Quân ngồi dưới ánh đèn mà đột nhiên sinh ra cảm giác đau xót. Triệu Hiểu Bạch trầm ngâm dây lát, tuy không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Tử Quân, thế nhưng cuối cùng vẫn trầm giọng nói, Chủ tịch Vương. Khi Triệu Hiểu Bạch gọi tiếng đầu tiên thì Vương Tử Quân không có phản ứng gì, khi hắn gọi đến tiếng thứ hai thì Vương Tử Quân mới nghiêng đầu qua. Triệu Hiểu Bạch đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn thấy lúc này bên dưới đất có nhiều tàn thuốc rõ ràng đều là của vương tử quân làm rơi xuống hắn trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói chủ tịch vương tôi đã đưa người bị thương đến bệnh viện vương tử quân khẽ gật đầu sau đó hắn trầm ngâm dây lát rồi hỏi anh ta bị thương có nặng không anh ấy bị gãy tay cũng bị một vết thương trên đầu theo lời bác sĩ thì cần ở lại bệnh viện vài ngày triệu hiểu bạch nói đến đây thì giống như muốn làm giảm đi cảm giác không thoải mái của vương tử quân hắn khẽ nói nhưng nghe nói không có vấn đề gì ảnh hưởng đến tính mạng không nguy hiểm đến tính mạng vương tử quân khẽ gật đầu rồi thản nhiên nói cảnh sát đã đi qua chưa đã đi qua chỉ làm bản ghi chép mà thôi triệu hiểu bạch nói đến đây thì trầm giọng nói chủ tịch vương tôi phải làm kiểm điểm với ngài vì khi đến bệnh viện không mang theo đầy đủ giấy tờ thế nên tôi đã đi tìm giám đốc bệnh viện. Triệu Hiểu Bạch tìm giám đốc bệnh viện, tất nhiên là phải nói ra thân phận của mình, nếu không thì bệnh viện sao lại khách khí mà xử lý thuận lợi như vậy. Vương Tử Quân gật đầu nói, việc gấp thì phải như vậy, cũng không có vấn đề gì. Vì Triệu Óc khi đi không nhận được lời nói nào của Vương Tử Quân, thế nên Triệu Hiểu Bạch dùng thân phận của mình để gọi điện thoại cảm thấy có chút không yên. Bây giờ nghe Chủ tịch Vương nói đến đúng trọng tâm như vậy, hắn không khỏi cảm thấy thả lỏng một chút vương tử quân nhìn thấy gương mặt có chút mệt mỏi của triệu hiểu bạch hắn biết rõ sự việc hôm nay đã làm cho người này mệt mỏi thế là vỗ vỗ vai triệu hiểu bạch rồi nói hiểu bạch cũng không còn sớm nữa cậu về nhà nghỉ ngơi đi chủ tịch vương tôi còn phải đưa ngài về nhà cái đã khi thấy vương tử quân khoát tay từ chối thì triệu hiểu bạch nói tiếp chủ tịch vương đây là công tác của tôi ngài cũng đừng để tôi bị thư ký trưởng phê bình Vương tử quân nhìn bộ dạng có 7% chú 3 phần đùa vui của Triệu Hiểu Bạch, hắn chợt cảm thấy ấm lòng, sau đó cười nói, cậu đã nói đến chuyện công tác, tôi cũng không thể vì mình mà ảnh hưởng đến công tác của người khác được. Triệu Hiểu Bạch lúc này mới thở dài một hơi, vừa rồi hắn mở miệng chủ yếu là lanh trí, nếu vương tử quân không đồng ý thì biết phải làm sao bây giờ. Tuy hắn kéo trương tề bảo ra cũng là ngôn từ chính đáng, thế nhưng hắn biết thư ký trưởng tề bảo cũng phải nghe theo lời chủ tịch vương. Triệu Hiểu Bạch không muốn phức tạp tình hình, hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Tiểu Lý, dù sao lúc này Tiểu Lý đến đón Vương Tử Quân vẫn là thích hợp nhất. Hai người chúng ta đi thôi, nơi này cũng không cách nhà tôi quá xa. Vương Tử Quân khoát tay áo với Triệu Hiểu Bạch, sau đó hắn đi về phía khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Triệu Hiểu Bạch có chút sướng sốt, thế nhưng hắn vẫn đặt điện thoại xuống đi theo Vương Tử Quân. Chương 1616, quyến đoán Màn đêm vẫn bao phủ quảng trường, tuy ánh đèn vẫn sáng thế nhưng lúc này cũng không có quá nhiều người. Triệu Hiểu Bạch đi dưới ánh đèn, hắn nhìn hình bóng của Vương Tử Quân, chợt cảm thấy Chủ tịch Vương có chút cô quạnh. Tuy thiên vạn nhân ngô vãng hí là một câu nói của mạnh tử, ý là tự thấy chính nghĩa thuộc về mình, cho dù thiên quân vạn mã, vô vàn khó khăn ta vẫn tiếp tục đi về phía trước. Hiểu Bạch, cậu nghĩ sao về câu nói này? vương tử quân đi đến bên ngoài quảng trường thì khẽ hỏi triệu hiểu bạch triệu hiểu bạch chợt sững sờ hắn căn bản rất quen thuộc với câu nói này nhưng hắn nghĩ đến phương diện vì sao vương tử quân lại hỏi như vậy hắn nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay thế là giống như cảm nhận được điều gì đó hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói chủ tịch khi tôi đi học cảm thấy những lời này là rất hay thế nhưng nhìn từ phương diện tâm lý Tôi cảm thấy đôi khi làm việc gì phải nên suy tính kỹ càng mới tốt. Cậu đấy, đã cầu tiến hơn khá nhiều rồi." Vương Tử Quân chỉ vào Triệu Hiểu Bạch rồi cười nói, "Trước kia thực tế tôi cũng luôn chú trọng phương diện suy tính kỹ càng rồi mới làm một việc gì đó, như vậy dù sao cũng tránh khỏi trường hợp làm việc lỗ mãng, giảm bớt khả năng mắc sai lầm." Vương Tử Quân nói đến đây thì cười cười nói tiếp, nhưng thật sự thì cũng có mâu thuẫn, mặc dù là những chuyện chính nghĩa thuộc về mình thế nhưng cũng không phải suy nghĩ kỹ càng là có thể làm được. Triệu Hiểu Bạch suy xét từng câu từng chữ của Vương Tử Quân, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn nghĩ đến một câu nói của Dượng Minh, đó là bây giờ Chủ tịch Vương Động không bằng tính. Triệu Hiểu Bạch căn bản phải nghĩ hai ngày mới tìm ra được ý nghĩa thật sự của nó. Bây giờ tuy Chủ tịch Vương đã mở ra cục diện ở Mật Đông, thế nhưng nếu so ra thì vẫn kém rất nhiều với Bí Thư Sầm, thậm chí có thể nói là hoàn toàn chưa đứng vững bàn chân. Sau khi đứng vững bàn chân ở mật đông thì xử sự, sự thế nào là chuyện của chủ tịch Vương, nếu chủ tịch Vương chưa đứng vững, như vậy cũng không biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Bây giờ nếu chủ tịch Vương nhúng tay vào chuyện này, cũng không phải là ra tay thế nào, chỉ cần vừa ra tay thì giống như đã xuyên phá lên trời. Tuy Triệu Hiểu Bạch cũng hiểu những chuyện thế này cần phải quản, cũng hiểu không thể để cho người xấu nhởn như ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng làm người tốt luôn có hại. Hắn không còn là thiếu niên ngây thơ như xưa, trong mắt hắn cũng không phải chỉ có hai màu trắng và đen. "Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy cũng không quá mâu thuẫn, chỉ cần chúng ta làm việc gì đi từng bước một với tiến độ chính xác là có thể lập được công lớn." Triệu Hiểu Bạch nói những câu này có thể nói là dùng hết đầu óc của mình. Khi nói hết những lời này thì hắn căn bản biết rõ với năng lực của mình chỉ có thể cung cấp cho Bí thư Vương những suy tính như thế mà thôi. Còn chủ tịch Vương nghe như thế nào, không phải là chuyện của hắn. Vương Tử Quân cười ha ha hai tiếng, sau đó cũng không lên tiếng. Sự việc có nặng có nhẹ, Vương Tử Quân sao lại không biết? Nhưng tình cảnh hiện tại thì căn bản là rất khó khăn. Hôm nay hắn đi ra chủ yếu muốn xem công nhân tập đoàn Thần Phương có ý nghĩ gì với tình cảnh của công ty xí nghiệp lúc hiện tại, nhưng sau khi nhìn xong thì tất cả những do dự trong lòng hắn tan thành mây khói. Vương tử quân chưa từng bao giờ nghĩ mình là thánh nhân, những chuyên liên quan đến sinh tử tồn vong đến mình, hắn cũng phải có quyết tâm bảo vệ mình. Nhưng sự kiện đang diễn ra ngày hôm nay, nếu như hắn chỉ nghĩ đến mình, hắn cảm thấy mình không làm được. Triệu Hiểu Bạch cũng luôn quan sát gương mặt của Vương Tử Quân, lúc này hắn thấy gương mặt Chủ tịch Vương có biểu hiện khá nhạt, thế là biết mình có khuyên nữa cũng chỉ là người mù đốt đèn phí công. Hắn không khỏi sinh ra cảm giác buồn vô cớ, nhưng khi hắn đưa mắt nhìn chủ tịch vương không biết như thế nào trong lòng lại bùng lên cảm giác hào hùng ngày thu mặt trời mọc không quá sớm thế nhưng cũng không tính là muộn tối qua triệu hiểu bạch căn bản là ngủ không ngon khi hắn đi xe cùng tiểu lý đến đón vương tử quân hắn thấy chủ tịch vương căn bản là cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt chủ tịch vương triệu hiểu bạch cung kính tiến lên tiếp nhận cặp công văn của vương tử quân như trước kia sau đó nhanh chóng giúp chủ tịch vương mở cửa xe xe vẫn chạy trên con đường vừa được xây dựng lại chưa quá lâu ở thành phố rừng mật, triệu hiểu bạch len quan sát vẻ mặt của vương tử quân, dù sao thì tối qua hắn cũng chẳng chọc không ngủ được vì lời nói của chủ tịch vương. Hắn chỉ là một người đứng ngoài nhìn mà đã có phản ứng như vậy, đừng nói là một người trực tiếp ra tay như vương tử quân. Nhưng vẻ mặt của chủ tịch vương hôm nay căn bản không có gì khác biệt với ngày thường khác. Nếu như có điểm gì đó khác biệt, Triệu Hiểu Bạch cảm thấy chỉ có thể là tinh thần của Chủ tịch Vương hôm nay còn có vẻ phấn chấn hơn cả ngày thường. Đại nhân vật làm chuyện gì cũng luôn bảo trì sự bình thản, xem ra mình kém Chủ tịch Vương không phải chỉ là quá nhiều. Hiểu Bạch, xe của cậu thế nào rồi? Vương tử quân thoải mái dựa ra hàng ghế phía sau rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí bình tĩnh trong xe. Triệu Hiểu Bạch nghe thấy Vương tử quân dùng giọng ôn hòa nghĩ đến chuyện cậu mình, Trước đó hắn còn muốn phản ánh với chủ tịch Vương, thế nhưng lại giống như quên đi mất. Thế là hắn không khỏi lên tiếng, "Chủ tịch Vương, không những tìm được người đã đập xe của tôi, người ta còn trả 10.000 tiền bồi thường, còn nói nhất định sẽ sửa xe cho tôi thật tốt." Vương Tử Quân cười ha hả nói, "Sẽ không nói cho cậu một chiếc xe mới chứ?" Khi tôi làm việc thì nhận được điện thoại của giám đốc Thẩm tập đoàn Thần Phương, anh ấy nói lúc này trong công ty còn có một chiếc xe để trong kho hàng. Sáng đã đưa đến cho tôi, thế nhưng tôi không nhận. Triệu Hiểu Bạch nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn thầm nghĩ Triệu Hiểu Bạch này bây giờ phản ứng rất nhanh. Hắn nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua mà không khỏi nở nụ cười thản nhiên. Khi xe dừng lại trước khu văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Vương Tử Quân cũng không đi xuống xe ngay lập tức mà nói với Triệu Hiểu Bạch, "Hiểu Bạch, cậu gọi điện thoại cho bí thư Sầm, nói tôi có chuyện cần báo cáo." xem bí thư sầm có thời gian hay không. Triệu Hiểu Bạch nhìn Vương Tử Quân ngồi vững vàng trong xe, hắn vội vàng cầm lấy điện thoại. Ngay khi điện thoại được nối thông thì hắn thầm nghĩ, không biết sau khi mình gọi điện thoại xong thì sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho tập đoàn Thần Phương. Sau khi điện thoại nối thông thì vị đệ nhất thư ký của văn phòng tỉnh ủy nói chuyện rất khách khí. Sau khi nghe chỉ thị của Vương Tử Quân, người này nói chờ một chút. Một phút sau đã có hồi âm, Bí thư Sầm đang ở trong phòng, bí thư nói lúc nào bí thư cũng tiếp đón chủ tịch Vương. Sầm Vật Cương nghe từ thành thư ký báo cáo thì cảm thấy có chút kỳ quái, hắn không hiểu vì sao Vương Tử Quân lại vội vàng tìm gặp mình, vì những hoạt động gần đây của Vương Tử Quân đều được lão theo sát. Chương 1617, một khí thế nuốt trọn sơn hà như sói như hổ. Sầm Vật Cương có thể phân tích được tâm lý của Vương Tử Quân vào lúc hiện tại. Nhìn vào thế cục của Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ không muốn mạnh tay ở tập đoàn thần phương, vì vậy mà đắc tội kẻ thứ ba. Nhưng chuyện này sẽ làm cho vương tử quân cảm thấy cực kỳ khó xử và khó chịu. Không phải vương tử quân đã chọn phương án thỏa hiệp rồi chứ? Sầm vật cương nghĩ đến chuyện hai ngày trước phương anh hồ báo cáo cho mình, nói là thẩm vạn quân thông qua quan hệ để mời vương tử quân dùng cơm, thế là không khỏi thầm cảm khái. Chuyện liên quan đến thẩm vạn quân như cây đinh trong lòng lão, chỉ cần đụng vào sẽ làm cho Thẩm Vạn Quân sinh ra ý nghĩ cảnh giới rất mạnh. Loại người Thẩm Vạn Quân như đùa với lửa, nếu đụng vào biết đâu ngọn lửa kia sẽ đốt lên người mình. Vì vậy nhiều lần Thẩm Vạn Quân cho ra lời mời nhưng Sầm Vật Cương đều từ chối. Không ngờ một Vương tử quân thông minh hơn người lại có dấu hiệu tiếp xúc với Thẩm Vạn Quân, điều này làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng có chút vui mừng, hoặc có chút đáng tiếc. Mặc dù bản năng lão xem người đàn ông trẻ tuổi có năng lực kia là đối thủ của mình, thế nhưng nhìn từ phương diện căn bản thì cũng không muốn vương tử quân vì chuyện của thẩm vạn quân mà gặp vấn đề. Nên nhắc nhở đối phương một câu hay là không nói gì cả. Trong đầu sầm vật cương lóe lên ý nghĩ như vậy, lão do dự dây lát, cuối cùng khi thư ký gõ cửa thì cho ra quyết định. Dù thế nào thì mình và vương tử quân là hai cái thìa trong nồi, nếu như mình đề tỉnh đối phương vài câu, ngược lại còn biểu hiện tư thế quá ra vẻ, chính mình nên thận trọng một chút thì hơn. Còn bản thân vương tử quân có nghe lời khuyên hay không, điều này không liên quan đến mình. Chào bí thư sầm, vương tử quân từ ngoài cửa đi vào, hắn khẽ chào hỏi sầm vật cương, thái độ nhìn qua cực kỳ tôn trọng. Sau khi vương tử quân đi vào phòng, sầm vật cương nhìn về phía vương tử quân, thế nhưng lúc này vương tử quân vào cửa còn kéo theo cả ánh nắng sáng sớm. Sau khi đi vào thì ánh mặt trời chiếu lên người vương tử quân không chút keo kiệt, làm cho vương tử quân nhìn qua giống như mặc một bộ quần áo ánh sáng. Sầm vật cương chừng mắt nhìn theo bản năng, sau đó dùng giọng nhiệt tình nói với vương tử quân, chủ tịch tử quân đến đấy à, mời anh ngồi. Hai người ngồi xuống hai bên ghế salon, sau đó sầm vật cương cười nói, tôi nghe nói vợ anh chủ động yêu cầu đến công tác ở thư viện tỉnh, như vậy sao được. Đồng chí Tiểu Bắc là nhân tài cao cấp của đất nước, nếu như để cho cô ấy mỗi ngày đi quản lý sách báo, đúng là lãng phí tài nguyên. Tôi nghe nói đồng chí Mạc Tiểu Bắc không những là kỹ sư cao cấp, trước khi xuất ngũ còn là một thượng tá, một người có khả năng như vậy hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ cao. Sầm Vật Cương quan tâm đến phương diện sắp xếp công tác cho Mạc Tiểu Bắc cũng không đơn giản là biểu hiện một loại tư thái, lão thật sự cảm thấy khiếp sợ một nhân tài hàng đầu như vậy vì sao lại cam tâm tình nguyện đến công tác ở thư viện tỉnh sau khi nghĩ kỹ thì càng cảm thấy hâm mộ vương tử quân có câu sau lưng một người đàn ông thành công có bóng dáng của một người phụ nữ vĩ đại xem ra lời này không phải không đúng vợ của vương tử quân còn trẻ như vậy mà đã là người tài đức vẹn toàn quan trọng nhất chính là người ta căn bản là nhân tài khan hiếm bậc nhất thế nhưng lại cam tâm tình nguyện sống ẩn giật Phương Tử Quân không biết diễn tiến tâm lý của Sầm Vật Cương vào lúc này, thế nhưng hắn vẫn phải cảm tạ sự quan tâm của Sầm Vật Cương. Lúc này hắn cười nói, "Bí thư Sầm, tôi nhất định sẽ chuyển lời quan tâm của người với Tiểu Bắc, còn phương diện hướng đi của cô ấy, tôi luôn tôn trọng ý kiến của cô ấy. Cô ấy tự nguyện đến công tác ở thư viện tỉnh, như vậy cũng tốt, cũng có thời gian chăm lo cho con cái." Ha ha ha, "Chủ tịch Tử Quân, tư tưởng chủ nghĩa đàn ông như anh cũng không hay." như vậy là mai một nhân tài đấy. Sầm vật cương nói rồi khoát tay áo nói, nếu hai vợ chồng các anh đã quyết định, tôi cũng không nên chen tay vào. Nhưng tôi thấy hay là thế này, hoàn toàn có thể cho Mạc Tiểu Bắc là phó giám đốc thư viện, như vậy cũng không làm ảnh hưởng đến công việc gia đình, cũng thể hiện sự coi trọng của tỉnh Mật Đông với nhân tài. Vương tử quân lẳng lặng uống trà không nói lời nào, sầm vật cương sở dĩ quan tâm đến Mạc Tiểu Bắc như vậy là vì có ý nghĩ sâu xa. Thế nhưng quan trọng nhất chỉ có một nguyên nhân, đó là muốn cho bên ngoài thấy mình cực kỳ quan tâm giúp đỡ đến công tác của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không từ chối ý nghĩ này của Sầm Vật gương, nếu người ta đã muốn diễn như vậy, mình từ chối cũng xem như không đủ tôn trọng Sầm Vật gương. Vì vậy Vương Tử Quân tiến hành cảm tạ Sầm Vật gương một phen, sau đó trầm giọng nói, "Bí thư Sầm, lần này tôi đến chủ yếu là muốn báo cáo với ngài về chuyện của tập đoàn Thần Phương." Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão đang định nhắc nhở Vương Tử Quân về vấn đề này, mong sao người này không bị hãm chân vào quá sâu. Đến khi đó tuy tình hình không quan hệ lớn với lão, nhưng sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt, ít nhất thì lão cũng mang tiếng không chăm lo tốt cho ban ngành của mình. Tập đoàn Thần Phương trước nay vẫn luôn là xí nghiệp kinh tế trọng điểm của tỉnh, đã cho ra nhiều cống hiến với sự nghiệp phát triển kinh tế, bây giờ tập đoàn Thần Phương gặp khó khăn chúng ta cũng không nên buông tay mặc kệ được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói tiếp, "Bí thư Sầm, bây giờ tập đoàn Thần Phương gặp phải khó khăn, ngoài nguyên nhân liên quan đến kinh tế thị trường ngày càng chuyển biến, cũng có liên quan đến thể chế xí nghiệp của bọn họ. Những ngày qua tôi đã xem xét nhiều tài liệu, tôi cảm thấy bắt buộc phải thay đổi chế độ ở tập đoàn Thần Phương." Thay đổi chế độ tập đoàn Thần Phương? Sầm Vật Cương vốn có chút do dự. Vì hắn là người đi ra từ những năm tháng xưa cũ, hắn căn bản có cảm tình với những doanh nghiệp đi theo năm tháng. Lúc này Vương Tử Quân nói một câu không thể không thay đổi chế độ, thái độ gây sự này càng làm cho lão cảm thấy Vương Tử Quân đã có tiếp xúc với Thẩm Vạn Quân. Một người đàn ông trẻ tuổi có thể tiến lên vị trí chen vai sát cánh với mình, là một người tương lai cực kỳ sáng lạn, vì sao lại không quý trọng như vậy? Nếu như đối phương bại ở vị trí hiện tại, không phải kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ sao? Thật sự quá đáng tiếc. Sầm Vật Cương thầm nghĩ như vậy, lão trầm giọng nói, "Chủ tịch Tử Quân, phương diện thay đổi chế độ của tập đoàn Thần Phương cũng không phải là một lần là xong, còn có nhiều nhân tố tương quan ở bên trong. Hơn nữa tôi nghe nói người phụ trách tập đoàn Thần Phương là Thẩm Vạn Quân, người này có lá gan rất lớn." Lá gan rất lớn, đây là một câu nói rất có ý nghĩa, có thể nói người dám nghĩ dám làm dũng cảm sáng tạo và đổi mới, cũng có thể nói một người cả gan làm loạn, ra bài không theo quy củ. Chương 1617, 2, khí thế nuốt trọn sơn hà như sói như hổ. Vương Tử Quân nghe Sầm Vật Cương đánh giá Thẩm Vạn Quân như vậy thì không khỏi thầm cảm thấy buồn cười. Thẩm Vạn Quân rốt cuộc là hạng người gì thì bí thư Sầm anh còn không hiểu rõ ràng sao? Nhưng hắn vẫn biểu hiện ra bộ dạng nhàn nhạt, nhạt nói, tập đoàn Thần Phương có vài chục ngàn công nhân công tác xã hội là cực kỳ quan trọng ở phương diện thay đổi chế độ lần này. Nếu như làm không tốt thì sẽ có tai họa ngầm rất lớn, vì vậy tôi đề nghị khi tiến hành thay đổi chế độ ở tập đoàn thần phương thì chúng ta nên cho ra một phương án thay đổi cả chế độ xã hội, sau đó cho tập đoàn thần phương niết bàn sống lại, biết đâu một hành động có thể thay đổi cục diện bị động hiện tại. Điều quan trọng nhất chính là công nhân viên chức của tập đoàn cũng phải có được những sắp xếp chính đáng. Đây là điểm xuất phát và dừng chân của phương án thay đổi chế độ lần này, thế nhưng nếu muốn làm được thì chúng ta cần phải sắp xếp những luận chứng cực kỳ chặt chẽ." Sầm Vật Cương tỏ ra thừa nhận quan điểm của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không nhanh chóng lên tiếng, sau khi uống một ngụm nước thì trầm giọng nói, "Bí thư Sầm, một chế độ nghiêm khắc cũng cần có người quản lý, cá nhân tôi cho rằng nếu muốn làm cho phương án thay đổi chế độ được hoàn mỹ, chúng ta cần phải bỏ công sức ở những người trọng điểm. à, gần đây bí thư vương có ý nghĩ gì ở phương diện điều động cán bộ hay không? hai mắt sầm vật cương khẽ co giật, vẻ mặt càng làm cho người ta cảm thấy âm trầm bất định. lúc này sầm vật cương đang nghĩ xem vương tử quân dùng lý do gì để đề cử thẩm vạn quân? nếu như vương tử quân đề cử thẩm vạn quân, như vậy mình nên trả lời thế nào? khi sầm vật cương đang thầm suy nghĩ thì nghe vương tử quân nói chuyện này liên quan đến tài sản nhà nước, ủy ban cải cách không thể không tham gia, còn phía tập đoàn thần phương, tôi cảm thấy đồng chí thẩm vạn quân không thích hợp tham dự. Hơn nữa gần đây có nhiều phản ánh về việc thẩm vạn quân tham ô hối lộ, ngầm chiếm đoạt tài sản nhà nước. Tôi cảm thấy chúng ta nên cực kỳ coi trọng chuyện này, tốt nhất là cho ủy ban kỷ luật tham gia tiến hành điều tra. Thẩm vạn quân có khả năng xảy ra vấn đề. Sầm vật cương vốn là người nắm đại cục, chuẩn bị tiến hành khuyên giải Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân có nghe lời khuyên của mình hay không thì lão đã suy nghĩ kỹ càng, thậm chí còn cảm thấy đây là nghĩa vụ của một người anh với người em. Nhưng Sầm Vật Cương không ngờ Vương Tử Quân lại cho ra một lời đề nghị như vậy, mời ủy ban kỷ luật điều tra Thẩm Vạn Quân, như vậy Thẩm Vạn Quân sẽ thoát được sao? Trước đó vài năm Sầm Vật Cương cũng có ý nghĩ này, nhưng vì một vài nguyên nhân mà bỏ qua. Bây giờ Vương Tử Quân lên tiếng như vậy, Rõ ràng muốn cho ra tác dụng mạnh mẽ ở sự kiện này, nếu như người đứng sau lưng Thẩm Vạn Quân nổi giận, tất sẽ chĩa mũi dùi vào Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương biết rõ chính mình cho Vương Tử Quân một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, nhưng khi chính mình cho rằng đối phương sẽ dựa vào Thẩm Vạn Quân, đối phương lại kiên quyết ra tay, điều này làm cho lão cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Tôi cảm thấy chỉ có điều tra mới có lợi cho công tác thay đổi chế độ của tập đoàn Thần Phương. Vương Tử Quân nhìn sầm vật gương rồi trầm giọng nói: Đây không phải là kết quả mình chờ mong sao? Vì sao bây giờ mình còn do dự? Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy. Sầm vật gương nói: Vậy thì để cho ủy ban kỷ luật tỉnh ủy tiến hành điều tra. Sân gôn đối với người bình thường thì sẽ là một địa phương cực kỳ cuốn hút và mong muốn hướng tới, nhưng chỗ này lại cực kỳ thần bí. Đại đa số mọi người nghe cái tên đều quen tai. Thế nhưng hình ảnh được thấy chủ yếu là đám người nhà giàu vung gậy mà thôi. Bộp, một quả bóng bay lên cao rồi biến mất trong bụi cỏ, Thẩm Vạn Quân căn bản không quan tâm đến quả bóng của mình bay đi đâu, hắn đặt cây gậy trong tay xuống nói với Thịnh Lưu Duệ ở bên cạnh, "Giám đốc Thịnh, chuyện ngày hôm qua thật sự là không hay chút nào." "Cái gì mà không hay, không phải là một chiếc xe tùng thử thôi sao?" Thịnh Lưu Duệ mặc đồ thể thao màu trắng, nhìn qua cực kỳ anh tuấn tiêu sái trong tay hắn cũng cầm một chiếc gậy thế nhưng nhìn qua lại không có ý nghĩ muốn đánh gôn xe không đáng tiền chủ yếu là chủ nhân của chiếc xe thẩm vạn quân tiếp nhận chai nước khoáng trong tay nhân viên sân gôn hắn uống một ngụm rồi nói không ngờ triệu hiểu bạch lại đang dùng cơm nơi đó anh không ngờ thì tôi cũng không ngờ thịnh lưu duệ nghe thẩm vạn quân nhắc đến triệu hiểu bạch thì có chút đố kỵ tuy hắn cảm thấy tất cả phương diện mình đều mạnh hơn tiểu tử kia Thế nhưng không thể phủ nhận lúc này trong mắt đại đa số mọi người thì mình và tiểu tử đang chạy xe tùng thử kia không phải một cấp bậc. Nói về thân phận thì có lẽ người ta sẽ thấy hai người tương đồng với nhau, nhưng Triệu Hiểu Bạch kia lại là thư ký của Vương Tử Quân. Thịnh Lưu Duệ nhìn bộ dạng trầm ngâm của Thẩm Vạn Quân mà không khỏi cười nói, "Giám đốc Thẩm, ngài cần gì phải lo lắng vô cớ như vậy? Có câu không biết thì không có tội, chúng ta đã nhận lỗi với cậu ấy." càng chuẩn bị đổi một chiếc xe khác tốt hơn, cho dù Triệu Hiểu Bạch có bá đạo thế nào thì như vậy cũng đủ rồi. Thẩm Vạn Quân cũng không phải nghĩ về vấn đề này, vì vậy hắn cũng không trả lời Thẩm Vạn Quân. Sau khi Thịnh Lưu Duệ mất kiên nhẫn thì hắn mới nói, anh nói xem Triệu Hiểu Bạch kia có phải có chuyện gì hay không? Vì sao lại đến quán cơm kia? Có chuyện gì là có chuyện gì, chuyện này chúng ta tạm thời bỏ qua, anh cảm thấy Triệu Hiểu Bạch là ai? có thể làm gì được sao? Thịnh Lưu Duệ nói rồi vung gậy về phía trước, lại lên tiếng, nói ra thì có nhiều chuyện trên đời thường trùng hợp như vậy. Thẩm vạn quân khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói, triệu hiểu bạch là chuyện nhỏ, bây giờ quan trọng là thu phục vương tử quân như thế nào. La Binh được anh giới thiệu đã đi rồi, tôi hao tổn nhiều tâm tư mua một bức tranh chữ, thế nhưng lại không có tác dụng. Thịnh Lưu Duệ nhếch miệng cười nói, không dùng được thì không có vấn đề, Ông cụ nhà tôi gần đây thích thư pháp, nếu anh cảm thấy không có chỗ nào đặt tranh, không bằng cho tôi đưa sang cho ông nhà luyện tập thư pháp. Ha ha ha, giám đốc thịnh, tôi và anh căn bản là có cùng tâm tư. Khi tôi đi đến mua tranh thì cũng nghĩ đến chuyện ông nhà anh luyện chữ, thế nên đã mua hai bức, đang định đưa sang cho ông cụ nhà anh. Thẩm vạn quân vỗ vỗ vai thịnh lưu Duệ rồi dùng giọng giống như anh hùng cùng chiến lược nói. Hai người nở nụ cười. Thẩm Vạn Quân nói tiếp, bữa cơm hôm nay anh nhất định phải nể mặt tôi, bây giờ chúng ta phải lôi kéo Triệu Hiểu Bạch, cần phải khách khí mời cậu ta dùng cơm để tu bổ. Giám đốc Thẩm, nếu không phải anh nói những lời này, tôi cũng không thèm quan tâm đến tên kia. Thực tế anh không cần lo lắng, Vương Tử Quân chủ yếu đi vào mật đông để cạnh tranh với sầm vật gương, bây giờ Vương Tử Quân ở vào thế yếu, nào dám gây thù hằn với người khác. Chúng ta cung kính với người này, chủ yếu là cho hắn thể diện mà thôi. Thịnh Lưu Duệ nói đến đây thì giống như nghĩ đến vấn đề gì đó, hắn dùng giọng đắc ý nói, trước kia bí thư sầm của chúng ta không phải là có khí thế nuốt trọn sơn hà sao. Biểu hiện thì như sói như hổ, thế nhưng cuối cùng không phải thành thật tìm thứ khác để phát lực à. Thẩm vạn quân cười ha hả, hắn biết Thịnh Lưu Duệ nói đến chuyện gì, mà chuyện này cũng làm cho hắn cực kỳ đắc ý chương 1618, một người kế ngắn hai người kế dài. Giám đốc thẩm, có người tìm anh. Đúng lúc này có vài người từ xa đi đến, đi đầu chính là vị giám đốc sân gôn. Khi thấy vài người đàn ông xa lạ đi sau lưng vị giám đốc sân gôn, thẩm vạn quân có chút mất hứng. Hắn là hội viên cao cấp của sân gôn, hắn đã thông báo với vị giám đốc sân gôn, đó là hắn không gật đầu, cho dù là người quen cũng không được phép đến đây quấy rối anh là thẩm vạn quân phải không? Khi thẩm vạn quân đang tính toán xem nên cho lãnh đạo trực tiếp của sân gôn này đuổi việc viên giám đốc, đột nhiên người đàn ông dẫn đầu đám người phía sau đã mở miệng. Khi thấy người đàn ông kia thì thẩm vạn quân căn bản giảm bớt tức giận đi hơn phân nửa, hắn cũng không biết thân phận của người đàn ông trung niên kia, thế nhưng khí thế của đàn ông làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, thẩm vạn quân trầm giọng nói. Tin tức Thẩm Vạn Quân bị Ủy ban kỷ luật đưa đi điều tra giống như tiếng sấm động vang lên trong tỉnh Mật Đông. Cũng không phải chức vụ của Thẩm Vạn Quân là quá cao, quan hệ nặng nề, chủ yếu là vì có quá nhiều người liên quan đến Thẩm Vạn Quân. Đối với công nhân viên chức của tập đoàn Thần Phương thì chuyện Thẩm Vạn Quân bị bắt giữ căn bản là cực kỳ sảng khoái nhân tâm, nhưng những người có quan hệ với Thẩm Vạn Quân lại giống như nghe thấy tiếng sét giữa trời quang. Hắn có chút hoảng sợ sau khi thấp thỏm lo âu thì không nhịn được phải nghe ngóng xem xảy ra vấn đề gì ủy ban kỷ luật vì sao lại đưa thẩm vạn quân đi sốt cuộc là vị lãnh đạo nào cho ra chỉ thị đây chính là vấn đề bức thiết mà đám người kia cần biết tuy không có tin đồn gì truyền ra ủy ban kỷ luật cũng cực kỳ thận trọng ở vụ án này thế nhưng đối với đám người linh thông tin tức tỉnh mật đông căn bản không có gì là bí mật với bọn họ tất cả cuối cùng chỉ về phía một người đó là quyền chủ tịch vương tử quân thẩm vạn quân bị bắt đưa đi điều tra chính là chỉ thị của chủ tịch vương kết quả này làm cho nhiều người cảm thấy bất ngờ cũng làm cho không ít người phẫn nộ thịnh lưu duệ chính là một trong số những người phẫn nộ nhưng hắn lại là người tận mắt thấy thẩm vạn quân bị bắt đi lúc này hắn đang ở trong phòng khách nhà mình đang đi tới đi lui trong lòng cực kỳ vội vàng sao động bố tên họ vương kia muốn làm gì anh Thẩm căn bản rất cung kính với hắn ta, luôn trăm phương nhìn kế muốn làm tốt quan hệ với người này. Ngài nói xem, người kia luôn cười tủm tỉm, biểu hiện không nói không rằng, không ngờ sau lưng lại bán anh Thẩm cho ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Ngài nói mà xem, đây không phải hạng người trước mặt gọi anh em, sau lưng rút dao đâm chảy máu sao? Nếu so sánh với Thịnh Lưu Duệ, bố của Thịnh Lưu Duệ căn bản có vẻ bình tĩnh hơn. Sau khi chờ Thịnh Lưu Duệ phát tiết xong cơn giận của mình, ông cụ mới trầm giọng nói dù là bất kỳ sự việc gì cũng phải có lý lẽ ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra tất nhiên phải có chứng cứ lý lẽ đường hoàng bây giờ điều anh cần là chú ý đến chuyện của mình những thứ khác không cần chen vào nhưng thịnh lưu duệ còn định lên tiếng thì bố hắn đã khoát tay dùng giọng không kiên nhẫn nói được rồi lát nữa tôi còn phải tham gia một hội nghị bây giờ không có thời gian trò chuyện với anh thịnh giáp thành nói rồi đi ra bên ngoài Thịnh Lưu Duệ nhìn bố mình nghênh ngang bỏ đi mà không khỏi càng cảm thấy vội vàng sao động, hắn nghĩ đến một vài giao dịch giữa mình và thẩm vạn quân, thế là không khỏi càng cảm thấy dày vò khó chịu. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng khách. Thịnh Lưu Duệ vốn không muốn tiếp điện thoại, thế nhưng thấy người gọi đến là thuộc hạ Trần Bác của mình, hắn không thể không nghe máy. Anh Trần, lúc này anh gọi điện thoại cho tôi, có phải có chuyện gì không? Thịnh Lưu Duệ căn bản rất nể mặt tên cấp dưới đã giúp mình kiếm được nhiều tiền này. Giám đốc Thịnh, không có chuyện quan trọng tôi cũng không quấy rầy ngài, phần hàng hôm nay chúng ta chuyển cho tập đoàn Thần Phương đã bị đưa về. Giọng nói của Trần Bác vẫn rất ôn hòa, thế nhưng Thịnh Lưu Duệ lại cảm thấy có vài phần vội vàng sao động. Lời nói của Trần Bác làm cho cơn giận của Thịnh Lưu Duệ lên đến đỉnh điểm, hắn vỗ tay lên mặt bàn rồi hổn hển chất vấn, anh nói cho tôi nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ai dám đẩy nguồn nguyên liệu này của chúng ta về là phòng giám định của tập đoàn thần phương bọn họ nói hàng hóa của chúng ta không hợp cách trần bác giống như bị chọc tức vì vậy nói chuyện cũng có bộ dạng nghiến răng nghiến lợi tên mập họ lý kia muốn làm gì có phải thấy anh thẩm bị bắt đi thì muốn tạo phản không anh nói cho hắn ta biết nếu như không tiếp nhận ông đây có nhiều biện pháp cho hắn ra đi tôi cũng không tin tên kia sẽ nhanh chóng chùi cướp trong quần mình. Cũng khó trách thịnh Lưu Duệ nổi giận như vậy, sự việc liên quan đến thẩm vạn quân làm cho hắn cực kỳ không thoải mái, bây giờ lại có sự việc phát sinh dẫn đến phiền toái, điều này càng làm hắn không thoải mái. Lúc này hắn thậm chí còn sinh ra ý nghĩ cho tên khốn họ lý kia biết tay, cho đối phương biết phương ra có ba mắt. Ông chủ, điều này không trách được lý mập, bây giờ người kia là trưởng phòng giám định, Thế nhưng thực quyền đã bị lãnh đạo mới cướp đi mất rồi. Lý Mập nó đám phó giám đốc trong công ty bây giờ chỉ còn là bài trí, ngoài cúi đầu làm việc thì căn bản không thể đảm đương được bất kỳ điều gì. Trần Bác giống như có quan hệ không tệ với Lý Mập, lúc này nghe thấy Thịnh Lưu Duệ nổi giận với Lý Mập, không khỏi vội vàng giải thích. Sau khi nghe Trần Bác nói rõ mọi chuyện thì Thịnh Lưu Duệ mới bình tĩnh lại, hắn khẽ gõ tay lên bàn, trầm ngâm một lúc lâu mới nói, chuyện này anh không nên gấp gáp bọn họ không nhận thì mình cứ để đó. Thịnh Lưu Duệ đặt điện thoại xuống và nghĩ từ đầu đến cuối sự việc hiện tại, viên giám đốc tiếp quản tập đoàn đã từ chối nguồn cung hàng của mình, như vậy cũng sẽ từ chối hàng của những người khác. Xem ra mình nên hẹn gặp mặt đám lãnh đạo mới kia trò chuyện một phen. Thịnh Lưu Duệ thầm hạ quyết định, hắn định gọi điện thoại đi, đúng lúc này điện thoại trên bàn lại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại bấm nút nghe chợt nghe người ở đầu dây bên kia nói, "Anh Thịnh, hàng của bọn tôi bị người ta cho rằng kém chất lượng, còn bà nó, xem ra có người ép anh em chúng ta không vui." "À, Tiểu Ngũ, tôi biết rồi, không chỉ là nguồn hàng của anh bị chặn, ngay cả hàng của tôi cũng bị ném ra ngoài." Thịnh Lưu Duệ thở dài, trên mặt lộ ra nụ cười có chút đắc ý. Thịnh Lưu Duệ hiểu rõ người thanh niên Tiểu Ngũ kia, đối phương còn trẻ thế nhưng lại là người lòng dạ độc ác hắn cảm thấy đây là một công cụ rất tốt để lợi dụng. Tiểu ngũ quả nhiên cả giận nói, anh Thịnh, xem ra có người ức hiếp anh em chúng ta. con bà nó, theo ý của tôi, ông sẽ đâm vào đao trắng rút ra đao đỏ với tên khốn kia. Sự việc còn chưa đến lúc cấp bách, cậu cũng không cần làm rối loạn trận tuyến. Thịnh lưu duệ lên tiếng áp chế tiểu ngũ, sau đó hắn nói tiếp, tôi chuẩn bị mời anh em dùng bữa cơm, có câu một người kế ngắn hai người kế dài. Được, Tôi sẽ nhanh chóng hẹn người." Tiểu Ngũ nói rồi cúp điện thoại. Chương 1619, một đầu lĩnh ở mật đông. Một địa điểm ở phía tây thành phố rừng mật có cờ bay phấp phới, không ít công nhân mặc chế phục đứng thành từng hàng dưới đài chủ tịch, trên đài chủ tịch có rất nhiều biểu ngữ tung bay. Con bà nó, ép chúng ta phải đứng đây chờ, không bằng tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút." Một tên công nhân híp mắt nói với người đứng ở phía sau. Người kia vừa mới lên tiếng thì đồng bạn ở bên cạnh đã nói, nhị thuận tử, nếu cậu không thích thì cứ đi đi. Hi hi, chuyện này có không biết bao nhiêu người muốn còn không được, cậu nếu cảm thấy nơi đây không thoải mái thì thay làm người khác. Anh à, tôi chỉ là nói nhảm mà thôi, hi hi, đứng một chút mà sau này có được tiền thì không thành vấn đề. Tôi chỉ nói đến đám quan lại khốn kiếp kia mà thôi. Tên thanh niên được gọi là nhị thuận tử vội vàng giải thích nhị thuận tử tất nhiên không bỏ lỡ thời điểm đứng đây chờ nhận việc, điều này căn bản sung sướng hơn vào trong nhà xưởng làm việc mệt mỏi hổn hển mà chưa chắc được xu nào. Nếu như vứt bỏ cơ hội này, không phải là vứt bỏ chén cơm của mình sao? Trước kia cậu thế nào thì tôi không quan tâm, thế nhưng bây giờ cậu không được nói loạn. Cậu nhìn về phía bên kia xem, biểu ngữ có ghi cái gì? Một người công nhân đứng bên cạnh chỉ tay vào những tấm biểu ngữ rồi nói nhị thuận tử đưa mắt nhìn, thế nhưng gương mặt vẫn rất mê hoặc, anh à, anh nói tôi xem cái gì. Tôi chỉ thấy một đống bóng bay, có gì khác đâu chứ. Ai bảo cậu nhìn bóng bay, cậu nhìn vào biểu ngữ xem. Viên công nhân bên cạnh vỗ lên đầu nhị thuận tử rồi lớn tiếng nói. Nhị thuận tử là người cao ngạo không chịu phục, nếu có người vỗ lên đầu thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương. Nhưng vỏ quyết giày có móng tay nhọn, nhị thuận tử sợ vị đại ca kia thế nên bị đối phương vỗ lên đầu mà không dám lên tiếng hắn không dám nói lời nào đại ca em không biết chữ nhị thuận tử dùng giọng uất ức nói với viên đại ca mặc áo sơ mi kia lúc này viên công nhân được gọi là đại ca mới kịp phản ứng hắn sờ lên đầu nói tôi đã quên mất điều này à tôi nói cho cậu biết tuyến trên ghi là sẽ khởi công một trường tiểu học không phải chỉ là một trường tiểu học sao có gì làm cho ngài ngạc nhiên như vậy? Nhị thuận tử còn cho rằng đại ca nói đến chuyện gì, thế là không khỏi cảm thấy có chút chướng mắt với vị đại ca ngày thường hay quan tâm đến mình này. Tiểu tử này đúng là không quan tâm đến chuyện gì, tôi nói cho cậu biết, trường tiểu học kia được xây dựng chủ yếu là vì giải quyết vấn đề nhập học của con cháu công nhân lao động đến từ bên ngoài như chúng ta. Có thể nói bây giờ xây dựng trường tiểu học thì sau này con cháu của cậu sẽ được học tập thoải mái ở đây. Sau khi bị vị đại ca kia lên tiếng dạy bảo thì nhị thuận tử mới thành thật hơn một chút, hắn nhìn bộ dạng của đại ca, biết đại ca không gạt mình, thế là không nhịn được phải nói, hai ngày trước em có xem thời sự, nói là thành phố chuẩn bị xây dựng thêm năm trường học, chủ yếu là để giải quyết vấn đề nhập học của con em lao động đến từ bên ngoài, thì ra đây là một trong số đó, con bà nó em còn cho rằng người ta đang khai phá bất động sản. Chật chật, một khu đất tốt thế này mà không khai phá làm bất động sản thì cũng đáng tiếc mặc dù chỉ là một công nhân bình thường thế nhưng không phải nhị thuận tử không biết gì về các công ty khai phá bất động sản hắn cũng biết nơi đây là một khu vực trung tâm xây dựng một khu dân cư hay một khách sạn sẽ có nhiều lợi nhuận hơn có gì mà đáng tiếc nếu như cậu mà làm quan chỉ sợ con cái chúng ta phải ra tận ngoại thành mà học tập một công nhân khác cũng gia nhập vào hàng ngũ hắn khẽ nói tôi nghe nói thành phố vốn chuẩn bị nhượng lại mảnh đất này cho nhà đầu tư kinh doanh thế nhưng chủ tịch vương cho ra chỉ thị phải dùng cho giáo dục xây dựng nhà trường cho con em học tập thì ra là chủ tịch vương lên tiếng hèn gì mà như vậy nhị thuận tử nghe nói con của đại ca không tốn nhiều tiền lại được học trong trường tiểu học chủ tịch vương ra chỉ thị xây dựng thế là không khỏi cảm thấy đầy vui sướng viên công nhân vừa gia nhập hàng ngũ nói chuyện nghe thấy tiểu thuận tử nói như vậy thì không khỏi cười hì hì, biết rõ vì sao có nhiều người đến đây như vậy không? Nói cho cậu biết, hôm nay Chủ tịch Vương sẽ đến tham gia lễ khởi công lần này. Khi đám người bên dưới đang trò chuyện thì bầu không khí chung quanh chợt yên tĩnh, đám người nhìn về phía đài chủ tịch, thấy vương tử quân mặc áo sơ mi trắng đang ngẩng đầu đi lên đài, tham gia lễ khởi công lần này ngoài vương tử quân còn có cả Kim Chính Thiện và các vị lãnh đạo trong thành phố rừng mật. Vương tử quân cho ra những lời phát biểu cực kỳ ngắn gọn và kiên quyết, nội dung có liên quan đến lợi ích của những người đến dự thính thế nên hội trường liên tục vang lên tiếng vỗ tay. Ngồi bên trái vương tử quân chính là Kim Chính Thiện, bên phải lại bị Thịnh Giáp Thành chiếm giữ. Trước khi vương tử quân lên đài, hai người cũng không nói với nhau điều gì. Chỉ là trên gương mặt Thịnh Giáp Thành luôn treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nghi thức khởi công rất ngắn, chỉ là 20 phút mà thôi. Sau khi đi xuống Đài Chủ tịch thì Thịnh Giáp Thành và Kim Chính Thiện vẫn luôn ở bên cạnh Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, hoạt động quan tâm đến công nhân lao động đến từ bên ngoài này căn bản là tỉnh Mật Đông chúng ta đi đầu trong nước. Khi Hội đồng Nhân dân chúng tôi tổ chức hội nghị, bọn họ đều cảm thấy đây là một công tác đầy hiện thực của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong năm nay. Thịnh Giáp Thành vừa khẽ tiến lên phía trước vừa khẽ nói với Vương Tử Quân. Ba chữ đầy hiện thực có thể nói là một đánh giá không nhỏ, nhưng lời này lại được Thịnh Giáp Thành lên tiếng, cũng cho thấy thiện ý của Thịnh Giáp Thành ở hoạt động này là như thế nào. Vương Tử Quân cười cười nói, Chủ tịch Thịnh ngài quá khen rồi, công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh là phải quan tâm đến cuộc sống của nhân dân, đây chỉ là một công tác cần phải làm mà thôi. Ha ha ha, Chủ tịch Vương cứ khiêm tốn. Nhưng đám lãnh đạo cố hủ chúng tôi cảm thấy Chủ tịch Vương là người có thể đảm nhiệm công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là kỳ ngộ cực kỳ khó khăn cho nhân dân tỉnh Mật Đông, là kỳ ngộ làm cho nhân dân có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Thịnh Giáp Thành nói với nụ cười sáng lạn, hơn nữa lời nói lại giống như cực kỳ thuận miệng. Nhưng lời nói này của Thịnh Giáp Thành làm cho gương mặt của Vương Tử Quân có hơi biến đổi. Hắn cười ha hà nói, Chủ tịch thì quá lời rồi, tôi thật sự xấu hổ không dám nhận. Chủ tịch Phương, bây giờ tôi thật sự hận mình sinh ra quá sớm, nếu như trẻ đi vài tuổi sẽ cho ra sự cống hiến nhiều hơn với Mật Đông dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Phương, như vậy mới là tốt nhất. Thịnh Giáp Thành nói đến đây thì cười phá lên ha ha. Trường 1619-2 Đầu Lĩnh ở Mật Đông Thịnh Giáp Thành cười, Vương Tử Quân cũng cười, nhưng những người đi bên cạnh lại cảm thấy khá khó hiểu những người không nghe thấy rõ ràng lại cho rằng Chủ tịch Vương đang quan tâm đến các cựu chiến binh của tỉnh. Vương tử quân cũng không nói gì thêm, hắn nhanh chóng leo lên xe của mình. Thịnh giáp thành tươi cười hớn hở cũng không nói gì nữa, nhưng sau khi lên xe thì gương mặt không còn bình tĩnh như vừa rồi. Sau khi lên xe thì gương mặt vương tử quân có vài phần lạnh lẽo, hắn lấy ra một điếu thuốc, vừa châm lửa hút hai hơi thì điện thoại trong túi áo vang lên. Không có mấy người biết được số điện thoại này, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, hắn khẽ nói: "Chào bí thư Kim, tôi là Vương Tử Quân." "Chủ tịch Vương, vừa rồi tôi vừa vặn leo lên xe của anh Thịnh, gương mặt anh ấy cũng không quá tốt." Kim Chính Thiện và Vương Tử Quân có quan hệ khá tốt, đã đến mức không cần khách sáo, thế nên vừa mở miệng thì Kim Chính Thiện đã lên tiếng như vậy. Vương Tử Quân cười cười nói: "Tôi cũng không thấy được điều này." Kim Chính Thiện bên kia cũng không trả lời ngay câu nói của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm dây lát rồi mới khẽ nói, Chủ tịch Vương, anh thịnh công tác nhiều năm, căn bản có phương pháp và trình độ công tác rất cơ ơ, là người luôn đi đầu ở tỉnh Mật Đông. Tuy Kim Chính Thiện không nói ra những lời tiếp theo, thế nhưng Vương Tử Quân hiểu rõ Kim Chính Thiện muốn nói với mình điều gì. Hắn cười cười nói, cảm ơn bí thư Kim, thế nhưng có một số việc căn bản không dựa vào tình cảm được. Điện thoại của Vương Tử Quân có thể nói là ngày nào cũng bận rộn, hai ngày gần đây càng có nhiều cuộc gọi, thậm chí có những người chưa biết rõ tên cũng gọi đến. Những người này chủ yếu là ôn chuyện cũ với hắn, nhưng cuối cùng vẫn lơ đáng nhắc đến chuyện của tập đoàn Thần Phương. Khi nói về phương diện này thì không ít người nhắc đến Thẩm Vạn Quân, nói rằng người này khá tốt. Vương Tử Quân căn bản có thể thì không muốn tiếp nhận những cuộc điện thoại này, đối với những người bắt buộc phải nghe máy thì hắn luôn mỉm cười pha trò rồi tránh xa chủ đề liên quan đến tập đoàn thần phương tuy những người này nhìn qua có chút quan trọng thế nhưng vương tử quân đã tiến ra một bước hắn tất nhiên không vì những người kia mà thay đổi quan điểm của mình khi thái độ của vương tử quân biểu hiện rõ ràng thì điện thoại càng ít đổ chuông nhưng hắn cảm thấy có một số người đang hướng về phía mình vẻ mặt của bọn họ tuy cung kính nhưng đã ít đi vài phần thân mật so với dĩ vãng Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Vương tử quân biết rất rõ ràng, hắn cũng có chuẩn bị với điều này, thế nên căn bản không có gì bất ngờ, thất lạc. Tâm tình của Vi Yến Quy hai ngày hôm nay là rất tốt, hắn đến thành phố Ma Đô tham dự một hội nghị, sau khi quay về Mật Đông thì lại đâm đầu vào công tác bận rộn. Nhưng lúc này nhân viên công tác bên cạnh Bí Thư Vi đều hiểu rõ tâm tình của lãnh đạo vài ngày qua, trước kia gương mặt Bí Thư luôn âm trầm, nhưng bây giờ đa số là tươi cười hớn hở. Không phải là khí hậu tốt đẹp của thành phố Ma Đô làm cho tâm tình của bí thư Vi trở nên vui sướng sao? Một vài công nhân viên trước cho ra suy đoán như vậy, thậm chí còn có người tính toán khi nào có thời gian rảnh nên đưa vợ đến Ma Đô một chuyến. Dù là bọn họ không thể chuyển biến tâm tình như bí thư Vi, thế nhưng vợ mình dịu dàng hơn một chút cũng là quá tốt rồi. Bí thư Vi, đây là báo cáo của phòng tài chính tỉnh ủy, mong ngài xem qua. Viên thư ký đặt tài liệu lên bàn làm việc của Vi Yến Quy, sau đó khẽ nói. Vi Yến Quy khẽ gật đầu, lão cầm văn kiện xem xét, khi đang định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Lão nhìn qua số điện thoại gọi đến, sau đó khoát tay áo với viên thư ký của mình. Làm thư ký đều phải nhìn bốn phương nghe tám hướng, căn bản phải hiểu rõ ý nghĩ của lãnh đạo. Bây giờ viên thư ký thấy Vi Yến Quy khoát tay áo thì nhanh chóng đi ra ngoài. Ha ha lão lãnh đạo, hôm nay ngài có dặn dò gì không? Sau khi nối thông điện thoại thì Vi Yến Quy dùng giọng vui vẻ nói với đầu dây bên kia. Người gọi điện thoại đến là Thịnh Giáp Thành, trước kia Thịnh Giáp Thành từng là lãnh đạo của Vi Yến Quy, vì vậy bây giờ mỗi khi Thịnh Giáp Thành gọi điện thoại đến, Vi Yến Quy đều dùng ba chữ lão lãnh đạo để xưng hô với Thịnh Giáp Thành. Thịnh Giáp Thành cười ha hả nói, bí thư Vi, anh càng ngày càng khách khí rồi, nếu nó ra thì bây giờ anh là lãnh đạo của tôi tôi cũng không dám dặn dò gì anh hai người nói khách khí vài câu sau đó thịnh giáp thành cười nói anh vi nếu như tôi nhớ không lầm thì vài ngày nữa là đến sinh nhật anh phải không vi yến quy căn bản hiểu rõ vì sao thịnh giáp thành lại gọi điện thoại đến cho mình thế nhưng lão lại cố gắng giả vờ không biết gì lão định chờ khi nào thịnh giáp thành đưa chủ đề sang sự việc chính khi đó mình sẽ tiến lui hợp lý không ngờ Thịnh Giáp Thành lại hỏi về chuyện sinh nhật của mình. Cảm ơn lãnh đạo còn nhớ sinh nhật của tôi, còn 5 ngày nữa sẽ đến. Vi Yến Quy trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói với Thịnh Giáp Thành. Thịnh Giáp Thành cười cười nói, tôi và anh công tác với nhau nhiều năm, tình nghĩa cũng không phải là người thường có thể so sánh được, tôi sao lại quên sinh nhật của anh cho được. Thế này đi, anh rút ra chút thời gian cùng tụ hội với những đồng sự năm xưa, thứ nhất là chúc mừng sinh nhật anh, thứ hai là chúng ta đã lâu không gặp lại nhau rồi. Lão lãnh đạo nói đến tâm tư của tôi rồi, tôi cũng đang định có sắp xếp như vậy, bây giờ mong lãnh đạo cho tôi cơ hội. vi Yến quy cười vui vẻ, bộ dạng cực kỳ cảm kích Thịnh Giáp Thành. Thịnh Giáp Thành cười nói, Bí Thư Vi, hôm qua tôi xem tivi biết anh sắp đi ra ngoài công tác. Đến tuổi của chúng ta tuy công tác quan trọng nhưng sức khỏe cũng không kém phần trọng yếu, chờ sau khi chúng ta về hưu, như vậy mới hiểu rõ sức khỏe quan trọng thế nào. Về hưu, vẻ mặt của Vi Yến Quy chợt trở nên không tốt cho lắm, lão biết mình đã đến tuổi, nếu như không thể tiến lên một bước thì chỉ có thể lui ra mà thôi. Tuy bây giờ Vi Yến Quy cảm thấy rất mẫn cảm với hai chữ này, thế nhưng lão lại không thể nổi giận với thịnh giáp thành. Lão chỉ có thể cười cười nói, lão lãnh đạo nói rất đúng, sức khỏe là tiền vốn của chúng ta, sức khỏe tốt mới công tác tốt được. Đúng vậy, Mới đó mà chúng ta đã gần 60 tuổi rồi Thịnh Giáp Thành lên tiếng giống như cảm khái thời gian trôi qua quá mau Nhưng lão nói đến hai chữ 60 làm cho gương mặt của Vi Yến Quy càng thêm khó coi Lão cực kỳ hy vọng người ta không nhắc đến độ tuổi của mình Mình còn vài năm nữa là 60 rồi Vi Yến Quy thầm nghĩ như vậy Lúc này Thịnh Giáp Thành lại nói Tôi cực kỳ xem trọng bí thư Vi Năm xưa tôi cảm thấy anh nên là người tiến lên lãnh đạo tỉnh Mật Đông Bây giờ thế sự biến đổi chỉ mới đó mà mọi người đều đã già rồi. chương 1620, một dùng mưu lược tốt sẽ làm cho anh trở nên kiêu ngạo. Làm lãnh đạo đứng đầu, câu nói này không khỏi làm cho gương mặt Vi Yến Quy bình tĩnh trở lại. Bây giờ hắn đã hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Thịnh Giáp Thành với mình, cũng hiểu rõ mình nên làm thế nào. Thịnh Giáp Thành quả nhiên vẫn là Thịnh Giáp Thành, tuy tuổi tác đã lớn thế nhưng thủ đoạn thì vẫn đanh đá chua ngoa như thường không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ bức người ta vào chỗ hiểm. Mình có thể hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Thịnh Giáp Thành, điều này Vị Yến Quy cũng tin tưởng Thịnh Giáp Thành có thể đón đầu được. Nhưng nếu là như vậy thì bây giờ hai người cùng chung một con thuyền, chính mình cũng nên có tâm tư cảm kích Thịnh Giáp Thành. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, vị Yến Quy trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng thành khẩn nói, cảm ơn lãnh đạo đã coi trọng tôi, có lời nói này của lão lãnh đạo, dù là tôi công tác hay bất kỳ phương diện nào khác cũng tin tưởng hơn gấp trăm lần. Ha ha ha, Bí Thư Vi, anh có lòng tin như vậy thì chúng ta càng có lòng tin. Thịnh Giáp Thành nói rất ẩn giấu, thế nhưng lại biểu hiện có lòng tin với Vi Yến Quy. Sau khi hàn huyên vài câu thì Vi Yến Quy cúp điện thoại. Sau đó với tâm tính ẩn giấu của lão cũng không khỏi mở miệng mắng một câu, Thịnh Giáp Thành đúng là cáo gì, quá xảo quyệt. Vi Yến Quy hiểu rõ Thịnh Giáp Thành gọi điện thoại cho mình là vì cái gì. Lão căn bản hiểu rõ thế cục ở tỉnh Mật Đông, bây giờ lão cáo già kia muốn lợi dụng mình đả kích vương tử quân, thế là chính mình có thể lật ngược bàn cờ vào lúc này, nhưng người kia nói ra khỏi miệng giống như chính mình đang phải là kẻ cầu cạnh người ta vậy. Sau khi mắng một câu thì Vi Yến Quy không khỏi nở nụ cười, tuy bị Thịnh Giáp Thành tính kế thế nhưng dù sau đó chỉ là chuyện nhỏ, nhìn từ phương diện thế cục thì mình bị Thịnh Giáp Thành tính toán nhưng lại có được nhiều lợi ích. Vi Yến Quy căn bản hiểu rõ nền tảng của Thịnh Giáp Thành, lão căn bản vốn không nắm chắc chuyện của mình, thế nhưng bây giờ được Thịnh Giáp Thành thúc đẩy lại nắm chắc nhiều hơn. dù sao thì mối quan hệ của Thịnh Giáp Thành là rất rộng, lão có thể thấy rất rõ ràng. bây giờ điều quan trọng nhất là theo sát ý nghĩ của Bí thư Sầm. Vi Yến Quy nghĩ đến Bí thư Sầm mà không khỏi cảm thấy có chút do dự. Lão công tác bên cạnh Bí thư Sầm vài năm qua, lão căn bản có sự e ngại từ tận đáy lòng với Sầm Vật Cương. Mặc dù hầu như có thể kết luận Sầm Vật Cương căn bản không thích hợp tác với Vương Tử Quân, thế nhưng điều này không có nghĩa là Sầm Vật Cương mong muốn Vương Tử Quân làm loạn thế cục. Sầm Vật Cương là một đại tướng biên cương, tất nhiên ở trước sự việc phải trái rõ ràng thì phải quán triệt ý chỉ của lãnh đạo thượng cấp, nếu không sẽ là người kém năng lực khống chế, không còn nhiều độ tin cậy trong mắt lãnh đạo thượng cấp vì vậy ép sầm vật cương theo mình ở sự kiện lần này căn bản là không có khả năng quá lớn nếu muốn làm tốt thì trước khi tổ chức tuyển cử phải làm cho thế cục trở nên trong sáng tốt nhất là phải thắng trước khi tuyển cử trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy vị yến quy cầm điện thoại lên lão bấm vài dãy số sau đó có chút trầm ngâm lại gọi cho cố tắc viêm vị yến quy cảm thấy vui mừng vì tình cảnh của cố tắc viêm những ngày qua tuy lão và cố tắc viêm là minh hữu trên danh nghĩa thế nhưng khi nhìn thấy minh hữu của mình khổ sở, lão cảm thấy rất vui. Vì cố tác phiêm không những là minh hữu của vị yến quy, còn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Bây giờ cố tác phiêm bị hà kiến trương áp chế quá mạnh, chẳng những không còn uy phong như dĩ vãng, có có dấu hiệu phải đứng sang một bên trong ủy ban nhân dân tỉnh. Lúc này trong mắt các nhân viên công tác trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Hà Kiến Trương căn bản là một vị lãnh đạo đứng hàng thứ hai cực kỳ quá rõ ràng. Hà Kiến Trương là người được xác định là lãnh đạo hàng thứ hai trong Ủy ban Nhân dân tỉnh, như vậy không thể nghi ngờ vị trí đệ nhất là của Vương Tử Quân. Dưới sự giúp đỡ của Hà Kiến Trương, Vị Yến Quy cảm thấy Ủy ban Nhân dân tỉnh căn bản nằm trong bàn tay của Vương Tử Quân. Nếu không phải xảy ra chuyện của Thẩm Vạn Quân, Vị Yến Quy cảm thấy mình không có tâm tư tranh chấp với Vương Tử Quân lão không khỏi cảm thấy khâm phục vương tử quân về thế cờ đẩy Hà Kiến Trương lên áp chế cố tắc viêm trong ủy ban nhân dân tỉnh. Vương tử quân có thể đẩy Hà Kiến Trương tiến lên, điều này cho thấy lực lượng của vương tử quân là quá mạnh. Chào chủ tịch cố, tôi là Vị Yến Quy. Sau khi nối thông điện thoại thì Vị Yến Quy nhanh chóng báo danh. Tiếng cười của cố tắc viêm nhanh chóng chuyển đến, ha 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 ha, thì ra là bí thư vi, Ngài đặc biệt gọi điện thoại cho tôi có phải là có gì cần dặn dò hay không? Chủ tịch cố, tôi nào dám dặn dò gì anh, chỉ là có chút đề nghị mà thôi. Vi Yến Quy Căn Bản cảm thấy có chút bức bối vì thái độ nhanh nhạy của cố tắc viêm, thầm nghĩ cố tắc viêm làm quan mà giống như diễn viên, thật sự là vua màn ảnh. Đến lúc này mà anh còn ngụy trang như thế, anh cho rằng mọi người không nhìn rõ bộ dạng của anh bên Ủy ban Nhân dân tỉnh sao sau khi nói khách khí vài câu thì vi yến quy cười nói chủ tịch cố tới đây anh có thời gian rảnh không lãnh đạo có gì phân phó thì cứ nói cô tắc viêm giống như nghe được điều gì đó trong lời nói của vi yến quy thế nên giọng điệu cũng có vài phần hào khí vi yến quy lập tức nói ra chuyện sinh nhật của mình sau đó lại nói nếu như không phải là chủ tịch thịnh còn nhớ thì tôi thiếu chút nữa đã quên những ngày tới chủ tịch thịnh sẽ mời vài người bạn cũ đến tham gia tôi muốn mời chủ tịch cố ra mặt tiếp khách, ngài cũng đừng nói là không có thời gian đấy nhé. Vị Yến Quy nói bằng giọng cực kỳ trôi chảy, thế nhưng lời này rơi vào trong tai lại làm cho cố tác viêm khẽ run lên. Hắn là người thông minh, sao không hiểu lúc này Vị Yến Quy gọi điện thoại cho mình là có ý gì. Cố tác viêm căn bản rất quen thuộc thịnh giáp thành, thậm chí có khoảng thời gian hắn làm không ít chuyện để nhầm vào thịnh giáp thành nhưng hắn làm không ít việc nên biết được tiềm lực của thịnh giác thành là khó thể khinh thường bây giờ vi yến quy có được sự giúp đỡ của lão già kia coi như chuyện lớn đã hoàn thành hơn phân nửa xem ra họ vương kia có chuyện vui để nhìn rồi cô tắc phiêm thầm cảm thấy vui mừng nhưng hắn lại có chút bi ai cho đến nay hắn đều coi mình ngang với vi yến quy thậm chí có thể nói mình có vài phương diện còn cao hơn cả vi yến quy sau khi thẩm vạn quân bị vương tử quân điểm danh Cố tắc phim cũng nghĩ đến động tác của Thịnh Giáp Thành, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Thịnh Giáp Thành lại ra tay độc ác như vậy. Nhưng điều làm cho hắn cảm thấy đau lòng chính là chiêu này của Thịnh Giáp Thành lại tìm mục tiêu là Vi Yến Quy, không phải là mình. Suy nghĩ như vậy làm cho hắn cảm thấy có chút ghen tị, xem ra trong mắt của Thịnh Giáp Thành thì mình không bằng Vi Yến Quy. Chương 1622: Dùng mưu lược tốt sẽ làm cho anh trở nên kiêu ngạo. Dấu hiệu này cho thấy mình đã bị loại ra khỏi cạnh tranh. Bây giờ Vi Yến Quy gọi điện thoại đến với một mục đích rất đơn giản, muốn mình phất cờ hò reo, là một quân cờ ra sức cho sự kiện lật ngược bàn cờ trong tương lai. Nhận thức này làm cho cố tác viêm cảm thấy khổ sở như vạn tiễn xuyên tim, với trình độ của mình, sao có thể chạy đến phất cờ hò reo cho Vi Yến Quy. Nhưng hắn nghĩ đến gương mặt khó chịu của Hà Kiến Trương những ngày qua, hắn không khỏi trầm giọng nói, nếu bí thư Vi đã để mắt đến tôi, như vậy thì quá tốt nhưng anh cũng nên xác định là khi nào để tôi còn sắp xếp thời gian ha 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 cảm ơn chủ tịch cố đã giúp đỡ với tôi tôi biết rõ anh là người bận rộn công tác tuyệt đối không làm chậm chế công tác của anh vi yến quy nói đến đây thì trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp tôi sẽ không để cho anh em phải uống rượu không công sau khi sự việc thành công tôi sẽ có lễ lớn cho anh cô tắc phiêm cười nói hai câu từ chối sau đó hai người cùng cúp điện thoại. Vi Yến Quy đặt điện thoại xuống mà nụ cười càng thêm sáng lạn. Có thể thuyết phục được đối thủ với lực lượng tương đồng như mình, điều này làm cho lão cảm thấy rất vui mừng. Có một số người như vậy, có thể dùng tiểu nhân vật làm đại nhân vật, có thể làm cho chính mình trở nên kiêu ngạo. Vi Yến Quy cảm thấy mình bây giờ tuổi già thành tinh, căn bản là tự bội phục chính mình. Khi Vi Yến Quy đang trầm ngâm thì thư ký gõ cửa đi vào hắn đặt vài phần văn kiện lên mặt bàn, sau đó khẽ báo cáo, bí thư vi, bí thư triệu của thành phố Kim Hà đã đến, anh ấy muốn báo cáo công tác với ngài. Phó bí thư triệu quốc đống của thành phố Kim Hà căn bản có quan hệ cá nhân không tệ với vị Yến Quy, cho đến nay đều là người trong vòng quan hệ của vị Yến Quy. Bây giờ vị Yến Quy nghe nói triệu quốc đống đi đến, thế là không khỏi cười nói cho anh ấy. Vị Yến Quy vừa nói được ba chữ thì giống như nghĩ đến điều gì đó, lão trầm ngâm dây lát rồi nói, cậu nói bí thư triệu là ban ngày tôi không có thời gian nhưng đến tối có thể cùng dùng cơm. Thư ký có thể nói nhận được nhiều lợi ích từ triệu quốc đống, hắn cảm thấy có chút thất vọng vì nửa câu nói đầu của Vi yến quy, cảm thấy khó thể nói lại với triệu quốc đống. Nhưng sau khi nghe rõ câu nói phía sau của Vi yến quy, đãi ngộ này căn bản còn tốt hơn cả vào trong phòng báo cáo công tác, hầu như có thể trộn lẫn cả công lẫn tư. Tất nhiên điều quan trọng là kết quả này càng làm cho triệu quốc đống cho rằng đãi ngộ này có được là nhờ vào mình, ít nhất cũng có liên quan đến mình. Viên thư ký có thể làm cho người ta một chuyện tốt, xem như là một báo đáp với những lợi ích trước kia. Vâng, tôi sẽ đi thông báo cho bí thư triệu. Viên thư ký lên tiếng rồi đi ra ngoài, nhưng hắn vừa ra đến cửa thì Vi Yến Quy đã nói, cậu chờ chút, chỗ này của tôi còn có chuyện cần cậu xử lý. Viên thư ký vội vàng quay vào, khi hắn cung kính chờ bí thư Vi Yến Quy phân phó công tác, lúc này Vi Yến Quy lại không nói lời nào, chỉ cầm hộp đựng bút trên bàn lên. Viên thư ký không xa lạ gì hộp đựng bút của lãnh đạo, dù sao thì hắn hàng ngày đều phải quét dọn phòng làm việc của Vi Yến Quy, hầu như mỗi ngày đều lau chùi hộp đựng bút kia một lần. Viên thư ký biết đó là bảo bối của Vi Yến Quy, hơn nữa hộp đựng bút lại được Vi Yến Quy coi trọng, nhiều năm qua đi đâu cũng đưa theo cậu giúp tôi đưa hộp đựng bút này cho chủ tịch cố vị yến quy vuốt ve hộp đựng bút mà mình yêu thương vài cái sau đó trầm ginh nói tặng một hộp đựng bút cũ có nghĩa là gì viên thư ký có chút buồn bực thế nhưng vẫn nhanh chóng cầm lấy nó cung kính rời khỏi phòng vị yến quy lại ngồi xuống ghế lão nhìn bàn làm việc của mình trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt lão tin tưởng cố tắc viêm hiểu rõ ý nghĩ của mình mà cố tác viêm làm như thế nào thì lão không cần lo lắng, vì lão thấy cố tác viêm không còn lựa chọn nào khác. Một luồng gió thu thổi qua, lá vàng từ trên cây bị gió thổi bay đầy đất. Không làm thì không có ăn, có trồng thì mới có thu hoạch. Mùa thu hoạch lần này sầm vật gương mang theo đoàn người của văn phòng tỉnh ủy xuống kiểm tra giám sát tình huống, căn bản cũng cho ra những lời khẳng định và đánh giá cao độ với công tác trồng cây công nghiệp dưới địa phương. Bí thư sầm, ngài đã mệt mỏi một ngày, hay là nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn hai thành phố nữa phải đến thăm. Phương Anh Hồ cẩn thận báo cáo tình huống cho bí thư sầm, sau đó khẽ mở miệng khuyên nhủ. Sầm vật cương nhìn đồng hồ treo tường, lão mỉm cười nói, vẫn chưa đến 11 giờ, cậu cho tiểu lý đi lấy vài món nhắm, hai người chúng ta uống vài ly. Khi còn trẻ thì sầm vật cương thích uống rượu, nhưng sau khi đi đến vị trí hiện tại, lão căn bản rất ít uống rượu. Phương Anh Hồ biết rõ khi bí thư Sầm vui vẻ thường uống vài ly, cũng biết rõ có thể uống rượu với bí thư Sầm đều là chuyện mà người trong quan trường tỉnh mật đông mơ ước. Phương Anh Hồ căn bản đã uống rượu Âu với bí thư Sầm vài lượt, nhưng đó là những trường hợp công chúng, căn bản cực kỳ vui vẻ khi được bí thư Sầm mời uống rượu tư nhân. Món ăn được đưa lên, mặc dù chỉ là hai dĩa thức ăn, thế nhưng lại là những món rất ngon và đẹp mắt. Sầm Vật Cương cũng không quan tâm đến điều này, lão căn bản uống một ngụm rượu rồi nói, anh Hồ, khi tôi còn trẻ thì thích uống rượu, khi đó dù là rượu một đồng một chai hay là hai xu một chai thì tôi đều có thể uống say xưa, cảm thấy rất tự đắc, cảm giác rất tốt. Bây giờ tôi uống rượu căn bản không còn được cảm giác như xưa. Phương Anh Hồ tuy căn bản nhỏ tuổi hơn sầm vật gương, thế nhưng cũng biết rượu hai xu một chai năm xưa có hương vị thế nào. Hắn mỉm cười uống một ngụm rượu rồi nói, bí thư, Hoàn cảnh thay đổi sẽ làm cho cuộc sống phát sinh biến hóa không nhỏ. Năm xưa khi tôi còn trẻ thì dùng thuốc lá của các cụ trong nhà cảm thấy rất thơm, không có việc gì cũng hút vài hơi, bây giờ muốn hút lại cũng không còn hứng thú. Hai người nói cười vài câu về các câu chuyện năm xưa, Sầm Vật Cương đột nhiên đặt ly rượu xuống rồi nói: "Thẩm Vạn Quân nên xử lý cho thật nghiêm." Phương Anh Hồ cũng không ngờ Sầm Vật Cương lại đột nhiên chuyển sự việc lên người Thẩm Vạn Quân. Hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn hiểu rất rõ sự việc liên quan đến Thẩm Vạn Quân. Hắn biết người kia mánh khóe thông thiên, nhưng căn bản không phải là người thành thật, nếu không thì Sầm Vật Cương sẽ không nói như vậy. Phương Anh hồ nghĩ đến tình huống của Thẩm Vạn Quân, hắn cảm thấy may mắn vì vài năm trước mình từ chối lợi ích của người này. Nếu không bây giờ chỉ sợ hắn không có cơ hội ngồi uống rượu với bí thư Sầm. Bí thư, Thẩm Vạn Quân tuy cần phải xử lý nghiêm thế nhưng người này cũng rất cứng tôi nghe nói bây giờ ủy ban kỷ luật đã đặt những chứng cứ xác thực trước mặt người này thế nhưng hắn vẫn sống chết không thừa nhận phương anh hồ uống một ngụm rượu rồi nói hừ một số người vẫn còn ảo tưởng quá lớn sầm vật cương nói một câu khinh thường sau đó lão nâng ly rượu lên cười nói với phương anh hồ vịt cứng miệng khi gặp nước sôi thì có tác dụng sao phương anh hồ cười cười hắn cũng không nói hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, vô tình chai rượu đã được uống hơn một phần tư. Trường 1621 một tu luyện mới có thể đắc đạo thành tiên. Đối với người trong quan trường thì quá trình đi lại phát triển giống như tu luyện, có thể đắc đạo thành tiên hay không căn bản có liên quan đến ngộ tính của anh. Còn có một điểm quan trọng khác, đó chính là phương pháp tu luyện của anh, nếu không có ngộ tính chỉ có thể là người sống một cuộc sống tầm thường, uổng phí mà thôi trong quan trường không thiếu những người như vậy, lăn lộn vài chục năm, thậm chí hơn nửa đời người nhưng không thăm dò đúng Đông Tây Nam Bắc, hoặc phàn nàn mình có tài không gặp thời, gặp người không tốt, hoặc cố gắng kinh doanh, gặp Phật thì thắp hương, gặp miếu thì dập đầu, kết quả chỉ là cá bơi qua bơi lại, thế nhưng căn bản chẳng nắm bắt được gì. Rõ ràng Phương Anh Hồ không phải là người rơi vào trạng thái như vậy, vì hắn lúc nào cũng lấy sầm vật cương làm trung tâm, luôn lấy việc phục vụ tốt cho sầm vật cương chính là nhiệm vụ chủ yếu của mình. Hắn đi theo lời của sầm vật cương, cẩn thận làm việc theo ý chỉ của sầm vật cương, hắn cảm thấy mình đã ôm chúng cây đại thụ, thế nên lấy được sự tín nhiệm của sầm vật cương, ví dụ như hôm nay hai người bọn họ uống rượu với nhau. Sầm vật cương nâng ly rượu lên uống một ngụm rồi nói, hai người chúng ta cũng không còn là thanh niên, hôm nay chỉ uống nửa chai thôi, chỉ cần có chút men say là được, ngày mai tỉnh lại sẽ cảm thấy thoải mái phương anh hồ định lên tiếng hùa theo sầm vật cương thế nhưng hắn chợt nhớ đến một sự kiện hắn vừa rót rượu cho sầm vật cương vừa nói bí thư sầm tôi nghe nói hai ngày trước sinh nhật của bí thư vi rất náo nhiệt căn bản có rất nhiều người đến tham gia sầm vật cương chỉ nhìn mà không nói lời nào phương anh hồ hiểu sầm vật cương tỏ ý cho mình nói tiếp hắn nhanh chóng lên tiếng bí thư vi tổ chức sinh nhật căn bản là thâm hụt tiền anh ấy đã có quy củ, đi thì được nhưng không mang theo lễ vật, nếu ai có quả cáp thì không được vào cửa. Tôi nghe nói dù là dùng cơm thì bí thư vi cũng phải rút hầu bao. Sầm vật cương cười cười nói, anh ta cũng mời tôi, thế nhưng tôi không đi, xem ra là tôi thâm hụt tiền, nhưng tôi có tặng anh ấy một món quà. Phương Anh hồ chợt sững sờ, hắn lại không biết chuyện này, thế là không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng hắn cũng không dám hỏi xem bí thư sầm tặng món gì, chỉ là dùng giọng ngượng ngùng nói nếu biết bí thư ngài có tặng quà tôi cũng tặng một món quà cho bí thư vi giống như ngài ha 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 tôi chỉ tùy ý cho anh ấy một món đồ mà thôi vài ngày trước con trai tôi từ bên ngoài về có cho tôi một món đồ gốm hình chim ưng tuy làm không quá tốt nhưng lại khá đẹp tôi nghĩ anh vi thích những món gì đó đẹp đẽ thế nên cho anh ấy món này sầm vật cương nói đến đồ gốm hình chim ưng thì khóe miệng lộ ra nụ cười Tâm tư Phương Anh Hồ chợt khẽ chuyển động, hắn căn bản hiểu rất rõ những mạch nước ngầm đang chảy trong tỉnh Mật Đông, lúc này nghe Sầm Vật Cương tặng cho bí thư Vi một món gốm sứ hình chim ưng, thế là không khỏi xác định suy đoán thêm vài phần. Bí thư Sầm là một người tao nhã, xem ra những ngày tiếp theo thì Mật Đông sắp nghênh đón một trận động đất lớn. Phương Anh Hồ thầm cho ra ý nghĩ như vậy, thế là không khỏi nghĩ đến chính mình, mình là một thư ký trưởng cũng không phải vị trí lâu dài nên chuyển chỗ là được rồi bí thư sầm tôi mời ngài một ly phương anh hồ có ý nghĩ như vậy hắn nâng ly rượu lên với sầm vật cương gió thu rất mát mùa thu hoạch bội thu làm cho người ta cảm thấy vui sướng vương tử quân và mạc tiểu bắc căn bản là đạt thành một ý kiến đó là trung thu sẽ cùng nhau về thủ đô thế nhưng bây giờ khác với trước kia trước khi về thủ đô thì vương tử quân còn rất nhiều việc cần phải giải quyết vì vậy lúc này hắn rất bận rộn, thậm chí có vài việc khó thể có thời gian xử lý ngay được. Vương tử quân phe duyệt một phần văn kiện, hắn thở dài một hơi, khi đang định vươn tay vươn chân cho thoải mái thì Trương Tề bảo đi đến. Thư ký trưởng, có phải là có công tác gì nữa không? Vương tử quân nhìn Trương Tề bảo, hắn mỉm cười hỏi. Trương Tề bảo cười hì hì nói, chủ tịch, sắp tới có vài ngày nghỉ, thế nên công tác có vẻ nhiều hơn. Trương Tề bảo nói rồi đưa một phần văn kiện cho Vương Tử Quân, "Đây là một văn bản xin chỉ thị của Đài Truyền hình tỉnh, bọn họ chuẩn bị mở tiệc Trung thu, xem ngài có thể đến tham gia hay không." Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện xem xét, sau đó hắn cười nói, "Anh cũng không phải không biết những ngày tới tôi rất bận, thế này đi, anh đưa thư mời này cho chủ tịch Cố, để anh ấy đại biểu tôi đến tham gia." Trương Tề bảo có chút xứng sốt, hắn biết rõ Vương Tử Quân không có thời gian tham gia sở dĩ đưa văn kiện này đến là vì một người trong đài truyền hình đã nói hết lời, hắn căn bản không thể chối từ lời yêu cầu của người ta, còn có một nguyên nhân khác, đó là hắn muốn xem Chủ tịch Vương chỉ định ai là người đến tham gia. Trương Tề bảo nghĩ rằng Chủ tịch Vương không thể nào tự mình đi tham gia được, nhất định sẽ cho Chủ tịch Hà thay thế, không ngờ Chủ tịch Vương lại ném sang người cố tắc viêm, điều này làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Chuyển cho Chủ tịch cố sao? Trương Tề bảo lặp lại câu nói của Vương Tử Quân, thế nhưng ý nghĩ chính là muốn Vương Tử Quân xác nhận. Vương Tử Quân gật đầu nói, để cho chủ tịch Cố đại biểu Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia. Trương Tề bảo nhận được câu trả lời khẳng định của Vương Tử Quân thì nói sang chuyện khác, "Chủ tịch, con gái của tôi ồn ào nói phải đến thủ đô ăn Trung thu, nói là muốn xem Trung thu ở thủ đô như thế nào, cũng không quan tâm đến việc phản đối của cha mẹ, đã mua vé xe lửa cho cả nhà." đúng là con bé này. Nếu con muốn đi thì anh cứ cho đi, bận rộn nhiều ngày cũng nên thả lỏng một chút. Vương tử quân nào không biết rõ Trương Tề bảo nói là con mình mua vé, thế nhưng thực tế là bản thân chủ động ra tay, mà Vương tử quân nói như vậy cũng không muốn vạch trần Trương Tề bảo. Đến thủ đô thì anh sắp xếp liên lạc với tôi, ít nhất gì tôi cũng đã ở thủ đô một thời gian. Đến khi đó tôi mời nhà anh ăn vài món đặc sản ở thủ đô. Trương Tề Bảo vốn có chút không yên, bây giờ không ngờ lo lắng của mình nhanh chóng được xóa bỏ. Hắn vui mừng dùng giọng kích động nói, đến khi đó sẽ không thiếu làm phiền anh. Hai người nói vài câu, sau đó Trương Tề Bảo giống như nghĩ đến điều gì đó, hắn đứng lên nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó khẽ báo cáo với Vương Tử Quân, "Chủ tịch Vương, ngày hôm qua có một vị ban học công tác trong ban ngành giáo dục đến nhà tôi uống trà." anh ấy nói gần đây có một nhóm người đứng trước mặt anh ấy mở miệng tán thưởng Bí Thư Vi, nói Bí Thư Vi khổ sở công tác ở Mật Đông lâu năm, căn bản cho ra nhiều cống hiến không nhỏ với Mật Đông, thế nhưng lại có người nói Bí Thư Vi quá thẳng tính, nếu không đã phát triển mạnh mẽ rồi. chương 1621 hai tu luyện mới có thể đắc đạo thành tiên. Vương Tử Quân không nói gì, hắn chỉ xoay xoay cây bút trong tay. Lúc này giọng nói của Trương Tề Bảo càng nhỏ hơn, Vị bạn học của tôi chính là đại biểu nhân dân toàn quốc." Trương Tề bảo nói xong câu này thì thở dài một hơi, khi hắn nhận được tin tức thì đã hiểu được ý nghĩa của nó là gì, thế nhưng ý nghĩa này lại làm cho hắn cảm thấy bị đè nén. Tuy hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng quá lớn, thế nhưng hắn biết người bạn học của mình sẽ không bao giờ nói dối. Bạn học của mình không nói dối, như vậy nếu sự việc là thật, căn bản sẽ là chấn động lật trời. Bí thư Vi là người công tác lâu năm ở Mật Đông, căn bản là cúc cung tận tụy vì sự phát triển của Mật Đông, quả thật đã cho ra nhiều cống hiến. Thế nhưng cúp vàng cúp bạc không bằng danh tiếng trong dân, bí thư Vi có thể lưu lại thanh danh tốt như vậy, xem ra đó là tấm gương cho chúng ta học tập. Vương Tử Quân đặt bút trong tay xuống rồi cười nói. Trương Tề bảo nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn cũng không nói gì thêm. Hắn tin tưởng Vương Tử Quân đã hiểu rõ ý nghĩa của sự việc này chỉ cần vương tử quân hiểu, như vậy thì nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Trương Tề Bảo vừa mới đi ra được vài phút thì Triệu Hiểu Bạch đưa cố tác viêm đi đến. Trước kia cố tác viêm ít khi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ đi đến với nụ cười sáng lạn trên môi. Cố tác viêm ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân trên ghế sa lông rồi cười nói, Chủ tịch, vừa rồi thư ký trưởng Tề Bảo truyền đạt ý chỉ của ngài, tôi cảm thấy chuyện này là ngài đi thì hay hơn, dù sao thì ngài cũng là chủ tịch tỉnh. Anh đi thay cho tôi, vì Tết Trung Thu tôi chuẩn bị quay về thủ đô. Vương tử quân ném cho cố tắc viêm một điếu thuốc rồi cười nói, những ngày tới có chuyện gì mong chủ tịch tắc viêm quan tâm nhiều hơn. Cố tắc viêm cười ha hả nói, chủ tịch yên tâm, có gì xử lý không được thì tôi nhất định sẽ báo cáo cho ngài. Hai người nói đùa với nhau vài câu, bầu không khí rất hòa hợp. Trước kia cố tắc viêm thấy vương tử quân thì căn bản là cực kỳ không phục, lúc này tất cả đã biến mất. Nhìn dáng vẻ của hắn thì giống như đã xác nhận vương tử quân là chủ tịch tỉnh, là lãnh đạo thượng cấp của mình vậy. Sau khi nói chuyện được một lúc thì cố tắc viêm rời khỏi phòng làm việc của vương tử quân. Vương tử quân đứng lên tiến cố tắc viêm ra đến cửa phòng, nhưng sau khi cố tắc viêm rời đi thì gương mặt hắn càng thêm nghiêm túc. Tuy thời gian hắn tiếp xúc với cố tác viêm là không quá nhiều, Thế nhưng hắn hiểu rõ đây không phải là người đơn giản chịu thua. Nếu đối phương đã lựa chọn thái độ như vậy, ngoài phương diện sợ hãi chỉ còn một nguyên nhân, đó là đang có mưu đồ khác. Sau khi quyết định xử lý Thẩm Vạn Quân thì Vương Tử Quân đã chuẩn bị tâm lý với phương diện này, nhưng khi thấy sự việc đang tiến đến gần theo đúng dự đoán của mình, tuy hắn có chút căng thẳng nhưng tâm tình là cực kỳ bình tĩnh dù là nhìn từ phương diện nào thì chính mình yêu cầu xử lý thẩm vạn quân cũng là vì lợi ích quốc gia và tập thể, nhưng vì chuyện này mà mình phá vỡ thế cục tốt đẹp đang có, lại có thể làm cho một đám người đục nước béo cỏ có được cơ hội. Đám người kia đã lung lạc được nhiều người, đang có mưu đồ bí mật, bọn họ cố gắng làm cho trận chiến này cực kỳ to lớn, thật ra nhìn qua cũng chỉ là cố ra vẻ, cố gắng bày đặt mà thôi. Tuy thế cục này cũng không phải là gì bất ngờ với vương tử quân, thậm chí hắn đã sớm đoán được nó, thế nhưng khi nó thật sự kéo đến, hắn cảm thấy có chút bi ai. Vương tử quân ngồi trên ghế sa lông mà liên tục xoay quay xoay lại, lúc này hắn thầm nghĩ, đây không phải là vấn đề của một mình mật đông. Có không ít người làm việc vì nghĩa, thế nhưng dù thế nào thì cũng có người vì tư lợi bản thân mà ngang nhiên cản trở. Mặc dù anh nắm lý lẽ trong tay, tuy cây thẳng không sợ bóng lệch, thế nhưng vương tử quân vẫn cảm thấy bất đắc dĩ và chua sót thật ra ở trong quan trường dù cho anh có địa vị cao cũng không thể cứ mãi biểu hiện quần áo ngăn nắp nụ cười sáng lạn thật lòng thì anh cũng có điểm sợ hãi đó là sợ cô độc nếu bên người không có kẻ khác vây quanh như vậy sẽ cho rằng quyền lực của mình không còn sức hút bên người có nhiều kẻ nịnh bợ thế nhưng lại ngại lên cao quá lạnh lẽo vì vậy anh cần minh hữu hơn nữa phải cùng kẻ thù sáng tạo ra một cục diện hài hòa nếu như không phải bất đắc dĩ thì có ai muốn mình là người độc tài lẻ loi. Nếu như thế thì có ai tình nguyện tiến vào dòng hàng ngàn vạn người để cùng nhau phấn đấu cố gắng vì lý tưởng. Vô tình vương tử quân có chút kích động, hắn rất muốn tìm một chi kỷ để thổ lệ hết nổi niềm của mình. Thế nhưng lúc này hắn thật sự không biết nên tìm ai mới giải tỏa được những gì mình đang gánh chịu vào lúc này. Tuy trong quan trường vương tử quân có nhiều bạn, càng có nhiều cấp bước theo sát bên cạnh, Thế nhưng nếu nói muốn mở rộng lòng để chút bỏ tâm tư, căn bản lại không có người nào. Cũng không phải nói những người này không đáng tín nhiệm, bên cạnh hắn không thiếu người trung thành và tận tâm, thế nhưng những sự việc như vậy nên đặt trong lòng tự mình lo nghĩ mà thôi. Hừ, cứ để cho bọn họ thích làm gì thì làm. Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn khẽ thở ra một hơi. Hắn chậm rãi đứng lên, đi ra mở cửa sổ. Từng cơn gió nhẹ thổi vào phòng bầu không khí mát mẻ làm cho hắn cảm thấy tâm tình bình tĩnh hơn hắn đứng trên lầu nhìn bao quát cả khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh nơi đây có nhiều người liên tục ra vào có không ít người dừng lại bên cạnh xe hoặc bồn hoa trò chuyện với nhau vương tử quân đều không biết đại đa số những người kia tuy hắn đã công tác ở đây được hơn nửa năm thế nhưng đơn vị trong ủy ban nhân dân tỉnh là quá nhiều hắn nhớ được một phần thì đã là quá tốt rồi khi Vương Tử Quân chuẩn bị kéo màn cửa thì một chiếc xe chậm rãi chạy đến. Xe dừng lại, Thịnh Giáp Thành tươi cười xuống xe. Khi Thịnh Giáp Thành đi ra thì có nhiều người vốn đang bận rộn nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Tuy Vương Tử Quân không nghe được âm thanh thế nhưng cũng thấy đám người kia tươi cười như hoa vây quanh người Thịnh Giáp Thành. Thịnh Giáp Thành nở nụ cười vui vẻ, liên tục bắt tay từng người, thỉnh thoảng cũng vỗ vỗ vai vài người, làm cho đám người kia cảm thấy rất vui vẻ. Vương tử quân nhìn bộ dạng của thịnh giáp thành, hắn chậm rãi đóng cửa lại. Vương tử quân lại ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, hắn viết một chữ thịnh khá lớn trên bản nháp của Minh hát Tép, sau đó lại dùng mực bôi đi. Hắn vừa buông bút thì có tiếng gõ cửa vang lên. Trường 1622, cùng nhau kiến tạo cục diện hài hòa. Chủ tịch Vương, Chủ tịch Thịnh đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Triệu Hiểu Bạch cung kính đi đến bên cạnh rồi nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói một câu mời chủ tịch thịnh đi vào, sau đó hắn đi ra cửa nghênh đón thịnh Giáp Thành. Lúc này thịnh Giáp Thành vừa vào cửa thì Vương Tử Quân đã vươn hai tay nói, chủ tịch thịnh, ngài có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại là được, thế nào lại phải phiền toái ngài đến đây. Thật sự làm cho tôi thấp thỏm lo âu. Thịnh Giáp Thành nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân mà không khỏi có chút đắc ý, thế nhưng biểu hiện lại cười nói, Chủ tịch Phương, có một số việc mà nói chuyện điện thoại không rõ ràng, thế nên tôi đến báo cáo với ngài. Hai người nói chuyện rồi ngồi xuống ghế salon, Vương Tử Quân nói với Triệu Hiểu Bạch, Chủ tịch Thịnh là khách quý, cậu pha trà ngon của tôi cho Chủ tịch Thịnh nhấm nháp. Ha ha ha, Chủ tịch Phương, anh nói như vậy xem như đoán được tâm tư của tôi. Trong mật đông này có ai không biết trà của ngài là tốt nhất? nếu ngài nắm bắt lấy khẩu vị của tôi như vậy sau này tôi đến nhiều lần thì ngài cũng đừng trách thịnh giáp thành nở nụ cười trêu chọc xua khi triệu hiểu bạch dân trà thì vương tử quân nhận ly đặt xuống trước mặt thịnh giáp thành hắn nói chủ tịch thịnh là lão lãnh đạo của tỉnh mật đông căn bản hiểu rõ về tình hình của mật đông như lòng bàn tay có nhiều chuyện tôi cần phải thỉnh giáo ngài ước gì có được bàn tay như lai like của ngài vương tử quân nói làm cho nụ cười trên mặt thịnh giáp thành càng thêm sáng lạt lão khoát tay áo nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, ngài đến mật đông tuy không quá giải thế nhưng mỗi việc làm đều được dân tâm, thuận dân tâm, không khỏi làm cho người ta phải dựng tay cái lên. Trước đó vài ngày tôi và các đồng chí trong hội đồng nhân dân đã tọa đàm với nhau, chúng tôi đều cực kỳ tán thưởng công tác của ngài. Bây giờ tỉnh Mật Đông đang ngày càng phát triển dưới sự dẫn dắt của ngài và bí thư sầm, năng lực công tác của tôi cũng có không ít tranh lệch với ngài. Thế nhưng nếu như có chuyện gì cần, Chủ tịch Phương chỉ cần nói một tiếng, tôi là người ở Mật Đông lâu năm, nói về phương diện quen thuộc thì căn bản là khá tốt. Hai người nói vài câu đầu cơ, bầu không khí trong phòng là khá tốt, tiếng cười liên tục vang lên. Thịnh Giáp Thành ngồi nửa giờ trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, sau đó mới cười tủm tỉm bỏ đi. Khi Thịnh Giáp Thành rời đi thì vẻ mặt Vương Tử Quân có vài phần ngưng trọng, hắn nhìn bộ dạng rời đi của Thịnh Giáp Thành, thế là khóe miệng chợt vỉnh lên một nụ cười. Nếu so sánh với vương tử quân, thịnh giáp thành vẫn nở nụ cười tùm tìm, thế nhưng nếu là người quen thuộc với chủ tịch thịnh, sẽ thấy nụ cười của lão lãnh đạo có vài phần trào phúng. Chủ tịch thịnh, bây giờ chúng ta đi đâu? Thư ký đã chờ sẵn trong phòng làm việc của Triệu Hiểu Bạch, thấy Thịnh Giáp Thành đi ra thì nhanh chóng tiến lên chào đón. Thịnh Giáp Thành khoát tay áo nói, chúng ta quay về, Chủ tịch Vương đã duyệt kinh phí, không cần tiếp tục đi tới đi lui nữa. Khi Thịnh Giáp Thành đi xuống lầu thì Hà Kiến Trương cũng đang đi lên, khi thấy Thịnh Giáp Thành thì Hà Kiến Trương chợt cười nói, ôi, đây không phải là anh Thịnh sao? Anh đến Ủy ban Nhân dân tỉnh sao không đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút? Nếu người không biết còn tưởng rằng tôi có mâu thuẫn gì với ngài. Tuy Hà Kiến Trương đang cười nhưng lời nói lại quá trắng trợn, nghe vào tai làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Thịnh Giáp thành căn bản có ân oán với Hà Kiến Trương, thế nhưng ân oán này nếu chỉ nói một câu thì không thể rõ ràng. Trước kia hai người từng ở chung một nồi, cuối cùng Hà Kiến Trương phải ảm đạm rời đi, những năm nay hai người gặp mặt nhau đều tươi cười vui vẻ, thế nhưng đều thể hiện bản tính theo bản năng. Quan trường xưa nay là vậy, dù hai người bọn anh là kẻ thù, thủy hỏa khó dung, hai anh vẫn phải biểu hiện thân thiết như bạn bè lâu năm, nếu không có bản lĩnh như vậy thì căn bản khó thể nào phát triển được. Chủ tịch Hà, tôi cũng định đến phòng làm việc của anh một chuyến, thế nhưng ai cũng nói anh quá bận rộn, thế nên tôi cũng không dám đến quấy giày. Thịnh Giáp Thành nhìn Hà Kiến Trương rồi cười ha hả nói. Quấy giày sao? Anh Thịnh nói như vậy là không đúng, với quan hệ của hai người chúng ta, anh đến chỗ tôi mà bảo là quấy giày, như vậy không phải mắng vào mặt người bạn thân là tôi sao? Hà Kiến Trương nói rồi giữ chặt lấy cánh tay của Thịnh Giáp Thành, hai anh bạn già chúng ta đã lâu chưa cùng tâm sự với nhau hôm nay dù thế nào anh cũng phải nể mặt mới được thịnh giáp thành biết rõ hà kiến trương căn bản không có ý tốt gì với mình hơn nữa hà kiến trương có thể tiến lên đều là nhờ vào vương tử quân vì vậy mà người này đi rất gần vương tử quân lúc này lão cũng phải lau mắt mà nhìn đối thủ năm xưa chán nản của mình nhưng hà kiến trương kéo tay thì thịnh giáp thành cũng không thể tránh đi được lão chỉ có thể đi đến phòng làm việc của hà kiến trương may mà phòng làm việc của hà kiến trương cũng không ở quá xa sau khi ngồi vào trong phòng của hà kiến trương lúc này hà kiến trương yêu cầu thư ký đi pha trà ngon đãi khách tư thế giống như muốn trò chuyện thật lâu thịnh giáp thành hiểu rõ giữa mình và hà kiến trương căn bản chỉ cần nói nửa câu là không hài lòng thế nhưng biểu hiện vẫn cố gắng giữ ôn hòa anh thịnh anh thấy tôi bề bộn cả ngày không có thời gian rảnh thế nhưng nói thật thì tôi căn bản là hâm mộ anh nếu không phải là chủ tịch vương yêu cầu tôi giúp đỡ một chút tôi cũng muốn được tự do tự tại như anh hà kiến trương ngồi xuống đối diện với thịnh giáp thành rồi dùng giọng vui cười hớn hở nói thịnh giáp thành căn bản không tin lời này của hà kiến trương lão quá quen thuộc hà kiến trương giống như bộ phận trên cơ thể mình hà kiến trương nói ra những lời này là kêu khổ thực chất là đang khoe khoang với mình năm xưa khi hà kiến trương bị thịnh giáp thành ép phải rời đi chính mình từng nói rằng hà kiến trương sẽ không làm gì ra hồn có lẽ người này vẫn còn canh cánh trong lòng bây giờ đối phương đột nhiên từ vị trí một phó chủ tịch tỉnh sắp về hưu tiến lên làm lãnh đạo hàng thứ hai trong ủy ban nhân dân tỉnh có lẽ đang cực kỳ đắc ý nếu thiên thần hộ mệnh là vương tử quân bị điều đi tôi xem anh còn nhảy nhót được bao lâu nữa thịnh giác thành thầm nghiến răng nghiến lợi mắng một câu sau đó cười nói anh được chủ tịch vương coi trọng bây giờ có thể giúp đỡ chủ tịch vương sáng tạo sự nghiệp sao có thể đến dưỡng lão ở chỗ tôi được theo tôi thấy thì ít nhất anh cũng phải hỗ trợ chủ tịch vương hơn vài năm nữa ôi cảm ơn lời nói cát tường của anh công tác vài năm nữa thì tôi cũng không thoát thân được chủ tịch vương coi trọng tôi mà anh ấy chưa đến mật đông được bao lâu nếu tôi buông tay mặc kệ thì không ra gì anh nói xem có đúng không hà kiến trương biết rõ thịnh giáp thành là hạng người gì đây là hạng người căn bản chỉ muốn hơn người khác, nếu không đến bây giờ cũng không phải vẫn tiếp tục hoạt động sinh động như trước. Cũng vì tính cách này mà Hà Kiến Trương mới kéo Thịnh Giáp Thành đến phòng làm việc của mình. Hắn cũng không vì cái gì khác, chỉ muốn hả giận một chút. Không phải anh giỏi giả vờ sao, tôi cho anh cơ hội. À, anh Hà là một thành viên có khả năng, Chủ tịch Vương lại là người ánh mắt rộng rãi thấy rõ nhân tài, anh cũng không nên phụ ơn chi ngộ của Chủ tịch Vương được. Tuy Thịnh Giáp Thành cảm thấy mình là người giỏi ngụy trang, thế nhưng lúc này cười rộ lên vẫn thấy có vài phần cứng nhắc. Thịnh Giáp Thành căn bản hiểu rõ nhược điểm của mình, đó là tâm tư ghen ghét quá mạnh. Lão luôn muốn khắc phục nhược điểm này, thế nhưng căn bản là bản tính khó rời, giống như phân không thể không thối. Ví dụ như lần này, Thịnh Giáp Thành biết rõ Hà Kiến Chương muốn kích thích mình, thế nhưng lão không nhịn được phải nổi giận lão cảm thấy Hà Kiến Trương bây giờ căn bản còn đáng giận hơn cả năm xưa. Trương 1623, một kết quả chỉ hưu bảo ngựa. Hà Kiến Trương bây giờ Đông Sơn tái khởi, tất nhiên Thịnh Giáp Thành sẽ không phục, vì lão thấy Hà Kiến Trương tiến lên làm lãnh đạo thứ hai của Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông cũng không phải là kết quả của một người có năng lực, cũng không phải là bản thân quá nổi tiếng, không phải là người không sử dụng thì lãng phí nhân tài, Hà Kiến Trương có được tình huống như bây giờ căn bản chỉ có một nguyên nhân, đó là làm người hầu cho Vương Tử Quân. Phương thức của Vương Tử Quân quá thần kỳ, quá không theo lẽ thường, căn bản không có khuôn sáo chế ước, muốn dùng ai thì dùng. Tính tùy ý của người này quá mạnh, thật sự chỉ có thể dùng một câu để khái quát, rõ ràng là chỉ hưu bảo ngựa, rõ ràng là Hà Kiến Trương trông cậy vào gà mẹ Vương Tử Quân để đi qua sông, làm gì có trình độ. Thịnh giác thành thầm oán không thôi, hà kiến trương bên này vừa châm trà vừa dùng giọng giống như gặp được chi kỷ nói anh thịnh tôi phát hiện đến cuối cùng thì tôi mới là người hiểu rõ anh nhất chủ tịch vương bây giờ dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ cũng thương lượng với tôi nếu tôi cứ mãi đi tìm anh không phải là bị người ta nói rằng mình không biết phân biệt sao hà kiến trương nói rồi dừng lại một chút đúng rồi công ty của nhà anh thế nào rồi công ty gì thịnh giáp thành có chút sững sờ sau đó dùng giọng giận dỗi căm tức hỏi lại một câu à tôi nhớ sai rồi ha 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 là của cháu nhà anh anh cũng nên quản con mình cho tốt thẩm vạn quân kia là một vết xe đổ người này đối với bên ngoài thì hống hách lừa được thì lừa làm loạn thì làm loạn thứ gì cũng thu mua vào dùng bất cứ thủ đoạn nào cách giải quyết như vậy có thể không gặp chuyện không may sao giấy cuối cùng cũng không bọc được lửa quả thật là lưới trời thưa mà khó lọt Hà Kiến Trương vừa cười vừa bày ra bộ dạng một người hiểu biết với Hà Kiến Trương. Thịnh Giáp Thành rất muốn rõng rạc một phen trước mặt Hà Kiến Trương, thế nhưng trong mắt nhiều người thì căn bản là đều hiểu ý lẫn nhau, công khai sẽ là không ổn. Nếu như lão ổn ào, cuối cùng người bị hại sẽ là chính mình. Không bằng áp chế chính mình, không nói ra lời nào sẽ là phát tài. Vì vậy dù biết rõ lời nói của Hà Kiến Trương làm chính mình bực bội, thế nhưng lão chỉ có thể yên lặng nuốt vào bụng, Cảm giác quất nghẹn này làm cho lão cực kỳ khó chịu. Thịnh Giáp Thành do dự dây lát rồi cố gắng khống chế tâm tình của mình, sau đó cười nói, Chủ tịch Hà, cảm ơn anh đã bảo vệ cháu nhà tôi. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ quản nó cho tốt, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, anh Thịnh làm việc thì tôi còn có thể lo lắng được sao? Hà Kiến Trương nói rồi giống như nghĩ đến điều gì đó, chỉ là, anh Thịnh, tôi còn có vài ý kiến với anh anh vừa rồi đã nói ba chữ cháu nhà tôi, sao còn gọi tôi là chủ tịch hà, như vậy là quá khách khí rồi. Lúc này thịnh giáp thành căn bản là nói không nên lời, lão nhìn biểu hiện chăm chú của Hà Kiến Trương, thế là cười cười rồi đổi lại cách xưng hô. Thịnh giáp thành bị Hà Kiến Trương quấy rối một giờ mà không khỏi cảm thấy đầu mình nở ra, huyết áp tăng mạnh. Mặc dù lão căm hận không thể không mở miệng khẩu chiến lý luận với Hà Kiến Trương một phen, thế nhưng lúc này lão chỉ có thể vui vẻ nở nụ cười chống đỡ như hai người bạn thân thiết mà thôi. Sau một cuộc trò chuyện như vậy thì thịnh giác thành càng thêm căm hận Hà Kiến Trương, tên khốn này rõ ràng là vạch áo cho người xem lưng, dám đâu giao sau lưng mình. Hà Kiến Trương cầm năm nói sáu về chuyện con của mình, giống như hắn cực kỳ quan tâm đến con của mình vậy, thế nhưng mỗi câu mỗi chữ giống như dao đâm vào lòng mình lúc này có thể nói là tâm tình của thịnh giáp thành chỉ có thể được miêu tả bằng bốn chữ cực kỳ không đúng vất vả lắm mới kết thúc cuộc trò chuyện gương mặt thịnh giáp thành đầy mây đen nhìn không có chút ánh sáng lão đi ra khỏi cổng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh với tâm tình cực kỳ phức tạp lão không khỏi hít vào một hơi thật sâu thầm hối hận hôm nay mình ra khỏi cửa không xem ngày lão vốn định đi đến chơi trò với vương tử quân áp chế khí thế của người ta không ngờ nửa đường gặp phải tên khốn đáng giận hà kiến trương lời nói của người này không khỏi làm cho lão cực kỳ khó chịu con bà nó có cái quái gì mà lớn lối chờ đó mà xem thịnh giáp thành thầm nói một câu sau đó cảm thấy lòng dạ bình thản hơn sau khi lên xe thì lão lấy một quyển sổ ra lúc này bên trên đã có ghi lại không ít cái tên lão trầm ngâm dây lát sau đó dùng bút tô lên một cái tên lần này thịnh giáp thành dùng sức hơi mạnh ngòi bút thô đã làm cho cái tên trong sổ biến thành màu đen lão buông quyển sổ ra sau đó thở dài một hơi khi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì thư ký gọi điện thoại đến chủ tịch thịnh lý hanh dư gọi điện thoại đến cho ngài thịnh giáp thành tiếp nhận điện thoại sau đó nở nụ cười sáng lạn hanh dư à anh đang ở đâu đầu dây bên kia không biết nói gì đó làm cho thịnh giáp thành cười nói tất nhiên tỉnh sẽ giúp đỡ công tác của hội đồng nhân dân thành phố các anh anh cứ sắp xếp đi, chờ tôi một lát. Bà nội, khi âm thanh vui mừng này vang lên, Tiểu Bảo Nhi giống như một con chim nhỏ nhảy vào trong lòng Triệu Tuyết Hoa. Triệu Tuyết Hoa tất nhiên cực kỳ yêu thương đứa cháu nội của mình, mặc dù bà đã gần 60, thế nhưng vẫn ôm được Tiểu Bảo Nhi mập mạp. Bà vừa hôn gương mặt Tiểu Bảo Nhi vừa hỏi han chuyện học hành gần đây như thế nào. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đứng bên cạnh, hai người đưa mắt nhìn nhau bộ dạng rất vui vẻ. Đi thôi, tranh thủ thời gian về nhà, mẹ đã nấu cơm rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đoàn viên. Trương Hữu Chí nhìn Mạc Tiểu Bắc rồi dùng giọng thân mật nói. Tuy khu thường chú tỉnh Mật Đông ở thủ đô cũng chạy xe đến đón, thế nhưng lại bị vương tử quân từ chối. Hắn đi lên xe của mẹ Triệu Tuyết Hoa đến đón mình, hắn ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế rồi hỏi, mẹ, bố con bây giờ đang bận rộn gì vậy? Còn bận rộn gì nữa, tất nhiên là đi theo bí thư lâm. Những ngày qua sức khỏe của chủ nhiệm Trần càng không được tốt, đã trình đơn từ trước lên tuyến trên, bố của con bây giờ căn bản càng có ít thời gian dùng cơm ở nhà. Triệu tuyết hoa cảm thán một phen, thế nhưng lời nói lại có vài phần kiêu ngạo. Vương tử quân cười cười, chủ nhiệm Trần kia rời đi đúng như dự đoán của hắn. Cả đời này mẹ làm nội trợ, căn bản chỉ nhìn thấy mặt ngoài sự kiện, cũng không thèm quan tâm đến trình tự ở sâu bên trong. Tuy đây không phải là căn nhà ở tỉnh Chiết Giang, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy về nhà cực kỳ buông lỏng. Hắn lười biếng nằm trên ghế sa lông, nhìn Tiểu Bảo Nhi vui vẻ chạy qua chạy lại trong phòng khách, đang cầm trong tay những món đồ chơi mà bà vừa mới mua, hai tai của hắn lại chú ý đến câu chuyện giữa Triệu Tuyết Hoa và Mạc Tiểu Bắc. Trường 1623, hai kết quả chỉ hưu bảo ngựa mang tiếng là nói chuyện thế nhưng vẫn là một luận điệu cũ rích xưa nay đó là triệu tuyết hoa hỏi và mạc tiểu bắc đáp lời sau khi kết hôn cả chục năm thì mạc tiểu bắc chậm rãi hòa tan vào gia đình này thế cho nên bây giờ trả lời câu hỏi của mẹ chồng cực kỳ có bài bản ôi mẹ chúng con đã đi máy bay đường dài đã đói lắm rồi mẹ chuẩn bị món gì ngon vậy bây giờ dọn lên dùng luôn đi lúc này vương tử quân không còn chút phong thái của một vị chủ tịch tỉnh hắn lên tiếng phàn nàn giống như một đứa bé triệu tuyết hoa vỗ vỗ đầu nói à xem kìa vui vẻ mà quên mất các con chưa ăn cơm chờ chút nữa nửa giờ sau là chúng ta có thể dùng cơm mạc tiểu bắc nhìn thoáng qua vương tử quân trong mắt có vài phần tình cảm dịu dàng vương tử quân cũng hiểu ý vợ hắn khẽ cười khi hai người dùng ánh mắt đưa tình nhìn nhau thì tiếng chuông cửa vang lên Nửa phút sau chị Trần là người phụ trách các công tác trong nhà đi vào nói với Triệu Tuyết Hoa, "Dì Triệu, có vài người nói là đến từ Vương gia câu, bọn họ muốn tìm thủ trưởng." "Vương gia câu?" Triệu Tuyết Hoa có chút sững sốt, nhưng Vương Tử Quân lại biết Vương gia câu là ở nơi nào. Đó là quê nhà của lão Vương gia, năm xưa Vương lão gia tử lớn lên ở nơi này. Tuy Vương gia căn bản không còn thân thích gì ở nơi đây, thế nhưng dù thế nào thì đó vẫn là quê hương mẹ quê của nhà ta là ở vương gia câu vương tử quân nhìn bộ dạng nghi hoặc của mẹ thì cười nói con nói xem có nên gặp không triệu tuyết hoa căn bản không có ý nghĩ gì ở phương diện này dù sao thì vương quang vinh luôn yêu cầu bà ở nhà làm nội trợ cho tốt những gì không quan tâm thì đừng nên quan tâm vương tử quân cười nói người dưới quê đến thì sao không gặp được tuy vương tử quân đã nhiều năm chưa về vương gia câu thế nhưng đó vẫn là quê hương mà vương gia không thể vứt bỏ. Nếu không gặp mặt người dưới quê, chưa nói đến người trong thôn, chỉ sợ cả huyện cũng nói vương gia coi thường người dưới quê. Mẹ, ngài không cần xen vào, con sẽ phụ trách tiếp đái. Vương tử quân biết mẹ mình không thích tiếp xúc với người xa lạ, thế nên hắn chủ động ôm đồm sự việc lên người mình. Vương tử quân đi ra phòng khách thì thấy có vài người đang đứng trong sân, Tuy bọn họ đứng chung một chỗ với nhau thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn qua và phân biệt được nhiều thứ. Ba người đàn ông đứng bên trái căn bản là từ quê lên, tuy trang phục rất quy củ thế nhưng khí chất thuần phác trên người căn bản không thể che giấu được. Có hai người đứng bên cạnh ba người đàn ông kia, nhìn cách ăn mặc thì thấy giống cán bộ địa phương. Nhưng cũng không quản bọn họ là ai và có thân phận thế nào, bây giờ vẻ mặt của bọn họ có chút quẫn bách khi vương tử quân đi ra thì ba người đàn ông lớn tuổi không nói gì thế nhưng hai người giống như cán bộ địa phương lại chủ động mở miệng một người dáng vẻ hơi thấp tự xưng là bí thư huyện nhâm chính thịnh một người cao gầy còn lại là chủ tịch huyện tên là lộ đính hồ hai người kia nhìn vương tử quân đang còn rất trẻ thì vẻ mặt đã khôi phục lại chút tự nhiên thế nhưng dù là tự nhiên thì vẫn có vài phần kính sợ huynh đệ quang vinh của tôi có có ở nhà không một người đàn ông lớn tuổi nhất mang theo khẩu âm địa phương hỏi Vương Tử Quân. Một câu nói này căn bản kéo gần Vương Tử Quân và nhóm người này lại, Vương Quang Vinh là người có địa vị cao, chỉ sợ nhiều năm rồi chưa được người ta gọi thế này bao giờ. Sau khi tự giới thiệu thì Vương Tử Quân mới biết ông lão này là một người bác của mình, tuy đã lớn tuổi thế nhưng nói về vai về lại ngang hàng với Vương Quang Vinh, tên là Vương Sinh Lĩnh. Đời này vương tử quân căn bản không nghiên cứu sâu về vai vế trong họ nhà mình, nhưng đời trước hắn phát triển thất ý cũng từng bỏ tâm tư nghiên cứu ra phả vương ra, biết rõ các vai vế trong họ nhà mình. Lộ đính hồ nghe vương sinh lĩnh lên tiếng thì không khỏi có chút nhíu mày. Trước khi đến thì bọn họ đã bàn bạc với nhau rất rõ ràng, đã sớm chuẩn bị nên nói những gì, thế nhưng bây giờ sao vương sinh lĩnh lại gọi tên riêng của lãnh đạo như vậy? nhưng lúc này đứng trước mặt người nhà vương ra thì lộ đính hồ căn bản không dám nói gì hơn chỉ dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thoáng qua vương sinh lĩnh mà thôi bác sinh lĩnh bố cháu hôm nay có chuyện khả năng không về nhà được vương tử quân cười cười nói với vị trưởng bối nhà mình rồi khẽ nói vương quang vinh không có ở nhà điều này không khỏi làm cho vương sinh lĩnh không biết làm sao cho phải dựa theo quy củ nông thôn đến nhà không tìm được người thì phải rời đi nhưng lần này lão đi theo hai vị lãnh đạo huyện đến nơi này theo lời của lãnh đạo huyện thì không làm xong sẽ không thể đi đâu được bác sinh lính chú sinh khuê anh giang tử nơi đây không phải chỗ nói chuyện chúng ta vào phòng ngồi một chút vương tử quân nhìn bộ dạng có chút xấu hổ của những người dưới quê hắn tranh thủ thời gian cười mời khách nhâm chính thịnh và lộ đính hồ cũng không dám coi thường con trai của vương quang vinh dù sao thì vị trí của người ta cũng là quá cao Tuy Vương Quang Vinh không có ở nhà, thế nhưng vào trong nhà lãnh đạo ngồi một chút cũng là chuyện đáng để khoe khoang. Vì vậy hai người nhâm chính thịnh dẫn đầu năm người đi vào trong nhà. Nhóm người Vương sinh lĩnh ngồi xuống ghế sa lông, ba người họ hàng xa của Vương Quang Vinh căn bản cúi đầu không nói, bộ dạng cực kỳ chất phác. Nhâm chính thịnh cảm thấy ba người này đúng là không có chút lực, thế nhưng vẫn phải tự mình mở miệng nói ra những lời liên quan đến quê hương vương tử quân căn bản không xa lạ gì lời nói của nhâm chính thịnh thế nên ứng phó rất tự nhiên mặc dù hắn nhìn qua có vẻ trẻ tuổi hơn cả nhâm chính thịnh thế nhưng khí thế sau nhiều năm tu dưỡng được không khỏi làm cho nhâm chính thịnh phải tỏ ra cung kính cậu cậu là con thứ hai nhà anh quang vinh sao tôi nghe nói anh của cậu đã là chủ tịch tỉnh rồi có phải không vương sinh lĩnh căn bản là người lớn tuổi nhất sau khi bí thư nhâm nói hết lời thì cũng không tìm được chủ đề thế là tranh thủ thời gian hỏi một câu. Vương sinh lĩnh căn bản rất hưng phấn với sự kiện đến nhà Vương Quang Vinh lần này, thế nhưng càng nhiều là không yên. 20 năm trước Vương gia có về nhà một lần, thế nhưng mối liên lạc với Vương gia câu dần nhạt đi, bây giờ người Vương gia câu chỉ còn thế hệ bọn họ biết bên ngoài còn có một Vương gia thế lực mạnh mẽ như vậy. Bây giờ đã qua năm đời, tuy vẫn xem như là thân thích, thế nhưng mối quan hệ đã nhạt hơn, hơn nữa vương lão gia tử về hưu nhiều năm cũng có ít người trong thôn nhắc đến vương lão gia tử ngay cả vương sinh lĩnh cũng không ngờ có một ngày mình đi lên thủ đô với bản lĩnh của lão sao có cơ hội chạy đến nhà của lãnh đạo trung ương như thế này vì vậy những ngày qua lão luôn cảm thấy giống như nằm mơ tối hôm trước lão còn đang trò chuyện với những người bạn già của mình dưới gốc cây hòe trong thôn bây giờ đã đến nhà của vương quang vinh đúng là một bước cách biệt trời vực Trước khi đến thì bí thư Nhâm Chính Thịnh đã giới thiệu rõ ràng tình huống của gia đình Vương Quang Vinh, ví dụ như Vương Quang Vinh có chức vụ gì, con trai Vương Tử Quân của Vương Quang Vinh đang làm gì. Những lời giới thiệu này làm cho Vương Sinh Lĩnh cảm thấy khó thể tưởng được. Thế nhưng sau khi cảm khái lại thấy rất vui sướng, nói ra thì thân thích nhà mình cũng có người làm quan lớn như vậy. Sở dĩ Vương Sinh Lĩnh nghĩ Vương Tử Quân là con thứ hai của Vương Quang Vinh, vì lão biết rõ vị trí của Vương Tử Quân biết rõ chủ tịch tỉnh đều là hạng người uy nghiêm. Vương tử quân bây giờ có bộ dạng cười tùm tỉm, căn bản cung kính với mình như đám thanh niên trong thôn, không phải là con trai khác của nhà vương quang vinh sao. chương 1624, cần anh làm chỗ dựa. Nhâm chính thịnh nghe lời nói của vương sinh lĩnh thì không khởi thở dài một hơi. Tuy ông lão kia nói năng không thích hợp, thế nhưng ít nhiều cũng có nói vài lời, căn bản có tác dụng hơn một người ngoài như mình bác sinh lính, bố cháu chỉ có một người con là cháu thôi. Vương tử quân cười cười, sau đó nói, mứt táo này rất ngon, mời bác nếm thử. Có một con thôi sao, như vậy có vẻ hơi ít. Vương sinh lính nghĩ đến ba trai hai gái nhà mình mà không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ. Nhưng khi lão cầm lấy miếng mứt táo bỏ vào miệng thì chợt phản ứng, sau đó rung giọng nói cái gì. Bố cậu chỉ có mình cậu là con trai thôi sao? Vương tử quân nhìn bộ dạng kinh ngạc của ông lão, thầm nghĩ không phải bố cháu còn một người vợ khác đấy chứ. Hắn nghĩ như vậy rồi nhanh chóng trổi bỏ ý nghĩ xấu xa này, sau đó cười nói, đúng vậy, chỉ có một mình cháu thôi. Nhâm chính thịnh và lộ đính hồ vừa rồi ngồi còn có chút thản nhiên, thế nhưng bây giờ lại nhanh chóng thẳng lưng lên. Bọn họ không xa lạ gì cái tên Vương Tử Quân, cũng đã được xem hình ảnh của Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân bây giờ căn bản là quá trẻ tuổi, thế nên bọn họ cũng không nghĩ đây là vương tử quân. Nhưng sau khi vương sinh lĩnh hỏi như vậy, bọn họ trên cơ bản đã biết được thân phận của vương tử quân. Tuy bọn họ là lãnh đạo một huyện, cũng là người gặp qua nhiều tình huống, thế nhưng nếu so sánh với vương tử quân thì căn bản là kém quá xa. Chào chủ tịch vương, hầu như hai người đồng thời đứng lên cười chào hỏi vương tử quân. Khi thấy hai người này đứng lên thì nhóm người vương sinh lính cũng đứng lên theo, điếu thuốc vừa rút ra căn bản không kịp đưa lên miệng châm lửa bàn tay run rẩy vương tử quân dùng tay dìu vương sinh lĩnh ngồi xuống ghế rồi nói bác khó có cơ hội bác đến nhà chơi cũng không phải là người ngoài chúng ta ngồi xuống trò chuyện tuy vương tử quân vẫn nở nụ cười vui vẻ thế nhưng dù là nhâm chính thịnh hay nhóm người vương sinh lĩnh cũng cực kỳ gò bó bọn họ nói chuyện càng thêm cẩn thận giống như chỉ sợ nói sai gì đó Vương tử quân căn bản có biểu hiện cực kỳ thân cận với những người dưới quê lên thăm nhà mình, thế nhưng điều này cũng không khỏi làm cho những người kia bớt căng thẳng. Sau khi nói chuyện vài câu về tình hình quê nhà, vương tử quân hỏi mục đích của nhóm người nhâm chính thịnh khi đến nhà mình. Mặc dù vương tử quân dùng lời nói cực kỳ uyển chuyển, thế nhưng nhóm người nhâm chính thịnh căn bản ở trong quan trường lâu năm, tất nhiên biết rõ ý nghĩa của nó là gì. Thế là hắn nhanh chóng báo cáo, nói là trong huyện chuẩn bị tranh thủ một phần tài chính của Bộ Giáo dục để sửa sang trường học trong huyện, mong Chủ tịch Vương giúp đỡ. Nhâm Chính Thịnh nói xong lời cuối cùng thì dùng giọng chân thành nói, Chủ tịch Vương, huyện chúng tôi hoàn toàn phù hợp với điều kiện mà Bộ Giáo dục đưa ra, những năm qua đã cải thiện cơ sở giáo dục, huyện đã cho ra rất nhiều cố gắng, thế nhưng tài chính trong huyện như trứng trọi đá, dù có mưu lược và phương án tốt thế nhưng căn bản cũng mắc cạn vì tài lực thiếu thốn chúng tôi suy xét đến ý nghĩa của phương diện đẩy mạnh giáo dục, thế cho nên mới đến quấy giày chủ nhiệm vương. Vương tử quân khẽ gật đầu, tuy nhâm chính thịnh nói với lý do rất đầy đủ, tê hế nhưng hắn cũng không cho rằng đây là thái độ thực chất của người này. Chẳng qua điều này cũng không quan trọng, chỉ là vài triệu tiền đầu tư cho giáo dục cũng không là vấn đề, nếu như quê nhà đủ điều kiện, hắn cũng không thể không lên tiếng giúp đỡ. Tuy cuối cùng vương tử quân lên tiếng mời cơm nhưng nhóm người nhâm chính thịnh vẫn cố ý rời đi. Trước khi đi vương tử quân còn dặn dò một câu, để cho bọn họ nghỉ ngơi cho tốt, đến tối sẽ mời mọi người dùng cơm. Tiểu tử nhà Quang Vinh đúng là rất giỏi, mới đó mà đã là chủ tịch tỉnh. Năm xưa khi tôi gặp cậu ấy, khi đó cậu ấy chỉ là một cậu bé mà thôi, không ngờ mới đó mà đã là chủ tịch một tỉnh rồi. Vương sinh lĩnh đi ra khỏi nhà Vương Quang Vinh rồi dùng giọng cảm khái nói với hai người bên cạnh. Ôi, đừng nói là anh, cho dù là em vừa rồi cũng coi cậu ấy là con thứ hai nhà anh Quang Vinh, không ngờ đó lại là chủ tịch Vương Tử Quân của tỉnh Mật Đông. Chật chật, còn trẻ như vậy mà đã là chủ tịch tỉnh, không biết sau này sẽ là gì đây? Vương sinh khuê sờ đầu rồi nở nụ cười nói. Nhâm chính thịnh và lộ đính hồ lúc này cũng rất vui vẻ, Mặc dù không được gặp Vương Quang Vinh, thế nhưng gặp mặt Vương Tử Quân cũng là một thu hoạch không nhỏ của bọn họ. Hơn nữa Vương Tử Quân còn dùng giọng thành khẩn mời nhóm người bọn họ ăn cơm tối, nếu như có thể có quan hệ với chủ tịch Vương, tuy không phải là người cùng một tỉnh, thế nhưng sau này mình cũng có một ô dù công tác rất lớn. Anh Sinh Khuê, chủ tịch Tử Quân chính là cán bộ lãnh đạo cấp chính bộ trẻ tuổi nhất trong nước, đường đi sau này cũng không phải chúng ta có thể phỏng đoán được tôi nghe nói vương gia câu các anh phong thủy tốt, còn tưởng rằng dân chúng nói bậy, bây giờ xem ra câu nói kia là quá đúng đắn. nhâm chính thịnh trước kia nói chuyện với nhóm người vương sinh lính cũng rất khách khí, thế nhưng lại thiếu tôn trọng, bây giờ thậm chí còn gọi vương sinh khuê là anh. vương sinh khuê thấy như vậy thì chợt vui sướng, hắn cười ha hả nói, đúng vậy, vương gia câu chúng tôi có núi có sông, khắp nơi đều có linh tính, tôi nghe lớp giả nói chỗ chúng tôi thật sự có long mạch. Vương Sinh Khuê nói rồi đi đến bên cạnh xe, hắn dùng sức mở cửa xe. Một tiếng ầm vang lên, một chiếc xe máy chạy như điên đâm sầm vào cửa xe đang mở. Chiếc xe máy lảo đảo vài vòng rồi cũng không ngã xuống, thế nhưng tiếng phanh xe chói tai lại vang lên rất lớn. Con bà nó mày mù hay chán sống rồi, mở cửa xe mà không nhìn người đi đường sao. Một tên thanh niên hơn 20 tuổi nhảy xuống xe, hắn hổn hển vung tay đánh thẳng vào mặt Vương Sinh Khuê. Vương Sinh Khuê căn bản là rất sợ hãi với tình cảnh vừa rồi, hắn chuẩn bị nói hai câu với người ta, thế nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn một tát. Cậu, sao cậu lại đánh người? Vương Sinh Khuê tuy nhỏ tuổi hơn Vương Sinh lĩnh thế nhưng cũng đã hơn 60, bây giờ bị một tên thanh niên cho một tát, cũng không thể nhịn được. Đánh người sao? Ông đánh mày thì làm sao? Mày có biết thiết chút nữa thì ông ngã xuống đất rồi không? Tên thanh niên rõ ràng là bị Vương Sinh Khuê chọc tức, hắn lên tiếng rồi vung tay chụp lấy cổ áo của Vương Sinh Khuê. Vương Sinh lính và Vương Sinh Khuê là anh em họ, tất nhiên lão không thể để em mình bị người ta đánh, thế là tiến lên ngăn cản. Hai người Nhâm Chính Thịnh và Lộ Đính Hồ có hơi ngây người, vẻ mặt rất khó coi. Hai người đều thấy được tình cảnh vừa rồi, tuy Vương Sinh Khuê mở cửa mà không nhìn chung quanh, thế nhưng vấn đề này cũng không phải là lỗi của một người tên thanh niên kia cũng không nên chạy xe máy quá nhanh như vậy. Nhưng hai người nhìn nhãn hiệu chiếc xe máy bên kia mà không khỏi nhíu mày, bọn họ không những đã từng gặp loại xe như vậy, nhiều lần đi kêu gọi đầu tư thấy thương nhân chạy những chiếc xe có nhãn hiệu như thế, hai người biết loại xe này rất xa xỉ. Bây giờ tên thanh niên kia chạy một chiếc xe máy nhãn hiệu như vậy, rõ ràng là không bình thường. Này anh bạn, chúng tôi cũng không cố ý, thế này đi, xe của ngài bị chảy xước, chúng tôi nhất định sẽ bỏ tiền tu sửa. Nhâm chính thịnh do dự một chút rồi tiến lên hòa giải. Tên thanh niên đang nắm lấy cổ áo của Vương Sinh Khuê, lúc này nghe thấy Nhâm chính thịnh nói như vậy thì dùng giọng bạo ngược nói anh bồi thường. Con bà nó, anh cho rằng tôi cần tiền của các người sao? Tôi nói cho các người biết, bố tôi có rất nhiều tiền, bây giờ tôi chỉ muốn đánh lão già không có mắt này một trận mà thôi chương 1625, một con người có lực lượng. Nhâm chính thịnh còn định lên tiếng, thế nhưng lại bị tên thanh niên kia đẩy ra. Viên lái xe đi theo nhâm chính thịnh thấy lãnh đạo của mình bị người ta đối đãi vô lễ như vậy, thế là máu nóng dâng lên, không chịu nổi chuẩn bị tiến lên thì bị nhâm chính thịnh giữ lại. Không đến phương Nam không biết mình ít tiền, không đến thủ đô không biết mình quan nhỏ, đám người nhâm chính thịnh là lãnh đạo cấp huyệt, tên thanh niên bên kia tuy bộ dạng xấu xí nhưng biết đâu người đứng sau lưng cực kỳ có lực lượng, đắc tội với bọn họ căn bản là không thể chịu nổi. Anh làm gì? Anh muốn làm gì? Vương sinh khuê tuy có tuổi nhưng cũng rất nóng tính, thấy tên thanh niên kia lại vung tay lên, thế là nổi nóng, sau đó dùng sức đẩy tên kia ra khỏi người mình. Khi vương sinh khuê còn trẻ cũng là hảo hán trong thôn, một bao tải lương thực gần trăm căn có thể đặt lên vai đi băng băng. Bây giờ tuy đã già không còn hảo hán như xưa, thế nhưng lực lượng còn sót lại vẫn là không nhỏ. Tên thanh niên kia tuy hùng hổ nhưng căn bản lại kém hơn vương sinh khuê, thế nên bị vương sinh khuê đẩy ngã lăn ra đất. Tên thanh niên bị một lão già nhà quê đẩy ngã xuống đất mà không khỏi cảm thấy cực kỳ tức giận, hắn đứng lên chỉ vào mặt vương sinh khuê rồi dùng giọng thẹn quá hóa giận nói, con bà nó, dám ỉ đông hiếp yếu sao? Tôi cho các người biết tay. Tên thanh niên nói rồi lấy điện thoại ra, lúc này Vương Sinh Khuê không khỏi dùng ánh mắt luống cuống nhìn nhan sĩ tác và lộ đính hồ. Anh bạn, người bạn của tôi căn bản là sai, anh bạn xem là đại nhân không chấp tiểu nhân. Anh ấy đến từ nông thông, là người thân của chủ nhiệm Vương. Nhâm chính thịnh do dự dây lát rồi tiến lên khuyên giải tên thanh niên bên kia. Nhưng lời này của nhâm chính thịnh càng làm cho tên thanh niên nổi trận lôi đình, hắn đẩy nhâm chính thịnh ra rồi lớn tiếng mắng cút ngay, cái gì mà chủ nhiệm vương hay không chủ nhiệm vương, ông nói cho mày biết, ông ở thủ đô này chưa từng chịu thiệt bao giờ, chuyện này ông không để yên cho mày đâu. Lúc này điện thoại nối thông, chợt nghe thấy tên thanh niên hét lên, tiểu tam, gọi vài người đến đây, có vài thằng mù làm phiền anh. Nhâm chính thịnh lúc này cũng không có biện pháp nào khác, sau khi nghe lời của người kia, giống như gọi một đám côn đồ đến đánh người. Tuy hắn chưa từng gặp tình cảnh này, thế nhưng cũng biết nếu tú tài gặp quan binh thì người chịu thiệt sẽ là phía mình nhâm chính thịnh nghĩ đến người cần cầu cứu hắn chợt nhớ đến chủ tịch vương tuy hắn không muốn biểu hiện mình là kẻ vô năng trước mặt chủ tịch vương thế nhưng dù sao thì vương sinh khuê cũng là người thân của chủ tịch vương chắc chắn chủ tịch vương sẽ ra tay tương trợ hắn tìm được số điện thoại của vương tử quân để lại sau đó vội vàng đưa cho vương sinh khuê anh sinh khuê anh gọi điện thoại cho chủ tịch vương đi Vương Sinh khuê chợt ngây cả người, hắn tiếp nhận điện thoại, khi điện thoại vừa nối thông thì đã dùng giọng nức nở nói cháu, có. Có người, có người chuẩn bị đánh chú. Nhâm chính thịnh nhếch miệng, thầm nghĩ người này tuy gây chuyện nhưng bản lĩnh tố cáo lại không kém. Thế nhưng những lời kia có mời được Vương Tử Quân đi ra hay không, còn phải xem vào độ nặng của những người này là thế nào. Chủ tịch Vương nói thế nào, khi thấy Vương Sinh Khuê không lên tiếng nữa mà chỉ cần điện thoại thì Nhâm Chính Thịnh dùng giọng gấp gáp hỏi. À, cậu ấy, cậu ấy nói mình sẽ đến ngay. Vương Sinh Khuê đưa điện thoại cho Nhâm Chính Thịnh rồi khẽ nói. Khi nhóm người Nhâm Chính Thịnh đang trò chuyện với nhau thì một chiếc xe 12 chỗ chạy đến như bay, sau đó dừng kết lại, 78 tên du côn nhảy xuống xe. Trịnh thiếu ra, thằng nào đuôi mù dám gây sự với ngài. Anh em, tiến lên cho nó biết tay. Tên thanh niên thấy cứu tinh của mình chạy đến thì giống như thấy được thân nhân, hắn vung tay chỉ vào nhóm người vương sinh khuê, là đám người này, thu thập bọn họ cho tao, có gì xảy ra tao chịu trách nhiệm. Đám lưu manh bên kia nghe được lời của tên thanh niên thì giống như được uống thuốc kích thích, đám người này gào lên rồi nhào về phía nhâm chính thịnh. Các anh định làm gì? Tôi nói cho các anh biết, tôi là bí thư huyện Đông Hồng, nếu các anh ra tay, xảy ra chuyện gì các anh phụ trách lấy. Nhâm chính thịnh nhìn thấy tình cảnh không hay thì cảm thấy nhức đầu, lúc này hắn cũng không thèm quan tâm đến gì khác, hắn lớn tiếng khai báo thân phận của mình, muốn áp chế đám người kia. Không ngờ nhâm chính thịnh lên tiếng có tác dụng, đám côn đồ kia chuyên gây rối ở bên ngoài, thế nhưng cũng biết không nên đụng vào hạng người nào. Mặc dù nhâm chính thịnh không phải là bí thư huyện ở nơi đây, thế nhưng ít nhất cũng là quan viên khi đám người kia chợt dừng tay thì trịnh thiếu gia đã hổn hển phân phó lên hết cho tao xảy ra chuyện tao chịu trách nhiệm xong việc tao mời bọn mày đi đến câu lạc bộ chơi cho thoải mái trịnh thiếu gia nói rõ ràng rồi anh em xông lên đi hôm nay ai không ra tay thì sau này đừng đi theo tao trực tiếp cút đi một tên thanh niên côn đồ đứng đầu nói hai người lên tiếng làm cho khí thế của bọn côn đồ lên rất cao hai tên lái xe đi theo nhâm chính thịnh thấy tình hình không hay thì thầm biết bất ổn nếu như nhâm chính thịnh và lộ đính hồ có vấn đề như vậy bọn họ cũng xem như công tác thất trách dừng tay lại cho tôi vương tử quân thấy tình hình lộn xộn trước mắt thì gương mặt trở nên cực kỳ âm trầm giọng nói của vương tử quân không quá lớn nhưng uy nghiêm có từ nhiều năm lại làm cho người ta không khỏi phát run đám thanh niên côn đồ nghe thấy vậy thì không khỏi khựng lại con bà nó mày là ai mà dám chĩa vào chuyện này? Ông nói cho mày biết, vấn đề hôm nay, tên thanh niên đứng đầu thấy người của mình khựng lại không ra tay, thế là không khỏi cảm thấy mất thể diện, hắn nhanh chóng mở miệng mắng. Nhưng tên này còn chưa kịp nói xong thì đã bị ăn một cái tát vang rồi. Mày còn dám nói bậy thì ông đánh chết mày. Trịnh thiếu ra nói rồi chạy về phía vương tử quân, hắn có chút do dự rồi hỏi chú. Chú vương, chú sao lại đến đây? Trịnh thiếu gia này nếu đứng cùng một chỗ với Vương Tử Quân thì nhiều người sẽ cho rằng đây là hai người bạn cùng lứa. Thế nhưng bây giờ Trịnh thiếu gia căn bản hạ thấp tư thái của mình. Vương Tử Quân nhìn đứa cháu đột nhiên xuất hiện, hắn cũng có chút sướng sờ. Thế là trầm ngâm dây lát rồi hỏi cậu là: cháu là Trịnh Chiết Quân, bố cháu là Trịnh Đồng Lục. Trịnh Chiết Quân đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói: Trịnh Đồng Lục. Vương Tử Quân biết đây là phó thư ký trưởng của văn phòng quản lý hành chính, cũng coi là một nhân vật hô phong hoán vũ ở thủ đô, rất được thủ trưởng tín nhiệm. Vương Tử Quân căn bản đã gặp mặt người này, thế nhưng cũng không có giao tình quá sâu. Vương Tử Quân cười cười nói, thiết quân, bố cậu có khỏe không? Trường 1625, hai con người có lực lượng. Bố rất khỏe, thế nhưng bây giờ có chút bận rộn, trịnh thiết quân tuy là người hành sự bừa bãi thế nhưng cũng phải xem đối phương là ai bây giờ thấy vương tử quân đi đến thế là biết chuyện hôm nay thật sự không xong đồng thời hắn thầm nghĩ đến vị bí thư huyện ủy kia chẳng lẽ thật sự là thân thích của vương gia bây giờ mình nên thành thật một chút thì tốt hơn trịnh thiết quân thầm hạ quyết tâm hắn càng thêm cung kính với vương tử quân vương tử quân hỏi trịnh thiết quân về tình huống vừa diễn ra sau đó chỉ tay về phía vương sinh khuê đang luống cuống bên kia nói chú sinh khuê vừa rồi là ai đánh chú trịnh thiết quân nhìn vương sinh khuê mà không khỏi cảm thấy run lên điều này điều này vương sinh khuê thấy tên thanh niên vừa rồi ra tay hung ác với mình gọi vương tử quân là chú thế là không biết nên nói thế nào hơn nữa mình bị đánh trước mặt cháu đây căn bản là quá xấu hổ làm hắn không thể nói nên lời dù sao thì Vương Sinh Khuê cũng là một người nông thôn, căn bản rất chú ý thể diện. Khi Vương Sinh Khuê còn chưa biết nói thế nào thì chợt nghe Nhâm Chính Thịnh nói, không có chuyện gì, chủ yếu là anh Sinh Khuê mở cửa xe thì không cẩn thận nên động vào xe của đồng chí Trịnh kia. Nhìn qua thì thấy Vương Tử Quân có thể áp chế Trịnh Thiết Quân, thế nhưng Nhâm Chính Thịnh là người chìm nổi quan trường nhiều năm, hắn biết rõ nếu ép cho Trịnh Thiết Quân bị mất thể diện cũng không phải ổn thỏa, sẽ đắc tội với người ta đặc biệt là những gia đình có thế lực vương tử quân nhìn vẻ mặt của vương sinh khuê hắn biết rõ bí thư nhâm này không nói thật hắn trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng hỏi vương sinh khuê chú sinh khuê rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đúng đúng như lời nói của bí thư nhâm vương sinh khuê do dự dây lát rồi dùng giọng thành thật nói vương tử quân thở dài một hơi với ánh mắt của hắn thì căn bản biết rõ vương sinh khuê không nói thật nhưng bây giờ vương sinh khuê đã nói như vậy hắn nếu cứ tiếp tục cương cứng thì cũng mất mặt thiết quân cậu chạy xe kiểu gì vậy cũng không xem đây là nơi nào là chỗ cho cậu chạy xe máy sao vương tử quân trở nên cực kỳ nghiêm túc hắn chỉ vào chiếc xe của chính thiết quân rồi nói tiếp sau này cậu chạy xe thì nên tìm nơi nào đó tốt hơn chú vương là cháu sơ sẩy nhất định sẽ sửa lại sẽ không chạy chiếc xe này nữa Trịnh Thiết Quân nói rồi thở dài một hơi, hắn biết rõ sự việc vừa rồi mình hơi mạnh tay, hơn nữa mình còn cho đối phương một tát, người ta không truy cứu thì xem như thả cho mình một con đường sống rồi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn khẽ nói, lái xe cần phải chú ý tình huống, cũng không phải không cho cậu chạy xe nữa. Xe này là của một người bạn, cháu chỉ mới chạy thử thôi, cháu đang định đưa sang cho anh ta. Trịnh Thiết Quân thấy Vương Tử Quân nói bằng giọng bình thản thì không khỏi dùng giọng nịnh nọt nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không quan tâm mà nói với đám người Vương Sinh Khuê, chú Sinh Khuê, đã không có chuyện gì nữa, chuyện này coi như xong, các chú chạy xe về đi. Trịnh Thiết Quân nhìn Vương Sinh Khuê mãi luôn cúi đầu, hắn biết lần này mình có thể vượt qua kiểm tra, chủ yếu là nhờ ông lão kia không truy cứu. Tuy hắn cũng không thấy mình có lỗi gì, nhưng hắn sợ người ta nói ra sự thật, thế nên nhanh chóng đi qua nói, chào bác, cháu vừa rồi không cố ý, cháu căn bản là trẻ người non dạ, mong bác đại nhân không chấp nhất tiểu nhân. Vương sinh khuê là nông dân, bản năng là người hiền hòa dễ chịu, bây giờ thấy trịnh thiết quân tự nhận lỗi, thế là vẻ mặt thoải mái hơn một chút, lại nở nụ cười tha thứ nói, thôi bỏ đi, tôi, tôi cũng không đúng, không nên mở cửa xe vô ý như vậy trịnh thiết quân nói vài câu với vương tử quân rồi đi bộ bỏ đi nhóm thanh niên côn đồ cũng nhanh chóng lái xe theo sau trên đường chỉ còn lại nhóm người nhâm chính thịnh lúc này nhâm chính thịnh nói với vương tử quân chủ tịch vương đã gây phiền toái cho ngài điều này nhâm chính thịnh còn định nói lời khách khí thì vương tử quân đã khoát tay đều là người nhà có gì mà phiền toái hay không vừa rồi làm cho các chú các bác phải chịu uất ức rồi vương tử quân nói rồi nhìn nhâm chính thịnh cũng không còn sớm mọi người về nghỉ ngơi đi đến tối ta gặp mặt tuy còn định nói thêm vài câu với vương tử quân thế nhưng khi thấy vương tử quân bỏ đi nhâm chính thịnh đành phải leo lên xe bí thư nhâm việc này là tôi không tốt nếu như tôi cẩn thận hơn thì sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay vương sinh khuê lên xe thì khẽ mở miệng nói lời kiểm điểm với nhâm chính thịnh nhâm chính thịnh khoát tay áo trên mặt lộ ra nụ cười, điều này cũng không trách anh được, anh Sinh Khuê à, chuyện này nguyên nhân chủ yếu là do tên kia chạy quá nhanh. Nói ra thì tôi cũng phải cảm ơn anh, nếu không có anh chịu đựng cơn tức hôm nay, chỉ sợ sự việc hôm nay sẽ lớn lắm. Làm sao vậy? Vương Sinh Khuê dùng giọng run rẩy và có chút ngạc nhiên nói. Chủ tịch Vương là một người bao che khuyết điểm, họ Trịnh kia dù có lai lịch nhưng căn bản là đánh ngài, thế nên chủ tịch Vương sẽ không bỏ qua. Ngài căn bản là hành trang nhẹ nhóm, đi đứng không sợ ai, thế nhưng tôi và chủ tịch lộ lại rất sợ bọn họ. Nhâm chính thịnh nói rồi thở dài một hơi. Vương sinh khuê há hốc miệng muốn nói nhưng không biết phải nói sao, lúc này trong lòng hắn nóng hầm hập. Hắn vốn có cảm giác xa lạ với Vương Quang Vinh, thế nhưng bây giờ khoảng cách lại khá gần. Được rồi, mọi chuyện đã qua, cũng không cần nghĩ nhiều. Vừa rồi tôi đã nói chủ nhiệm lý chuẩn bị vịt nướng, Chúng ta quay về uống vài ly, chờ đến tối dùng cơm với chủ tịch Vương. Nhâm Chính Thịnh là người thông minh, hắn nhìn bộ dạng của Vương Sinh Khuê, sau đó đổi chủ đề. Sự việc vừa phát sinh chỉ là chuyện nhỏ trong ngày với Vương Tử Quân, hắn về nhà tiếp tục hưởng lạc thú cuộc sống gia đình. Sau khi dùng cơm chưa xong thì tự mình xuống bếp rửa chén, cũng chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi. Mạc Tiểu Bắc và Triệu Tuyết Hoa nói chuyện với nhau cũng là triệu tuyết hoa nói và mạc tiểu bắc nghe triệu tuyết hoa một mình ở thủ đô khá cô độc vất vả lắm nhà vương tử quân mới về một chuyến thế nên nói đủ chuyện trời đất bố ngài quá ngốc hình này không phải đặt nơi đây đặt đây là không đúng tiểu bảo nhi cầm lấy một hình khối trong tay của vương tử quân nó lẩm bẩm oán trách vương tử quân nhìn gương mặt mập mạp nhỏ nhắn của con mà không khỏi bật cười con nói xem nên đặt chỗ nào nếu lát nữa mà chiếc thuyền này không ghép thành công, con cũng đừng trách bố đấy nhé. Tự con làm là được, Tiểu Bảo Nhi lấy ra một đống linh kiện cần thiết, nó không quay đầu lại mà nói. Vương Tử Quân cười cười rồi đứng lên, khi hắn chuẩn bị đi uống nước thì điện thoại vang lên. Vương Tử Quân nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số lạ. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 140